trương một mưa tay mùa mưa kéo dài tạo thành thiệt hại mưa to nói đến là đến bầu trời mới vừa rồi còn tản mát ánh nắng trong khoảnh khắc đã bị mây đen bao phủ mưa rào tầm tã chút xuống nhanh chóng khiến người của khu dân cư nghèo còn đang ý định ra ngoài hoạt động một chút lập tức bị dọa về phòng tránh mưa sợ bị nước mưa tung tóe lên người nước mưa tích tụ trên đường phố rồi nhanh chóng tràn khắp khu dân nghèo một ít phòng ở xây tại địa thế thấp trũng đã bị ngập đến đến ngưỡng cửa mà hệ thống thoát nước lâu nay không có sửa chữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì trong thời khắc này trong chốc lát, bên ngoài phòng ở đã trở thành một vùng đại dương mênh mông. Trong cô nhi viện Mai Sơn, trước cửa phòng, một người phụ nữ nhìn qua hơn 30 tuổi dẫn theo người đứa trẻ, từ 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi, vội vội vàng vàng vận chuyển bao cát đã sớm chuẩn bị trồng chất ở trước cửa, để cách chờ dòng nước mưa mãnh liệt. Đỗ Địch An còn không mau tới hỗ trợ. Gọi hắn cũng vô dụng, hắn chính là kẻ ngu. Thật là đáng giận. Mấy đứa bé trai ôm bao cát vừa mệt mỏi vừa mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy một đứa bé trai lẳng lặng đứng trước cửa sổ cách đó, không xa tràn đầy tức giận, nhưng cũng biết nói cũng vô dụng mà chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục chuyển bao cát trong tay tới trước cửa. Bé trai đứng trước cửa sổ khoảng chừng 7-8 tuổi, dáng người gầy yếu nhưng khuôn mặt lại như một đứa bé trai 11-12 tuổi, mà bắt mắt nhất chính là màu da hắn cực kỳ trắng nõn, thậm chí hơi tái nhợt như người bệnh, so sánh. Với những người khác bị cường quang cùng tia tử ngoại chiếu đến đen kịt thật không hợp nhau, điểm này khiến không ít người hâm mộ nhưng Đỗ Địch An lại thở dài trong lòng. Đây chính là di chứng do kho đông lạnh tạo thành. Mặc dù hắn đã rời đông lạnh kho hơn 3 tháng, nhưng thân thể này còn không có khôi phục lại, toàn thân không chút sức lực, theo như y học hiện đại chính là chứng bệnh cơ bất lực. Đứng yên đã là cố hết sức chớ nói chi là đi vận chuyển bao cát chắn nước mưa. Bất quá tình huống như vậy đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao khi tai nạn lan đến gần hoa hạ, sở nghiên cứu mới vừa vận tạo ra kho đông lạnh thứ nhất còn chưa kịp tiến, vào giai đoạn thí nghiệm, ai cũng không biết nó sẽ xuất hiện trục trặc như vậy, hắn có thể ngủ say trong kho đông lạnh 300 năm mà không chút tổn hại đã là nho nhỏ kỳ tích. Chỉ là chuyện này thực sự không tính là chuyện vui gì. Hắn còn sống mà cha mẹ cùng tỷ tỷ hắn, người đã chế tạo ra kho đông lạnh đã bị tai nạn nuốt hết, cho dù họ may mắn sống sót, nhưng 300 năm qua đi đã trở thành bụi bặm từ lâu, thế giới này thật lớn thật mênh mông nhưng cảnh còn người mất, vốn quen thuộc lại vừa xa lạ. Leo ra từ kho đông lạnh, hắn thậm chí cho rằng trên trái đất chỉ còn lại có một mình hắn, cảm giác cô độc lấp đầy lồng ngực nho nhỏ của hắn, thẳng đến hắn đi ra khỏi bãi rác chôn giấu kho đông lạnh mới phát hiện nhân loại không có bị diệt tuyệt, trong vụ tai nạn kia tựa hồ có số ít người may mắn còn sống sót, đồng thời trải qua 300 năm sinh sôi phát triển đã có được quy mô không tệ. Tiếc nuối chính là có vẻ như văn minh cùng khoa học kỹ thuật ở 300 năm trước đã bị tai nạn phá hủy toàn bộ, nhân loại chẳng những đã mất đi lực lượng chinh phục viên tinh cầu này, mà ngay cả sinh hoạt cơ bản đều cực kỳ gian khổ. Sau một tiếng, bão tố dần dần ngừng. Nhìn mực nước bên ngoài cánh cửa đã ngừng dâng cao, tất cả mọi người trong phòng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, dường như đã trải qua một trận ác chiến bền bỉ, tất cả mọi người đều có cảm giác tinh bị lực tẫn. Lúc này, vị phụ nữ trung niên kia nhìn sắc trời một chút, thấy mây đen dần dần tản đi liền lộ ra sắc trời vẩn đục, biết một lát sẽ không có mưa xuống, liền nói ngay, chuẩn bị đi căn tin ăn cơm đi, nhớ mặc giày cỏ. Tất cả hài tử nghe được hai chữ ăn cơm đều sáng mắt lên, mệt mỏi vừa rồi cũng bị quét sạch sành xanh, nhanh chóng trở lại trong phòng mặc vào giày cỏ, rồi xếp thành đội ngũ khéo léo. Địch An, nhanh mang giày chuẩn bị ăn cơm đi. Lúc này, trong đội ngũ truyền ra một thanh âm kêu đỗ Địch An, nói chuyện chính là một bé trai tầm 7-8 tuổi. Hắn vừa nói xong, giống như nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái, tiến lên vỗ vỗ bả vai đỗ Địch An, dùng một cánh tay múa múa chỉ hướng phòng ăn, mà một cánh tay áo khác lại trống rỗng. Đỗ Địch An nhớ kỹ đứa bé này gọi là Barry chính là một trong số ít trẻ mồ côi trong nội viện này có thiện ý thiện với hắn, nói chung vấn đề nằm ở trên người hắn, 300 năm nên ngôn ngữ sớm đã đổi mới, lúc hắn mới tới cô nhi viện đã nghe không hiểu người khác nói cái gì, cũng không biết nói tiếng nói của bọn họ, chỉ có thể giữ im lặng, dần già tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ngu ngốc ngơ ngác, khả năng là đầu óc có vấn đề. Cho nên một cách tự nhiên, hắn được phân đến nhóm dị dạng như Barry. Trẻ con trong cô nhi viện được phân làm hai nhóm, một loại là thân thể kiện toàn bị phụ mẫu vứt bỏ, một loại là thân thể dị dạng bị phụ mẫu vứt bỏ ở cái thế giới này cho dù là trẻ con từ lâu đã học được phải ôm đoàn thể mới có thể sinh tồn đỗ địch an gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ sau đó cùng barry đi vào trong đội ngũ barry vừa định gọi đỗ địch an trước đi thay giày cỏ trong lúc vô tình cúi đầu xem xét lại phát hiện dưới ống quần đỗ địch an sớm đã mặc một đôi giày cao màu xanh nhạt không khỏi yên lặng ở cái thế giới này không còn nhựa plastic giày cỏ áo cỏ đã trở thành vật dụng thường dùng nhất đây là một loại cỏ biến dị tự nhiên chỗ nào cũng có thể bắt gặp phiến lá lớn mặt ngoài có hiệu quả cách chờ nước mưa phóng xạ nó đã trở thành vật phẩm thiết yếu của từng nhà đám người cẩn thận từng ly từng tí đi trên con đường nhỏ hẹp được trải một lớp đá mưa tai chỉ ngập đến chỗ mắt cá chân nếu là vô ý ngã vào trong nước cho dù là người trưởng thành cường tráng nhất cũng không tránh khỏi một trận bệnh nặng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đến nhà ăn tất cả mọi người lập tức bắt đầu chiếm chỗ ngồi trước chỗ ngồi có hạn lập tức bị những đứa trẻ thân thể đầy đủ khỏe mạnh giành hết. đỗ địch an cùng barry còn có những đứa trẻ thân thể dị dạng đã sớm thành thói quen đi vào chỗ hẻo lánh. nơi này có mấy hòn đá trồng chất lên chính là bàn ăn của bọn họ. nghe nói không. lần này trong đám người tới nhận nuôi có y sinh cùng người xây dựng tường. gì lớn đã nói chúng ta phải bắt lấy cơ hội lần này, biểu hiện tốt một chút. nếu như có thể được y sinh nhận nuôi liền quá hạnh phúc. ta lại hy vọng được người xây dựng tường nhận nuôi, nói không chừng có hy vọng leo lên. Trên cự bích siêu viên nhìn xem thế giới bên ngoài cự bích. Đồ ăn còn không có đưa tới, Barry cùng cái mấy đứa bé khác nhỏ giọng hàn huyên. Những đứa trẻ này hoặc là thiếu một cái lỗ tai, hoặc là nửa bên mặt rều là mấy viên thịt lồi, không có một ai là bình thường. Đỗ địch an nghe được bọn hắn nói, mắt sáng lên giữ im lặng. Đáng tiếc đầu óc địch an không tốt, nếu không lấy tướng mạo cùng thân thể của địch an, khẳng định sẽ được những người kia chọn chúng. Trò chuyện trong chốc lát, Barry bỗng nhiên thở dài nhìn đỗ địch an một chút, tiếc nuối nói ra, những đứa trẻ khác nhìn thấy Đỗ Địch An không có phản ứng đều lắc đầu thở dài. Bọn họ đã sớm thương nghị tốt, vô luận là ai được nhận nuôi đều muốn dùng hết khả năng của mình, trở về đến giúp đỡ những người còn lại, nếu chỉ đơn thuần xét về vẻ bên ngoài. Không hề nghi ngờ Đỗ Địch An chính là người có hy vọng nhận nuôi nhất, nhưng đầu óc lại có mau bệnh còn nghiêm trọng hơn so với thân thể bị thiếu hụt, tỉ như đứa trẻ nửa bên mặt đều là viên thịt kia, mặc dù nhìn qua kinh dị dọa người, nhưng tay chân đầy đủ, trí thông minh bình thường, chỉ ít có thể lao động tìm được một công việc. Hừ một đám không chọn vẹn còn muốn cùng chúng ta tranh giành cơ hội nhận nuôi. Lúc này, có một đứa trẻ gầy yếu ngồi ở phụ cận nghe được mấy người Barry trò chuyện, hư lạnh khinh miệt nói ra. Hắn lập tức gây nên chú ý của những người khác, trong lúc nhất thời, từng ánh mắt xem thường cùng chán ghét nhau nhau rơi vào trên người Đỗ Địch An cùng bọn người Barry. So với dị dạng, bọn họ đều là những người có thân thể đầy đủ lại bị vứt bỏ, tự nhiên đáy lòng có lệ khí càng nặng. Đỗ Địch An nhàn nhạt, nhạt nhìn những người này một chút, không nói gì, mặc dù hắn cũng là trẻ con, nhưng từng trải hơn nhiều, cả người có một sự trầm tĩnh mà không ít người trưởng thành cũng không có được. Mà bộ dáng hắn như vậy rơi vào trong mắt những người này, lại chính là ngu ngốc. Nhìn kẻ ngu này, mắng hắn đều nghe không hiểu. Cái đồ đầu óc không được bình thường, khó trách bị vứt bỏ. Còn muốn được nhận nuôi. Ngoan ngoãn chờ đến 13 tuổi rồi bị ném vào quạng mỏ đi lấy quạng đi. Những đứa trẻ này không chút nào che giấu sự khinh bỉ cùng chán ghét, cũng lấy thế làm vui lúc này đồ ăn đưa tới người phụ nhân lúc trước quát khẽ an tĩnh một chút đều không muốn ăn nữa đúng không nghe nói như thế những đứa trẻ này nhanh chóng thu liễm lại mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội tựa hồ vừa rồi không có phát sinh chuyện gì ngày kế tiếp đám mây đen dần dần tản ra ánh nắng rơi xuống khu dân nghèo tại mưa tay này đây đã là thời tiết sáng sủa khó gặp vừa lúc hôm nay cũng là một ngày lễ lớn đối với những trẻ con trong mai sơn cô nhi viện ngày nhận nuôi tất cả gia đình đã sớm hẹn trước cũng nhao nhao chạy đến cô nhi viện chọn lựa đứa trẻ mình cảm thấy hài lòng. Sáng sớm, Đỗ Địch An liền đúng giờ rời giường, mặc dù thế giới này đã không có đồng hồ báo thức, nhưng đồng hồ sinh học của hắn lại chưa bao giờ phạm sai lầm. Sau khi rời giường thì sắp xếp đệm chăn, dùng nước giếng tùy tiện rửa mặt đánh răng sạch sẽ, cầm lấy một bộ quần áo vải thô đã được giặt đến trắng bệt ở đầu giường, vừa mới chuẩn bị thay, bỗng nhiên sờ đến một thứ mềm mại, mò ra xem xét, chính là một cái khăn tay màu tím đã bị vò thành cục. Đỗ Địch An hơi run lên, không khỏi nghĩ đến một bé gái dẫn mình đi vào cô nhi viện này, trong đêm tối rét lạnh kia, chỉ tiếc sắc trời đen kịt nên không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Ở cô nhi viện ba tháng qua, hắn tự nhiên biết người có thể sử dụng vài vóc tinh xảo, như thế tuyệt đối là nhân vật thượng lưu ở ngoại bích. Trên khăn tay còn lưu lại vết đen do hắn lau mặt, tẩy không sạch sẽ. Im lặng hồi lâu, Đỗ Địch An nhét khăn tay vào trong ngực sau đó, thay quần áo rồi đi đến khu đất trống bên ngoài cô nhi viện. Mặc dù trong lòng của hắn thì cha mẹ chỉ có một, nhưng hắn không thể không mong mình nhanh chóng được người nhận nuôi ra ngoài. Nếu đến 13 tuổi vẫn, không có người nhận nuôi sẽ bị cô nhi viện từ bỏ dưỡng dục đưa vào quạng mò đằng sau Mai Sơn. Cô nhi viện thuộc quản lý của thương hội mỏ khoáng Mai Sơn, để lấy quạng, trở thành lao động miễn phí vĩnh cửu cho đến mệt chết, chết già, vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Giống như Đỗ Địch An, một ngày này thì tất cả trẻ con trong cô nhi viện đều trang hoàng lộng lẫy, từng đứa trẻ đều rửa giấy sạch sẽ, mặc lên người bộ quần áo đã thật lâu không nỡ mặc. Mà những bộ quần áo vải này đều được phát khi bọn họ mới vừa vào cô nhi viện. Bởi vì nếu như cả người tản mắt ra mùi vị khác thường, sẽ không người nào nguyện ý tới gần các ngươi. Đây là lời khuyên bảo của dì lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám trẻ con đứng trong khu đất trống đằng trước cô nhi viện, nhưng ẩn ẩn chia làm hai phe, kiện toàn cùng dị dạng. Chờ tất cả đều đầy đủ, dưới sự dẫn đầu của đại Ali cùng những người trăm nom khác trong cô nhi viện, những người lớn đến đây nhận nuôi đi đến trước mặt bọn nhỏ đánh giá những đứa trẻ mồ côi có thể sẽ trở thành con nuôi của mình. Các chú các dì mạnh khỏe, dưới sự chỉ bảo của dì lớn, ngoại trừ Đỗ Địch An cùng mấy đứa trẻ dị dạng không biết nói chuyện, tất cả những đứa trẻ khác đều khéo léo chào hỏi, con mắt đen lúng tràn ngập vẻ ngây thơ, mặt mũi tràn ngập khát vọng cùng chờ mong nhìn thẳng vào mắt những người lớn, ánh mắt nóng bỏng, như thế thật sự khiến không ít người cảm thấy thổn thức cùng không đành lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé thời gian chớp mắt đỗ địch an một đứa trẻ có dáng người gầy yếu nhưng cái đầu cao gầy đã trở thành mục tiêu đáng chú ý nhất bởi vì làn da trắng tái nhợt như tuyết thực sự quá bắt mắt hơn nữa khí chất trên người hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ chung quanh cụ thể là khác biệt nơi nào thì bọn họ không nói nên lời chỉ cảm thấy đứa nhỏ này mười phần bình tĩnh có một loại quý khí không sai chính là quý khí điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới trong cô nhi viện ở khu dân nghèo còn có một đứa trẻ đặc biệt như vậy trong lúc nhất thời Đám người lớn tâm động rồi. Đám trẻ rất mẫn cảm chú ý tới điểm này, một bé gái khoảng tầm 8-9 tuổi dáng người nhỏ nhỏ lập tức nói, "Các chú các gì, hắn chính là Đỗ Địch An, đầu óc có chút vấn đề, hay ngẩn người mà lại không biết nói chuyện, ngài chớ trách." Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc khiến nàng học được sự nhạy bén, lời nói này rất thông minh, vừa không ra vẻ mình ghen ghét hay muốn tranh giành, lại chỉ ra thiếu hụt của Đỗ Địch An, còn tỏ vẻ rất ngoan. Đúng vậy, các chú các gì đừng chấp nhặt với hắn. Lúc này những đứa trẻ khác mới kịp phản ứng, vội vàng nói theo. Barry cùng mấy đứa trẻ đứng chung đỗ địch an, đều giật mình nhìn bé gái dẫn đầu nói chuyện, tựa hồ không nghĩ tới nàng lại lên tiếng. Giờ phút này nghe được đám trẻ cơ thể kiện toàn nói theo, sắc mặt không khỏi khó coi cũng không dám nói giúp đỗ địch an, sợ lưu lại ấn tượng không tốt. Đỗ địch nhàn nhạt nhìn thoáng qua bé gái kia, trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ấn tượng ba tháng này, hắn nhớ rõ bé gái kia chính là một trong số ít những đứa trẻ có tính cách hiền lành, cho dù đối xử với những đứa dị dạng như mấy người Barry cũng thế, từ trước tới giờ không nói lời ác độc, nàng đối xử với người nào đều mười phần nhẹ nhàng, ngay cả đám trẻ dị dạng như Barry cũng thường xuyên nhắc đến nàng trong lúc tán gẫu với nhau, cũng là miệng đầy khen ngợi. Đỗ Địch An cũng rất có hảo cảm với nàng, nhớ kỹ tên của nàng, hình như gọi là Lisa. Lúc này, những người lớn nghe Lisa nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia giật mình, một đứa trẻ da thịt sạch sẽ mà ngoại hình lại tinh xảo, như thế khó trách sẽ bị vứt bỏ, trong lúc nhất thời, không ít người cảm thấy tiếc hận thay. Nhìn thấy thần sắc của đám người lớn, Lisa cùng đám trẻ kiện toàn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Các chú các di, đột nhiên không có bất kỳ báo hiệu nào, từ trong đám người vang lên một thanh âm non nớt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lại, đột nhiên đám nhỏ đều mở to hai mắt nhìn giống như nhìn thấy quỷ, bởi vì người nói chuyện chính là Đỗ Địch An. Ba tháng sinh hoạt trong cô nhi việc, mỗi ngày Đỗ Địch An đều trầm mặc nghiêm túc quan sát cùng lắng nghe, học được không ít từ đơn giản. Hơn nữa trong cô nhi viện có dạy cách phát âm nói chuyện, dù là cô nhi viện cũ nát này cũng không ngoại lệ. Bất quá đối tượng dạy bảo đều là những đứa trẻ tầm một tuổi, mặc dù hắn không có tham gia nhưng lại nghe lén học được không ít. Chỉ là người chung quanh từ lâu đã xem hắn là người câm điếc, thường ngày giao tiếp với hắn đều múa máy tay chân, cũng không ai chủ động tìm hắn tán gẫu, cho nên hắn dứt khoát cũng lười mở miệng, vui vẻ vì được thanh tĩnh. Thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Địch An rất bình tĩnh nói. Thanh âm non nớt lại để cho người ta có một loại ảo giác không cần nghi ngờ. Đám người lớn hơi kinh ngạc, sau một khắc hình như hiểu rõ cái gì, từng ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn về Lisa, người lúc trước mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy bé gái kia cũng vẻ mặt ngạc nhiên không khỏi nao nao, rất nhanh bọn họ liền phát hiện những đứa trẻ khác cũng tỏ vẻ giật mình, thế mới biết không phải bé gái kia nói bậy, nguyên do là ở trên người Đỗ Địch An. Trong lúc nhất thời, không ít người lớn nhíu mày. Một trung niên cường tráng màu da đen kịt trầm mặt nói: nhìn nét mặt của bọn trẻ hình như cũng không biết người biết nói chuyện. ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi muốn giấu giếm bọn họ a? À? đám người lớn kiêng kỵ nhất chính là nhận nuôi nhầm đứa trẻ lòng dạ thâm sâu, khiến họ không có cảm giác an toàn. Đỗ Địch An biết mình bị những người này hiểu lầm, nhưng hắn rất bình tĩnh, nói: ta không có tận lực giấu giếm bọn họ, chỉ là ta tính cách tự kỷ không thích nói chuyện, bọn họ coi ta là người câm điếc, ta đành phối hợp cùng bọn họ thôi. nghe hắn nói như vậy thì đám người lớn mới buông lỏng đại đa số cô nhi đều có hiện tượng bị bệnh tự kỷ, bọn họ hiểu rõ cũng lý giải vì sao. Coi như là bị tự kỷ, nhưng người lớn lên trong cô nhi viện, luôn không khả năng một câu cũng không nói qua a. À. Một người phụ nữ mặt béo hoài nghi nói. Không đợi đỗ địch an mở miệng, gì lớn đứng bên cạnh giành nói. Chuyện là như vậy, đứa bé này ưa thích sạch sẽ, chúng ta đặc biệt phân cho hắn một gian phòng đơn độc cho nên, không có cơ hội giao lưu cùng những đứa trẻ khác. Lời này vừa nói ra, Đỗ Địch An cùng đám người Paris đều cảm thấy nao nao, không biết vì sao gì lớn lại nói láo, trong cô nhi viện không có đứa trẻ nào có thể hưởng thụ một phòng riêng cả. Trong lòng Đỗ Địch An hơi động, lập tức hiểu rõ, về điều này, cô nhi viện hiện nay cùng cô nhi viện thời đại trước cũng tương tự nhau, đều sẽ nói đám trẻ trong viện thập toàn thập mỹ, cố hết sức che giấu những tỷ vết, nếu để cho những người đến nhận nuôi biết được Đỗ Địch An mới nhập viện có 3 tháng, cho dù điều kiện của hắn có tốt cũng không ai nguyện ý nhận nuôi, bởi vì trẻ con 7-8 tuổi đã có ký ức, khẳng định sẽ nhớ kỹ cha mẹ ruột. Ai cũng không thể đảm bảo khi nuôi dưỡng hắn thành người liệu có thể phất áo bỏ đi tìm cha mẹ ruột. Hiểu rõ vấn đề này, tâm tình Đỗ Địch An có chút nặng nề, nhìn lướt qua những đứa trẻ khác, chỉ thấy có vẻ như Lisa cùng những đứa trẻ kiện toàn khác chuẩn bị nói gì. Đúng lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy gì lớn quay lưng về đám người lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Lisa cùng mấy đứa trẻ chuẩn bị, mở miệng kia dọa bọn họ sắc mặt tái nhợt. Ở cô nhi viện, dì lớn chính là người nắm giữ quyền sinh sát tất cả mọi người, chỉ cần dì lớn nói một câu liền có thể khiến cho bọn mãi mãi không có cơ hội được nhận nuôi. Còn vì sao mà gì lớn phải nói giúp hắn, Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không tự luyến cho là bản thân có mị lực, mà vì hắn càng sớm bị nhận nuôi, thì đồ ăn trong cô nhi viện sẽ tiêu hao ít hơn. Thì ra là thế. Phụ nữ mặt béo tỉnh ngộ nhìn Đỗ Địch An với vẻ đồng tình, nói, con trai, ta chọn ngươi, về sau ngươi coi như con của ta đi. Lời này vừa nói ra Barry cùng mấy đứa trẻ có quan hệ hơi tốt với Đỗ Địch An, đều hâm mộ nhìn hắn, vui mừng thay cho hắn, đỗ địch an đánh giá quần áo cùng bàn tay của phụ nữ mặt béo một chút thấy ngón tay nàng vừa to vừa thô xem xét hẳn là làm việc khổ cực không khỏi khẽ nhíu mày hắn vừa dự định mở miệng từ chối bỗng nhiên một người khác cười nói ta nhìn đứa nhỏ này rất thuận mắt hơn nữa ta cảm thấy với điều kiện của ta cũng tương đối thích hợp làm cha mẹ đứa nhỏ này tất cả mọi người nhìn lại người nói chuyện chính là một đàn ông trung niên có ngoại hình bình thường trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt phụ nữ mặt béo hơi đổi sắc mặt lạnh mặt nói ta thật muốn nghe xem ngươi có phải là đại nhân vật nào người đàn ông trung niên mỉm cười nói đại nhân vật thì không đến nổi ta chỉ là một người làm vườn nho nhỏ của gia tộc meo mà thôi nghe vậy tất cả mọi người khẽ giật mình bọn nhỏ không có phản ứng quá lớn nhưng đám người chung quanh không tránh khỏi biến sắc trong đó có người thấp giọng nói gia tộc meo chính là gia tộc meo kia sao ngoại trừ gia tộc meo kia còn có gia tộc meo nào có thể nuôi nổi người làm vườn trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người nhìn về trung niên nhân này đều mang theo vài phần kính sợ sắc mặt phụ nữ mặt béo kia tái nhợt cúi đầu xuống không lên tiếng thế nào con trai người đàn ông trung niên rất hài lòng với phản ứng của những người khác cười híp mắt nhìn đỗ địch an lisa cùng những đứa trẻ khác kể cả những đứa dị dạng như barry đều có tâm tư nhạy bén giờ phút này cũng đã nhìn ra từng ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn về đỗ địch an bọn họ có thể được nhận nuôi đã là không tệ rồi mà đỗ địch an lại bị người tranh giành tranh lệch có chút lớn Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, trầm mặc một chút, mới nói, thật có lỗi thưa chú, ta hy vọng cha mẹ của ta là y sinh, như vậy mới có cảm giác an toàn. Đây là khéo léo từ chối. Người đàn ông trung niên kia hơi ngẩn người, hình như không ngờ Đỗ Địch An lại từ chối. Hắn đi qua không ít cô nhi viện để tìm kiếm đứa trẻ vừa mắt, những đứa trẻ kia có ai không phải kích động hưng phấn, không thôi khi nghe được mình được người nhận nuôi, nào có ai bình tĩnh như Đỗ Địch An, hơn nữa còn biết từ chối một cách khéo léo rất nhanh, người đàn ông trung niên liền hiểu rõ. mặc dù người ở ngoại bích không có ai là không biết gia tộc meo, nhưng những đứa trẻ này lại không biết, thậm chí ngay cả người làm vườn là cái gì cũng không hiểu rõ. dù sinh hoạt cùng một thế giới nhưng lại cách nhau quá xa. đương nhiên Đỗ Địch An biết người làm vườn là gì, hơn nữa thông qua vẻ mặt của đám người lớn cũng biết ba chữ gia tộc meo nhất định cũng là quái vật khổng lồ, mà người đàn ông này chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. hắn cũng không hy vọng cha mẹ của mình lại là một người làm việc vặt cho người khác chỉ là người làm vườn mà thôi. Có gì mà kiêu ngạo? Y sinh. Nghe Đỗ Địch An nói vậy, một phụ nữ trẻ đẹp đẹp trong đám người lập tức sáng mắt lên hướng Đỗ Địch An nói, anh bạn nhỏ, ta chính là Y sinh, ngươi nguyện ý làm con của ta sao? Đỗ Địch An đã sớm chú ý tới nàng, không nghĩ tới còn không đợi tự mình hỏi thăm nàng đã chủ động mở miệng. Lúc đầu hắn mạo hiểm từ chối người đàn ông trung niên làm vườn kia, còn tưởng rằng những người khác sợ đắc tội đối phương không dám chọn lựa mình. Hiện tại xem ra thân phận của đối phương cũng không có đáng sợ như vậy. Đỗ Địch An cũng không biết y sinh trong thế giới này, so với trong tưởng tượng hắn còn ít ỏi hơn, mặc dù vẫn chỉ là nghề nghiệp bình dân, nhưng trong vô số nghề nghiệp bình dân chỉ có mấy nghề nghiệp cao cấp có thể tiếp xúc, đến quý tộc, nếu là quản sự gia tộc Mèo tự mình đến đây, tự nhiên không ai dám chọn hắn nhưng chỉ là một người làm vườn thì tối đa, cũng chỉ có thể chấn trụ một chút dân chúng bình thường như thợ mỏ hoặc thợ may. Lúc này, Đỗ Địch An mới chính diện đánh giá nàng, đường viền khuôn mặt mười phần mềm mại, trong lúc mỉm cười thường lộ ra hai cái lúm đồng tiền mờ mờ, để trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình dáng hiền lành của mẹ mỗi khi chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng có chút chua chua cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta nguyện ý." Sắc mặt người đàn ông trung niên có vẻ hơi khó coi, nhưng nhìn người phụ nữ tuổi trẻ kia một chút vẫn là nhịn không nói thêm gì, chỉ là đáy lòng âm thầm tiếc hận thay cho Đỗ Địch An, dù sao tuổi tác quá nhỏ, kiến thức thiển cận, y sinh tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể học hỏi tay nghề của cha mẹ mình, y sinh là một môn nghề nghiệp có ngưỡng cửa rất cao nếu như bỏ ra quá nhiều thời gian cùng sức lực vẫn không thể học được đến lúc đó muốn đổi nghề khác thì đã quá muộn chỉ có thể làm công việc lao động khổ lực nhưng người làm vườn thì khác chỉ cần trí nhớ tốt là có thể nhanh chóng bắt tay vào làm hơn nữa chỉ cần làm vườn cho gia tộc meo chẳng những có thể lập tức thoát ly khu dân cư nghèo bẩn thỉu tương lai còn có thể kế thừa thân phận người làm vườn của hắn cả một đời sinh sống trong gia tộc meo chính là chuyện tốt mà những người khác nằm mơ đều không dám nghĩ tới đáng tiếc đáng tiếc Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Những trẻ khác nhìn thấy vị y sinh trẻ đẹp đã lựa chọn Đỗ Địch An, không khỏi sắc mặt khó coi. Barry cùng đám trẻ dị dạng thì còn tốt một chút, mặc dù có chút ghen ghét nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Mà đối với đám trẻ tay chân đầy đủ mà nói, đây không thể nghi ngờ là Đỗ Địch An đã cướp đi cơ hội quý báu của bọn họ, đáy lòng không khỏi phẫn hận cùng ghen ghét. Những người lớn khác có chút tiếc hận, cô nhi ưu tú như vậy cũng không thấy nhiều. Khói mắt gì lớn lộ ra ý cười, Đỗ Địch An chính là một trong những đứa trẻ mà nàng nhìn thấy thuận mắt nhất, có đần độn hay không cũng không trọng yếu, chí ít là làn da tuyết trắng sạch sẽ kia để cho người ta nhìn dễ chịu. Nàng quay đầu hướng phụ nữ trẻ tuổi nói, Đỗ Địch An ở nơi này là phi thường ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng về sau ngươi sẽ chăm sóc hắn thật tốt, cũng chúc các ngươi một nhà hạnh phúc. Ta hiểu rồi. Khuôn mặt nàng lộ vẻ tươi cười, đáy lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Mina, ngươi mang bọn họ đi làm thủ tục hộ tịch đi. Dì lớn hướng một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh nói. Người phụ nữ trung niên gọi là Mina vẫy vẫy tay với Đỗ Địch An, lại cười nói với người phụ nữ trẻ, đi theo ta. Địch An, cố lên. Địch An, đừng quên chúng ta. Nhớ kỹ phải trở lại thăm chúng ta một chút, Barry cùng đám trẻ dị dạng khác lưu luyến không thôi. Đỗ Địch An được bọn họ chiếu cố ba tháng này, mỉm cười nói, ta sẽ trở lại, bất quá các ngươi cũng đừng quá nản trí. Nói không chừng khi ta trở về, tất cả các ngươi đều đã được nhận nuôi rồi. Barry cùng đám trẻ dị dạng khác thật ra đã mơ hồ đoán được số phận của mình, nhưng vẫn nở nụ cười. "Vậy ta chọn ngươi đi." Ngay lúc Đỗ Địch An chuẩn bị rời đi, chợt nghe người trung niên làm vườn kia nói, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ Lisa trong đứng trong đám, cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi rất ngoan, làm con gái của ta được không?" Lisa ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin. Đám trẻ toàn kiện chung quanh nàng cũng hâm mộ không thôi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt dì Mina đi theo nàng cùng người phụ nữ trẻ lập tức sẽ trở thành mụ mụ trên danh nghĩa của mình rời đi mảnh đất trống này từ nay về sau hắn cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện đã khác biệt riêng mỗi người sinh hoạt trong gia đình của chính mình từ đây trời nam đất bắc có lẽ sẽ không còn gặp lại làm thủ tục hộ tịch rất đơn giản thứ nhất xác minh thân phận người nhận nuôi thứ hai xác minh công tác của người nhận nuôi hai điều trên có mục đích là để xác nhận đối phương có đủ điều kiện trở thành người nhận nuôi theo quy định của pháp luật hay không nếu như không có việc làm hoặc là công việc lao động giá rẻ cũng không đủ tư cách nhận nuôi sau cùng điểm thứ ba chính là ký hiệp ước xác nhận quan hệ song phương đồng thời sang tên đỗ địch an từ cô nhi viện về dưới hộ tịch của người nhận nuôi cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất chính là tiền nhận nuôi không sai đây chính là thu thập chủ yếu của cô nhi viện trong thế giới này ở thời đại trước chỉ cần có điều kiện nhận nuôi là được và không cần trả tiền nhưng nơi này khác biệt nói là nhận nuôi kỳ thực tương đương với bán lấy tiền nói theo một ý nghĩa nào đó, tượng tự như con buôn ở thời đại trước vậy, khác biệt duy nhất chính là, ở chỗ này là làm ăn hợp pháp. Đỗ Địch An còn chưa thấy tiền ở thế giới này, chỉ thấy mụ mụ trên danh nghĩa của mình móc ra một chồng tiền giấy màu lục thật dày, về độ lớn không khác thời đại trước là bao, phía trên in một vách tường cao cao, hình như là cự bích siêu via. Xem ra trước đó nàng đã chuẩn bị đủ tiền, vẻ mặt tươi cười đưa tiền cho dì Mina, bây giờ Đỗ Địch An mới biết vì sao khi mình bị đưa tới cô nhi viện, mà bọn họ chỉ qua loa vài câu đã nhận mình dù là cô nhi viện đã rất túng quẫn hoàn cảnh chung quanh cũng đã rất cũ nát nhưng bọn họ vẫn vô tư phân phát đồ ăn cùng chỗ ở cho một người xa lạ như hắn thì ra mình ở lại nơi này ngắn ngủi mấy tháng lại có thể mang lại một khoản tiền cho bọn họ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái đỗ địch an cảm thấy có lẽ mình nên nghiêm túc nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế giới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoặc là thích ứng thế giới này hoặc là để thế giới này đào thải chính mình Lúc này, sau khi đã giao tiền nhận nuôi, người phụ nữ trẻ nhận lấy hiệp ước đã được ký tên, xoay người vuốt ve mái tóc Đỗ Địch An, hiền lành nói: "Con trai, về sau ta chính là mẹ của ngươi, ta gọi là La. Đỗ Địch An nhìn nhìn đôi mắt màu nâu nhạt của nàng, biết nữ nhân trước mắt chính là chỗ dựa duy nhất để mình trưởng thành, hắn trầm mặc một hồi, nói: "Ta có thể trước gọi ngươi là gì La được không?" La nào nào." Mina đứng bên cạnh sửa sang hiệp ước nghe vậy khẽ quát, không được vô lễ. Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là mẹ của ngươi, sau này phải hiếu thảo với nàng, không được làm mất mặt tên tuổi của cô nhi viện chúng ta. Không có việc gì." Jun La mỉm cười, vuốt ve mái tóc Đỗ Địch An, hiền lành nói, "Vậy trước gọi ta là gì Jun La đi, ta sẽ chờ đến khi ngươi quen." Đỗ Địch An cảm thấy ấm áp trong lòng, nói khẽ, "Cảm ơn." Hắn là thật lòng cảm ơn, bởi vì hắn biết một khi bị nhận nuôi, sinh tử của hắn đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay người nhận nuôi mà hắn còn từ miệng những đứa trẻ khác biết được ở cái thế giới này, cho dù là cha mẹ đánh chết con của mình cũng là hợp pháp. Jun La mỉm cười, chúng ta trở về đi, dẫn ngươi đi nhìn nhìn nhà mới của ngươi. Nhà của Jun La ở trong khu dân cư. Ở nơi này đều là, bình dân làm công tác bình thường nhưng hoàn cảnh sinh hoạt so với khu dân nghèo là, khác biệt một trời một vực, chỉ riêng bầu không cũng tươi mát hơn rất nhiều, không có mùi phân và nước tiểu, cũng không có mùi vị thối nát của cỏ cây hay đồ vật mốc meo. Trong khu dân cư to lớn này, Điều kiện sinh hoạt của Jun La cũng đã tương đối được xem là thượng du, nhà ở phía nam khu dân cư, nơi này giá cả đất cao gấp đôi so với phía bắc, bởi vì phía bắc là ở gần khu dân nghèo mà phía nam thì ở gần khu buôn bán. Có thể ở lại trong khu buôn bán, nếu không phải đại nhân vật có chức vụ quân sự thì chính là phú thương, bọn họ tùy tiện phất tay tiêu một chút tiền nhỏ nhưng đối với khu dân cư nghèo thì đó lại là con số trên trời mà cả đời họ cũng không kiếm được. Ở giữa mỗi một khu vực đều có vách tường cao cao cách trở cửa thành chỉ mở ra vào ban ngày và canh giữ rất xâm nghiêm. Ở bên trong cự bích siêu vía có lưu truyền một câu, hướng bắc không hướng nam. Phương bắc chính là khu dân nghèo, phía nam khu dân nghèo thì là khu dân cư. Ý nghĩa của những lời nói này là người sống, ở khu dân cư có thể tự do đi đến khu dân nghèo, mà người sống ở khu buôn bán có thể tự do đi đến khu dân cư. Nhưng, người sống trong khu dân nghèo muốn đi vào khu dân cư là tuyệt đối không thể, mà khu dân cư cũng là không thể đi vào khu buôn bán. Jun La móc ra một chuỗi chìa khóa mở cửa ra. Đỗ Địch An nhìn cánh cửa đang chậm rãi mở ra, hắn biết đoạn khoảng thời gian sau này mình sẽ sinh hoạt ở đây. Địch An, vào đi. Jun La lấy một đôi giày vãi cờ người lớn, từ trong một ngăn tủ nhỏ cố ý quơ cô trước mặt Đỗ Địch An, trêu đùa hắn một chút, đây là giày của chú, người mang trước đi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi mua một đôi mới. Đỗ Địch An hơi giật mình một cái liền thoải mái, cũng thế, một trong điều kiện nhận nuôi con chính là nhất định phải là người đã kết hôn, Nói cách khác, mình còn có một người cha trên danh nghĩa chưa gặp mặt. Hắn tự giác cởi đôi giày bận thỉu ra, đôi giày quá thô ráp khắc lên chân hắn mấy lần đỏ đau nhức, vừa mang vào đôi giày bông vãi sạch sẽ liền cảm nhận được một đợt thoải mái truyền đến. Đến, ta dẫn ngươi đi tắm một cái. Jun là nhiệt tình nói. Đỗ địch an vốn cho rằng có thể thoải mái tắm một cái, kết quả chỉ thấy nàng dùng khăn nhúng ướt nước ấm, sau đó vắt khô rồi giúp mình lau mặt cùng cánh tay, phương thức tắm rửa như thế hoàn toàn tương tự cô nhi viện chỉ là màu nước tinh khiết hơn rất nhiều. Đỗ Địch An cũng không biết, ở cái thế giới này dù là tầng lớp quý tộc cũng tắm rửa theo phương thức này, mọi người đều cảm thấy nước sẽ suy yếu công năng của cơ thể, giảm bớt năng lực chống cự bệnh tật, cho dù là quý tộc thích sạch nhất thì một năm cũng chỉ tắm rửa hoành tráng một lần mà thôi. Tắm rửa xong, Jun La để Đỗ Địch An lui tới trong nhà để làm quen một chút, còn mình thì mang bộ quần áo vải thô mới thay của Địch An đi xử lý. Đỗ Địch An đi dạo trong nhà một vòng, như hắn sở liệu cũng không có nhìn thấy những vật phẩm biểu tượng cho khoa học kỹ thuật, cho dù là một cái đồng hồ báo thức bằng dây cót cũng không có. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy một cái máy dệt kiểu cũ chỉ có trong truyền thuyết, hắn nhớ rõ bối cảnh chuyện cổ tích kia hình như là châu U ở thời kỳ Trung Cổ, khi đó còn không chưa tiến vào thời đại hơi nước. Mặc dù chỉ là một cái máy dệt không thể kết luận điều gì, nhưng Đỗ Địch An nghĩ đến mọi sự vật hắn nhìn thấy trong mấy tháng qua, trong lòng đã vững tin trình độ văn minh, ở thời đại này đã lạc hậu trở về thời đại còn chưa tiến. Vào thời đại hơi nước, phát hiện này để trong lòng hắn xuất hiện một ít suy nghĩ dục dịch, như muốn ngóc đầu dậy. Trạng vạng tối, sắc trời dần đen, không khí cũng lạnh mấy phần, hình như lại muốn mưa. Jun La lo lắng Đỗ Địch An sợ tối nên bật lửa nhóm đèn, ánh sáng mờ nhạt chập chờn trên gương mặt Đỗ Địch An, mỗi một lần trông thấy hắn, Jun La đều có loại cảm giác kinh diễm, thực sự là quá trắng nõn, còn tuyết trắng hơn màu da của nàng. Trời muốn mưa, chú còn chưa về sao? Đỗ Địch An nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói ra. Jun La cười cười, nghĩ thầm thật đúng là đứa trẻ ngoan. Nói, mấy ngày nay chú đang bận chế một nhóm hàng nên ban đêm không về. Người đói bụng không, muốn ăn cái gì cứ nói để ta đi làm. Cái gì cũng đều thích ăn. Đỗ Địch An từ nhỏ đã kén ăn, đáng tiếc bây giờ hắn không nói ra được tên món ăn. Tốt, liền để ngươi nếm thử tay nghề của mụ mụ, bảo đảm ngươi thích ăn. Jun La tràn đầy tự tin nói. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Đỗ Địch An đã gặp được vị phụ thân trên danh nghĩa, chính là một người trung niên có vóc người cao gầy, ngoại hình bình thường, gọi là Gray, tính cách tượng tự run đối xử mọi người rất ôn hòa, nghề nghiệp là may vá, cái máy dệt trong nhà chính là đài công tác của hắn, đến mùa tuyết đen sẽ mang hàng về nhà làm, dù sao trong nhà xưởng không có lửa cùng lò than. Hiển nhiên, Jun nhận con nuôi đã được hai người cùng thương nghị qua, lần thứ nhất về nhà thăm Đỗ Địch An, nét mặt của Gray tương tự đám người ở cô nhi viện, mặt mũi tràn đầy giật mình đến khi biết được Đỗ Địch An ngoại trừ có chút tự kỷ, thì trên người không có bất kỳ mạo bệnh nào lại càng cảm thấy hài lòng, mấy ngày qua vẫn ngậm miệng cười không dứt. Ban đêm, mưa tai kèm theo bão tố lại một lần giáng lâm, nước mưa chút xuống đất vang lên tí tách. Đỗ Địch An ngủ ở trong phòng nhỏ của riêng mình đột nhiên mở to mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, mới phát hiện vừa rồi chỉ là ác mộng, sau đó cũng cảm giác cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo bị mồ hôi dính trên da có chút khó chịu, hắn run run quần áo đột nhiên cảm thấy mắc tiểu. Lúc này nhẹ nhàng xuống giường, mang giày vào, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, lại phát hiện đối diện là cửa phòng vợ chồng Junla có một khe hở, bên trong là ánh đèn lờ mờ lấp lóe, không khỏi khẽ giật mình. Muộn như vậy mà bọn họ còn chưa ngủ, Đỗ địch An bỗng nhiên tim đập dạo rực, đầu óc cũng không biết suy nghĩ cái gì, bất chi bất giác lại gần. Chất liệu kiến trúc trong thế giới này hiển nhiên không có hiệu quả cách âm, chí ít thì nhà Junla không có, thanh âm rất nhỏ truyền ra từ trong phòng. Ngươi thật muốn làm như thế a? À? đây là thanh âm run la, có chút do dự. Ta biết, ngươi thật lòng thích đứa bé này, ta cũng thật thích, nói thật ta cũng không nỡ, thế nhưng là cơ hội lần này khó được. Nếu như hắn có thể được tiểu thư gia tộc Navy nhìn chúng, chúng ta liền có thể chuyển vào khu buôn bán, ở nơi đó chúng ta sẽ tìm được việc làm tốt hơn. Nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch thì chúng ta lại nhận nuôi một đứa bé, dù sao khi đó chúng ta gồng gánh nổi. Không phải vấn đề tiền, ta chính là lo lắng nếu đưa Đỗ Địch An đến gia tộc Navy, đứa nhỏ này không thích nói chuyện sẽ bị người bắt nạt, bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới. Mỗi khi ta xem bệnh nhìn thấy mấy đứa trẻ được đưa đến các gia tộc, thì chúng không khác gì người hầu, có khi còn không bằng người hầu. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, giọng nói Gray lại vang lên: Junla, ngươi nên nhớ rõ hắn vốn chính là một cô nhi khu dân nghèo. Nếu như không phải chúng ta mà bị gia đình khác nhận nuôi, cuộc sống hàng ngày còn không bằng bằng người hầu đâu. Hơn nữa nếu có thể sống trong gia tộc Navy, cho dù là người hầu cũng khiến bao người mơ ước. Thế nhưng là tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Hơn nữa chuyện này có thể thành hay không còn chưa biết đâu. Trong phòng trầm mặc xuống, bóng người nhỏ bé đứng ngoài cửa cũng im lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, sau đó lại từ từ nới lỏng ra rồi xoay người, chậm rãi trở về gian phòng của mình, ngay cả mắc tiểu cũng quên. Ngồi ở trên giường, Đỗ Địch An nghe tiếng mưa rơi tí rách ngoài cửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức, mặc dù hắn vẫn luôn xem vợ chồng Jun La là cha mẹ trên danh nghĩa, thế nhưng là một tháng này, vợ chồng Jun La luôn quan tâm vô điều kiện lại làm cho hắn vô cùng cảm động, đáy lòng cũng nhiều thêm một chút ngọt ngào chỉ là không nghĩ tới thế giới này lại như trò đùa băng lãnh mà vô tình xé rách sự ngọt ngào cùng tươi đẹp sâu trong đáy lòng của hắn hắn đột nhiên cảm giác rất cô độc bỗng nhiên rất tưởng niệm người cha tri thức uyên bác cùng người mẹ dịu dàng còn có tỷ tỷ luôn ưa thích nhéo lỗ tai mình vì cái gì tại sao lại lưu một mình hắn hắn nắm chặt nắm đấm cảm thấy rất bất lực nhưng rất nhanh liền đột nhiên hiện ra một ý nghĩ người đã chết đi sẽ không về được như vậy hãy để thế giới này trở về hình ảnh quen thuộc trước kia đi. ầm ầm, tiếng sấm vang rền, mưa to như chút nước. Không có ai biết, trong một đêm mưa này, bánh răng lịch sử vì bóng người nhỏ bé trong bóng tối kia chậm rãi chuyển động. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trên bàn cơm, Ray ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một phần báo chí hàng ngày khu dân cư, trong đó có tin tức các địa phương trong khu dân cư, có tin tức nhà máy chiêu mộ nhân viên. Junla thì ở trong phòng bếp bận rộn làm bữa sáng, Bưng từng phần ăn đã làm tốt đến bàn, hết thảy như ngày thường. Đồng hồ sinh học của Đỗ Địch An vẫn đúng giờ vang lên, sau khi rời giường liền thuận tay xếp gọn đệm chăn, dùng nước giếng được tinh lọc rửa miệng mặt một lần rồi đi vào trong nhà ăn, cùng vợ chồng Jun La chào hỏi nhau một câu sáng sớm tốt lành liền đi cà nhắc ngồi vào vị trí của mình, bưng phần ăn của mình tới rồi bắt đầu ăn. Lúc này, Jun La cũng bận bịu xong, nàng bưng phần ăn mình ngồi xuống đối diện Đỗ Địch An, cười nói: "Thế nào, hương vị hôm nay có được hay không?" có chút cay, Đỗ Địch An cắn một cái, nhưng ta thích ăn cay. Vậy là tốt rồi." Jun La cười cười. Lúc này Ray buông phần báo chí xuống, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An đang cúi đầu dùng cơm, nói: "Địch An, ta cùng dì đã tuyển một mối hôn sự cho ngươi, ngươi hôm nay chuẩn bị một chút, ăn mặc tốt một chút, đợi lát nữa cùng chúng ta đi gặp người ta." Bởi vì Đỗ Địch An yêu cầu, Ray cùng Jun La đều tạm thời tự xưng hô mình là chú và dì. Đỗ Địch An thầm nghĩ đến rồi, trải qua một đêm giảm sóc hắn cũng đã bình tĩnh lại, làm bộ mờ mịt ngẩng đầu hỏi, hôn sự. Cái gì là hôn sự? run nhìn hắn một cái, hướng Gray nói khẽ, địch an còn nhỏ, chuyện hôn nhân tiếp qua mấy năm lại bàn cũng không muộn. Đến 13 tuổi đã là tuổi tác pháp định kết hôn. Gray nhìn nàng nắng ánh mắt lạnh lùng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta chỉ mới đi đính hôn, sớm một chút không có gì là không tốt. Jun La thấy chồng mình tâm ý đã quyết, đáy lòng thở dài một tiếng lại không nói thêm gì. Gray hướng Đỗ Địch An nói, chờ một chút chúng ta dẫn ngươi đi gặp một đại tỷ tỷ xinh đẹp, người nhất định phải nắm chắc cơ hội phải phát huy bản lĩnh để đạt được nàng tán thành. Nếu được thì về sau người sẽ có thể mỗi ngày ăn thật ngon, mặc quần áo đẹp, sẽ không bao giờ lại chịu đói, biết không? Đỗ Địch An ngạc nhiên nói, thật sao? Ta nhất định sẽ cố gắng. Khuôn mặt Ray lộ ra vẻ cười nói, thật ngoan, Địch An chính là đứa trẻ ngoan, đến, ăn cơm trước. Rất nhanh, ba người dùng cơm xong. Đỗ địch ăn có biểu hiện kích động cùng tích cực như thế để Gray nhẹ nhàng thở ra, còn lại cũng chỉ xem vị tiểu thư kia có thể nhìn chúng địch ăn hay không. Đừng nóng vội, thay quần áo mới đi đã. Jun la từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ tây trang màu đen mới tinh, cà vạt đỏ tươi cùng đôi giày bóng loáng để đỗ địch ăn thay. Chờ hắn mặc chỉnh tề đi ra, Jun la cùng Gray không khỏi sáng mắt lên. Bộ trang phục tiểu quý tộc thường ăn mặc này, Mang lên người đỗ địch an lại phát huy vô cùng tinh tế, làm nổi bật làn da tái nhợt trắng nõn, như tuyết trắng cùng đôi mắt đẹp đen nhuận như sao trời. Thật xinh đẹp. Junla thật lòng cảm thán nói. Ray thầm mừng trong lòng, cười nói, rất tốt, chúng ta lên đường đi. Ừm. Đỗ địch an biểu hiện cũng rất hưng phấn. Junla là người cuối cùng đi khỏi nhà, trở tay khóa cửa rồi đến hàng rào bằng cỏ bên đường phố, đi tới chỗ Ray đang nắm tay đỗ địch an nói, còn sớm như vậy, không có xe ngựa đi qua bên này à. Ray mỉm cười, nói, ta đã chào hỏi trước, gia tộc Navy nói sẽ phái người tới đón chúng ta. Nói đến đây, tiếng vó ngựa cộc 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 vang lên, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy một chiếc ngựa hoa lệ khảm tơ vàng, từ góc rẽ bên đường chạy tới, trần xe cắm một cờ xí màu trắng bạc khắc lấy một đóa hoa màu trắng. Sa phu đội một chiếc mũ cao và mặc tây trang màu đen, sau khi dừng xe ngựa sát trước mặt đám người Đỗ Địch An rồi nhảy xuống xe ngựa, lưng eo thẳng tắp mỉm cười nói, hai vị này chính là Gray cùng Jun đi, tiểu thư đang chờ các ngươi, xin mời lên xe ngựa. Hắn nghiêng người đặt tay ở ngực làm ra thủ thế mời, cử chỉ hiển lộ ra lễ nghi quý tộc. Gray nghe được thầm giật mình, cảm thấy thụ sủng nhược kinh nói, sao có thể làm phiền tiểu thư chờ chúng ta, thực sự thất lễ, lên xe, lên xe. Vừa nói xong liền nhanh chóng ôm Đỗ Địch An vào thùng xe. Lúc này, tựa hồ lúc này vị sa phu này mới chú ý tới Đỗ Địch An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục nụ cười lễ phép. Cộc cộc cộc, mấy người ngồi vững vàng về sau, Sa Phu phất phất dây thường điều khiển xe ngựa chạy như bay. Đỗ Địch An nghiêng đầu yên lặng nhìn công trình kiến trúc ngoài xe nhanh chóng lướt, qua cùng những người đi ở ven đường đang nhao nhao tránh né, từng đôi mắt kinh ngạc cùng kính sợ nhìn về phía xe ngựa. Lúc này Gray cùng junla đều im lặng không nói gì, cũng không có dặn dò Đỗ Địch An thêm, sợ Sa Phu nghe được xe ngựa bình ổn chạy nhanh, rất nhanh liền từ bên dưới cự bích phía nam chạy qua, đám thủ vệ cửa thành nhìn thấy cơ sĩ đóa hoa màu trắng, trên đỉnh xe ngựa đều nhao nhao tránh ra rồi đưa tay che ngực hành lễ, chờ xe ngựa đi rồi lại tiếp tục công tác của mình là, tiếp tục kiểm tra thân phận những người muốn tiến vào khu buôn bán. Đây chính là khu buôn bán à? Đỗ Địch An nhìn thấy từng chiếc xe ngựa sạch, trên đường đi cùng những người đi đường ăn mặc hoa Mỹ, lập tức cảm nhận được sự khác biệt với khu dân cư, so với khu dân nghèo kia thì chẳng khác nào là thiên đường cùng địa ngục cũng không khoa trương một chút nào. Rất nhanh, xe ngựa bỏ neo trước một kiến trúc tinh xảo ưu nhã cuối con đường, Đỗ Địch An nhìn thấy đằng trước kiến trúc này, treo một cái đàn dương cầm làm bằng giấy cứng cực kỳ chân thực, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không có nghĩ đến cái thế giới nghèo khó không chọn vẹn này lại lưu giữ đàn dương cầm. Xe ngựa dừng ở cửa chính, lúc này có một người trẻ tuổi mặc tây trang đứng canh cổng bước nhanh, tới nhìn Bray cùng Jun la xuống xe ngựa, cười nói, tiểu thư chờ đã lâu xin mời hai vị đi theo ta. Nói xong hắn liền quay người đi phía trước dẫn đường. Gray nhìn thoáng qua loại công trình kiến trúc tinh xảo hoa Mỹ không thể xuất hiện, trong khu dân cư này, trong lòng liền khẩn trương không hiểu được, lưng eo càng thêm thẳng tắp nắm tay đỗ địch an đi về phía trước. Tiến vào đại sảnh, từng ánh đèn sáng lạn như bỏ thạch như mã não chiếu dọi trên mặt vợ chồng Gray, Jun la biểu hiện còn tốt một chút, nàng đã từng được mời đến chữa bệnh trong khu buôn bán mấy lần, nên hơi có vẻ chấn định. Gray lại là lần đầu tiên tới chỗ như vậy, Đỗ Địch An thông qua hắn nắm thật chặt tay của mình có thể cảm giác được nam nhân này, toàn thân khẩn trương đến run nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi lắc đầu. Tiếng nhạc róc rách như nước chảy phiêu đáng khắp nơi, Đỗ Địch An đánh giá nơi này, chỉ thấy đại sảnh cực kỳ rộng rãi, có không ít người đang ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm lắng nghe âm nhạc, nhẹ giọng thì thầm nói chuyện phiếm, bọn họ ăn mặc cực kỳ hoa lệ, sợi tổng hợp còn tốt hơn vài bông khu dân cư, có là tơ lụa, có là áo lông tơ, nhan sắc cực kỳ rực rỡ chói mắt. Người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen đưa tay ra hiệu đi đến một chỗ ngồi đơn độc. Đỗ Địch An nhìn lại, chỉ thấy nơi này có hai người đang ngồi, một người là trung niên mỹ phụ chừng 30 tuổi, một thân váy tinh xảo, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn qua người phần hiền lành. Ngồi bên cạnh nàng ngồi là một bé gái chừng 11-12 tuổi, màu da trắng nõn với mái tóc màu nâu, mặt trái xoan, mặc dù cơ thể còn không có phát triển toàn bộ nhưng tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại. Lúc này cô bé cũng chú ý tới một nhà grey đang đi tới ánh mắt khẽ lướt qua hai người lớn liền rơi vào người đỗ địch an trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc này trung niên mỹ phụ kia đứng dậy hướng jun la cười nói jun la y sinh lần trước tiên sinh nhà ta sinh bệnh may mắn nhờ có ngươi hôm nay hắn có công sự phải xử lý nên không thể tới hy vọng các ngươi thứ lỗi gray liền nói đâu có đâu có na tiên sinh sự vụ bận rộn là chúng ta đừng đột trung niên mỹ phụ lại cười nói ngồi trước đi đúng đúng Ray lập tức kéo ghế ngồi xuống, có lẽ là quá khẩn trương không cẩn thận, để chân ghế đập xuống sàn nhà vang lên một tiếng. Đám người đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau ở phụ cận lập tức ghé mắt nhìn thoáng qua, đợi nhìn thấy, trên đỉnh đầu trung niên Mỹ phụ mang một cái huân chương màu trắng liền biến sắc, thu hồi ánh mắt. Chờ Gray cùng Jun La ngồi xuống, trung niên Mỹ phụ mới đưa mắt nhìn đỗ địch An đi cả nhắc ngồi xuống ghế, đáy mắt cũng lóa lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền thoải mái, hướng Gray mỉm cười nói, đây chính là đứa trẻ các ngươi nhận đi thật trắng trẻo. Ray nghe nàng tán dương Đỗ Địch An, trong lòng vui mừng, vội nói, đâu có đâu có, không giống tiểu thư nhà ngài, con nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, hơn nữa nhìn ra được nàng rất thông minh, hoàn toàn kế thừa mỹ mạo của ngài. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười, bỗng nhiên nói, liên quan tới việc hôn sự. Cả người Gray siết chặt, run La cũng hơi khẩn trương. Nếu như Annie không có ý kiến thì quyết định như vậy đi. Trung niên Mỹ phụ ngoài dự liệu sảng khoái nói, Gray cùng Jun la liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau thật kinh hỉ. Mẫu thân đại nhân. Đúng lúc này, bé gái bỗng nhiên mở miệng nói: Ta muốn cùng hắn ra ngoài dạo chơi. Trung niên mỹ phụ tựa hồ đã sớm ngờ tới, mặt cười không đổi nhìn về Gray cùng Jun la. Gray kịp phản ứng, liền nói: đúng đúng, Địch An, ngươi bồi tiểu thư An đi dạo chơi, nhớ kỹ phải chiếu cố tiểu thư thật tốt nha. Nói xong liền vỗ vỗ bả vai đỗ Địch An xem như là cổ vũ hắn. Lúc này, Annie đã đứng dậy quay người dẫn đầu đi ra phía ngoài. Đỗ địch An nhìn thấy trong đôi mắt hai người Gray cùng Jun la đầy ý cười, nhưng trong lòng rất trầm tĩnh. Chào hỏi trung niên Mỹ phụ đối diện một cái liền quay người đi theo Annie cùng nhau rời, khỏi đại sảnh. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Trung niên Mỹ phụ nhìn bóng lưng Đỗ địch An, cười nói một câu. Còn tốt còn tốt. Gray bận bịu khiêm tốn nói. Đi ra đường phố, Annie nhìn thanh niên Tây Trang màu đen khoát tay nói. Không cần đi theo, ta liền ở phụ cận. Vâng, tiểu thư, thanh niên để tay ở ngực ra hiệu đồng ý, chờ hắn rời đi, Annie tiếp tục đi ở phía trước, không quay đầu lại cũng không có nói chuyện với đỗ địch an, dường như là mình một một người đi dạo. Đỗ địch an sớm đã học được chịu đựng nhàm chán mà lẳng lặng đi sau lưng nàng, cũng thuận tiện quan sát công trình kiến trúc hai bên đường, từ phong thổ nơi này, có thể đại khái suy đoán ra mức sống cùng trình độ khoa học kỹ thuật ở, trong thế giới này. Sau khi đi một đoạn đường, Annie bỗng nhiên dừng lại. Đỗ Địch An nhìn chung quanh đến nhập thần, em suýt nữa đụng vào lưng nàng, chỉ ngửi đến mùi hương hoa nhàn nhạt từ trên quần áo nàng mặc truyền đến, vội vàng kéo ra khoảng cách. Lúc này An xoay người lại, tuổi tác ưu thế để nàng hơi cao hơn Đỗ Địch An nửa cái đầu, khuôn mặt trái xoan mỹ lệ tuyết trắng không biểu cảm cứ thế lẳng lặng nhìn Đỗ Địch An, từ trên xuống dưới. Đỗ Địch An ẩn ẩn cảm giác được loại tình huống sắp xảy ra, lặng lặng ngẩng đầu nhìn nàng. Thái độ ung um dung bình tĩnh như thế để An hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh lùng, nói, người đã nghe qua ca kịch Lan Tử La sao? Đỗ Địch An hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên một câu không phù hợp hoàn cảnh như vậy. Hắn vô ý thức muốn trả lời nhưng An Ni lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, người nghe đã qua âm nhạc của phỉ đặc tiên sinh sao? Không có. Đỗ Địch An vừa định nói, người biết khiêu vũ sao? Ngữ điệu An Ni càng thêm lạnh nhạt, không cho hắn cơ hội trả lời, tiếp tục nói. Đỗ Địch An nghe đến đây cũng đã hiểu ý nàng, đây không phải câu hỏi khách sáo mà là chất vấn. Hơn nữa, không hề che giấu thái độ xem thường. Hắn trầm mặc lặng lặng nhìn nàng. Người biết cưỡi ngựa sao? Người biết kiếm thuật sao? Người có lý tưởng cùng truy cầu sao? An một hơi hỏi liên tiếp sáu cái vấn đề. Sau đó bình tĩnh nhìn Đỗ Địch An. Nói, nếu như ngươi là một đứa trẻ thông minh liền hiểu rõ, ngươi cùng ta không phải người của một thế giới. Đỗ địch an lặng lặng mà nhìn khuôn mặt Mỹ lệ trước mặt, không nghĩ lời nói bén nhọn thậm chí cay nghiệt vô tình như thế lại xuất ra từ trong miệng một đứa trẻ chỉ lớn hơn mình có 3-4 tuổi, hơn nữa còn là giọng điệu đương nhiên. Chúng ta không có tiếng nói chung. An Ni lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An tiếp tục nói, nếu không phải mẹ của ngươi chữa khỏi bệnh cho cha ta, thì chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Bất quá đừng mưu toàn nghĩ rằng, bằng chút ân tình ấy liền có thể trèo lên gia tộc bọn ta, Anita ta tuyệt sẽ không tìm một người chồng vô năng để cho ta mất hết mặt mũi. Mặc dù các ngươi liều mạng bắt trước cao nhã cùng tu dưỡng, lại ăn mặc giống như một thân sĩ quý tộc, thế nhưng ở trước mặt quý tộc chân chính chỉ cần nhìn thoáng một chút liền có thể nhìn ra được thói xấu các ngươi bình dân chính là bình dân không có hôn đúc từ nhỏ và trong người không có dòng máu quý tộc cho dù sau này có học tập thế nào cũng không thể che giấu được sự nghèo khó cùng thất lễ trên người ngươi an ni lạnh lùng nhìn đỗ địch an nói mặc dù ngoại hình của ngươi rất sạch sẽ không giống những công nhân bẩn thỉu ở khu dân cư nhưng cũng không hiếm lạ gì ở nơi này chỗ nào cũng có ta không biết bọn họ phí hết tâm tư từ nơi nào tìm được ngươi cho rằng ta sẽ nhìn chúng ngươi, để ngươi đến ở rể gia tộc Navy chúng ta, bọn họ cũng nhờ đó có thể sinh hoạt trong khu buôn bán, đây thật là một chuyện cười. Cha ta ban ân tình cho các ngươi đó là, khách khí mà bọn họ lại không biết tự trọng, đây chính là chênh lệch giữa bình dân cùng quý tộc, không biết nặng nhẹ. Đỗ Địch An chỉ lặng lặng mà nhìn nàng, chờ nàng nói xong. An Nhi nói một hơi nhiều như vậy, nhìn thấy sắt mặt Đỗ Địch An không có biến hóa chút nào mà vẫn biểu lộ bình tĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền một lần nữa lạnh mặt nói: ta nói những điều này khả năng ngươi nghe không hiểu, bất quá không sao cả, ngươi chỉ cần biết ngươi không xứng với ta, ta cũng sẽ không để ngươi trở thành chồng của ta, muốn gà đến gia tộc nây vi chúng ta, tốt nhất là ngươi cùng cha mẹ nuôi của ngươi nên dẹp ý niệm này đi, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi ngay cả sống ở khu dân cư cũng sống không nổi. Đỗ địch an lặng lặng mà nhìn nàng, nói, nói xong rồi. An Ni cười lạnh một tiếng, nói, nói xong, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Đỗ Địch An nở nụ cười, nhìn thẳng con mắt của nàng, nói khẽ, đầu tiên, ta phải nói tiếng cảm ơn với ngươi. Ani khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên. Đỗ Địch An không để ý đến phản ứng của nàng, tiếp tục nói, thứ nhất, cảm ơn ngươi từ chối ta, để ta có thể miễn đi nhục nhã ở rể, cha ta đã từng nói, đây là danh giới cuối cùng của một người đàn ông, cảm ơn ngươi giúp ta bảo trụ. Hắn nói cha hắn dĩ nhiên là chỉ cha ruột của mình, người cha nghiêm khắc bác học nhưng lại hiền lành. An Nhi nghe vậy nghi hoặc không thôi, Cha ngươi không phải một mặt khiêm tốn muốn nhét ngươi vào nhà chúng ta sao? Thứ hai, còn phải cảm ơn ngươi." Đỗ Địch An nói, "Cảm ơn ngươi để ta biết, cho dù một bé gái chạc tuổi như ngươi cũng không thể coi thường." An Ni nhướng mày, từ nhỏ nàng đã sớm trưởng thành, khi còn 8, 9 tuổi đã biết quy hoạch tương lai của mình, hoàn toàn khác biệt với những đứa cùng tuổi mỗi ngày còn đang băn khoăn nên chơi cái gì, không nghĩ đến lúc này lại nghe được một đứa trẻ còn nhỏ, hơn mình mấy tuổi nói giọng điệu già dặn dường như mình từng cử xử như thế khi đối mặt với những đứa bạn chơi cùng tuổi. khi nàng chuẩn bị mở miệng thì đỗ địch an cũng đã xoay người chuẩn bị rời đi. trước khi đi hắn như nghĩ đến điều gì, dừng lại một chút, không quay đầu lại, tựa hồ chỉ nói cho mình nghe. có lẽ ta không biết cưỡi ngựa hay kiếm thuật như người nói, cũng học không được tu dưỡng cùng lễ phép như quý tộc các ngươi, nhưng ta có lý tưởng, cũng có truy cầu. lời nói vừa dứt, người đã không chút lưu luyến thuận theo đường cũ rời đi. thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất khỏi tầm mắt thì an mới kịp phản ứng không nghĩ đến một bình dân không có đợi mình mà dám rời đi trước, trong lòng tuôn ra một cơn tức giận, từ nhỏ đã biết tu dưỡng để nàng rất ít khi tức giận, nhưng giờ phút này lại cảm giác được một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, nói là phẫn nộ nhưng càng giống hơn là biệt khuất, nàng cắn răng dẫm mạnh chân đi theo, vừa duy trì tư thái thục nữ vừa đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Khi đỗ địch an, trở lại trước sảnh âm nhạc thì đã nghe được An Ni từ phía sau bước nhanh đến, tư thế đi đường vẫn là quý tộc thục nữ ưu Mỹ hắn dừng lại không quay đầu, chờ Annie đi đến sau lưng hắn mới mở miệng nói. Một hồi các đại nhân có hỏi, ngươi liền nói trong lòng ngươi đã có đối tượng khác từ sớm rồi. Ani vừa định chất vấn hắn, nghe nói như thế không khỏi tức giận nói, dựa vào cái gì muốn ta nói, ta tìm ngươi đi ra chính là để ngươi trở về cùng cha mẹ nuôi, của ngươi nói ta không nhìn chúng ngươi, để bọn họ dẹp ý niệm này đi. Đỗ địch An Đạm Mạc nói, nếu như ta không có đoán sai, phụ thân ngươi hẳn là đồng ý vụ hôn nhân này, chỉ là ngươi không đồng ý, Nói cách khác, chỉ cần ta đồng ý thì chuyện này liền có thể thành, ta nói có đúng không?" An Ni vốn có khí thế hung hăng lập tức tái mặt, Đỗ Địch An nói không sai, xác thực phụ thân nàng đã đồng ý hôn sự này, hôm nay nàng đi cùng mẫu thân chính là cố ý tạo áp lực cho vợ chồng Gray, để bọn họ dẹp đi tâm tư này. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Chính là ngươi nói cho ta biết," Đỗ Địch An thản nhiên nói, "Nếu như ngươi có quyền lựa chọn, thì chỉ cần một câu là có thể từ chối vụ hôn nhân này." không cần thiết phải nói với ta nhiều lời như vậy, thậm chí là uy hiếp ta. Hơn nữa, ta nhìn mẫu thân ngươi tự hồ cũng quá dễ dãi, cho nên trong này khẳng định có ẩn tình, các ngươi không thể trực tiếp từ chối cha mẹ nuôi của ta, nên muốn thông qua ta để giải quyết. An Ni chấn kinh, Đỗ Địch An nói gần như không sai một chữ, gần giống như trước đó nàng cùng mẫu thân thương lượng với nhau, trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm giác được mình nhìn không thấu đứa trẻ trước mắt này, từ thái thong dong và bình tĩnh như vậy dù là đứa trẻ mười mấy tuổi, cũng chưa chắc có được, chẳng qua nàng không có hối hận với lựa chọn của mình. Trầm mặc một hồi mới nói, nếu như từ ta mở miệng, ta lo lắng cha mẹ nuôi của ngươi sẽ tìm phụ thân ta nói lý. Đỗ địch an khẽ lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi cự tuyệt thì chuyện này sẽ qua đi. Sự tình này vốn là rất đơn giản, chỉ là ngươi nghĩ nhiều. Làm sao ngươi biết sẽ không? An ni nhíu mày, có chút không thích đỗ địch an giọng điệu nắm chắc như thế. Đỗ địch an biết nàng không phục, chỉ có thể nhẫn nại giải thích nói, ngươi đánh giá quá cao đảm lượng của bọn hắn, cũng đánh giá thấp lòng tự tôn của bọn hắn. Chuyện này bọn họ vốn chỉ ôm thái độ muốn thử một lần, cũng không có quá trông cậy. An Ni nhíu nhíu mày, suy tư một lát, nói, vậy thì chờ lát nữa ta nói thẳng là trướng mắt ngươi, cần gì phải nói đã có người ngưỡng mộ trong lòng, ta nhưng không có. Đỗ địch An liếc mắt, ngươi không phải quý tộc, chẳng lẽ không hiểu nói chuyện cần phải khéo léo một chút, trực tiếp nói như vậy, mặt mũi bọn họ để nơi nào. An Ni nhìn hắn một cái, đột nhiên hừ lạnh nói, ngươi sợ ta nói như vậy, bọn họ cho rằng ngươi ở trước mặt ta không biểu hiện tốt cho nên, giận lây sang ngươi đi. Đỗ địch an bị nhìn thấu cũng không thấy thẹn thùng, thản nhiên nói, dù sao ta đã dạy ngươi, muốn làm sao thì chính ngươi tự quyết, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Nói xong đỗ địch an đi thẳng vào sảnh âm nhạc. Ngươi, an Ni nhìn bóng lưng hắn tức giận không nói nên lời, cuối cùng vẫn dậm chân một cái, đi theo. Tiểu thư, ngài trở về. Thanh niên mặc tây trang đen nhìn thấy đỗ địch an, cùng Annie xuất hiện liền nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tươi cười hỏi thăm. Ani không hổ là xuất thân quý tộc, ngắn ngủi mấy bước đường mà vẻ mặt giận dữ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khẽ ư một tiếng rồi tiến vào đại sảnh. Xe ngựa cắm đóa cờ xí theo đóa hoa màu trắng lao vùn vụt lấy từ khu buôn bán tiến, vào khu dân cư, đi đến trước số 108 đường Lâm Khang liền dừng lại, một nhà ba người đỗ địch an xuống xe ngựa, xa phu phất roi, xe ngựa lao nhanh mà đi. Jun nhìn thoáng qua khuôn mặt âm trầm của chồng mình, dắt tay đỗ địch an đi trước mở cửa. Cái gì mà đã có người trong lòng, chẳng qua là lấy cớ. Rõ ràng là ghét bỏ thân phận chúng ta, còn là quý tộc nữa. Ta xem như thấy rõ một đám người dối trá tự đại mà thôi. Trong nhà, Ray tức giận phát tiết. Jun La vội nói, suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác nghe được. Ray cứng lại, hậm hực không nói gì nữa, âm thầm nghị luận quý tộc là tội lớn. Jun La hướng đỗ địch an đứng bên cạnh nói, địch an về phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa đi ra ăn cơm, hôm nay người cũng mệt mỏi. Gray nhìn Đỗ Địch An một chút, bờ môi có chút giật giật nhưng vẫn không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy chán nản. Một tháng ở chung để hắn biết Đỗ Địch An chính là đứa trẻ ngoan, tuyệt sẽ không làm điều gì không lễ phép, muốn trách cũng chỉ có thể trách tầm mắt đối phương thực sự quá cao. Đỗ Địch An ừ một tiếng, gật đầu trở về phòng. Nửa tháng sau, bốn tháng mưa tai cuối cùng cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng. Gray nhìn Đỗ Địch An vẫn thức dậy sớm như mỗi ngày, cười cười, nói, địch an, không lâu nữa là đến hắc tử quý. Các học viện cũng phải khai giảng, ngươi nghĩ kỹ muốn đến học viện nào chưa? Đỗ địch an khẽ gật đầu, mấy ngày trước vợ chồng Gray đã nói với hắn việc này, bọn họ đều hy vọng hắn có thể kế thừa nghề may của Gray, trở thành thợ may ưu tú. Nhưng trong lòng đỗ địch an sớm có mục tiêu nên trực tiếp cự tuyệt. Vợ chồng Gray ngược lại không có tức giận, trẻ nhỏ có chủ kiến là chuyện tốt, bọn họ cũng không phải gia đình nông nô lo lắng con cái có chủ kiến dễ gặp rắc rối. Đáng tiếc, y sinh nhập môn rất khó khăn, nếu như ngươi đi theo ta từ nhỏ cũng không phải không học được." Junla có chút tiếc hận, Đỗ Địch An là một đứa trẻ thông minh, đáng tiếc bây giờ mới nhập môn đã quá muộn, chờ hắn trở thành một y sinh có thể đảm đương một phương thì cũng đã qua tuổi tác có giác quan nhạy bén nhất. Nói đi, muốn học cái gì?" Gray mỉm cười. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói, "Luật pháp, luật pháp." Vợ chồng Gray khẽ giật mình. Jun la liền nói, Địch An, ngươi biết đây là môn nghề nghiệp gì sao? Ta biết, chính là một trong ba nghề bình dân chính, ngang với y sinh. Trước đó, Gray cho hắn xem xong cuốn danh sách nghề nghiệp, thì hắn đã xác định nghề nghiệp này với hắn mà nói, việc sớm hiểu rõ khác biệt giữa thế giới trước đây, cùng thế giới hiện tại là chuyện cần thiết nhất, mà nghề nghiệp này là không thể thích hợp hơn. Gray ngừng trọng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, học viện luật pháp là khó khăn nhất, so với làm thầy thuốc còn khó hơn phải có năng lực cùng tư duy linh hoạt mặc dù ngươi là đứa trẻ thông minh nhưng ngươi ở cô nhi viện không được học tập cơ sở muốn tốt nghiệp luật pháp học viện và trở thành một thần quan hợp cách là phi thường khó khăn Đỗ Địch An nhìn thẳng hắn kiên trì mà nói ta muốn học nghề này Ray khẽ nhíu mày đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An tỏ ra cố chấp như thế trước mặt họ để hắn không biết nên như thế nào để từ chối từ sau khi bị gia tộc Navy cự tuyệt hắn cũng đã không dám nghĩ ngợi quá nhiều thật lòng đối đãi với Đỗ Địch An như con ruột bởi vậy không muốn tùy tiện thương tổn tình cảm gia đình. Jun là gặp Đỗ Địch An kiến quyết như thế liền lôi kéo tay áo Gray, nói, con nó muốn học liền để nó học đi, coi như cuối cùng không cách nào tiến vào sở thẩm phán, thì là một luật sự bình thường cũng không tệ, chí ít là có thể hiểu rõ luật pháp sẽ không cố tình vi phạm, bình an là đủ. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, trong lòng yên lặng nói, ta học tập luật pháp không phải là vì tuân thủ mà là đánh vỡ nó. Gray thở dài, nói, tốt, liền nghe hắn. Đỗ Địch An đáy lòng nhẹ thở ra, nhìn bọn họ thật sâu, nói, cảm ơn. Nghe Đỗ Địch An nói thế, Gray lộ vẻ tươi cười, nói, đã lựa chọn thì nhất định phải kiên trì, nếu như cuối cùng không muốn học liền trở lại học may đi, làm công nhân may dệt cũng có thể tự nuôi sống mình. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Hắc tử quý vừa đến, nhiệt độ không khí cũng trở nên ấm hơn. Ngày thứ ba trước khi đi vào học viện, có một ngày lễ đặc biệt gọi là ngày cầu nguyện. Từng nhà kết thành đoàn thành đội cùng tiến, về đại giáo đường viên nằm ở trung ương khu dân cư, để cầu nguyện phụ thần, để bọn họ bình an vượt qua hắc tử quý lần này, để ôn dịch cùng tật bệnh sẽ không dáng lâm đến trên người bọn họ. Đây là một nghi thức thịnh đại. Vợ chồng Gray mang theo Đỗ Địch An cùng đi cầu nguyện. Đỗ Địch An cũng là lần thứ nhất gặp được tín ngưỡng chi địa trên thế giới này, Quang Minh Giáo Đình. Bất quá nơi này chỉ là một cái phân giáo của Quang Minh Giáo Đình, xây ở khu dân cư, một pho tượng thiên sứ bốn cánh to lớn đặt ở trong sân rộng, hai tay tựa hồ ôm tất cả tín đồ vào trong lòng, tràn ngập nhân từ cùng tường hòa. Ngày cầu nguyện qua đi, ba ngày sau thì từng học viện sẽ bắt đầu chiêu sinh nhập học. Đỗ Địch An được vợ chồng Gray mang đến trước học viện cách nhà hắn chừng 10 cây số, chỉ thấy rộn rộn ràng ràng phụ huynh cùng con cái tại chỗ chờ đợi. Những gia trưởng này cùng con cái ở đây đều mặc quần áo đơn giản, màu da sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với đám công nhân làn da thô giáp cùng vẻ mặt xanh sao vàng vọt. Dù sao thì học phí ở học viện luật pháp có tiếng đắt đỏ gia đình phổ thông không có nội tình thì đừng nghĩ đến. Nghe nói muốn vào luật pháp học viện còn cần thông qua khảo hạch. Đã sớm biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là học viện may mặc hay học viện địa chất sao? Không biết nơi này khảo hạch về phương diện nào? Có không ít phụ huynh đang nhỏ giọng nghị luận. Ray ngạc nhiên nói, học viện luật pháp còn muốn khảo hạch A. Đương nhiên, giống như học viện y sinh chúng ta. Jun la chừng mắt nhìn, cúi đầu hướng Đỗ Địch An nói, ngươi phải cố gắng hết sức mình, ta nhớ khảo hạch cũng đơn giản, học viện y sinh chúng ta khảo hạch chính là trí chí nhớ, nơi này có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Ray tỉnh ngộ cười hắc hắc nói, vậy liền xem biểu hiện của ngươi, nếu không thông qua thì chúng ta đi học viện may báo danh. Đỗ địch an thầm liếc mắt, thầm nghĩ các ngươi cứ cười đi, nếu thật sự thì trí nhớ, ta vài phút là có thể ngược chết giám khảo. Trí thông minh của hắn thế nhưng đạt 142, ở thời đại trước đây đã đạt tới trí thông minh thiên tài, 120 đến 140 là người thông minh phần lớn người đều chỉ có trí thông minh từ 90 đến 110, mà tỷ tỷ yêu nghiệt của hắn thế nhưng đạt tới 168, đó chính là gặp qua là không quên, năm 12 tuổi đã được Đại học Harvard tuyển chọn. Tỷ đệ bọn họ có trí thông minh cao như vậy hoàn toàn là kế thừa ghen cha mẹ, hai vị đều nhà khoa học từng thu được giải thưởng quốc tế, nếu không phải tai nạn bạo phát, dựa vào phát minh kho đông lạnh bọn hắn nhất định, có thể thu được giả thưởng quốc tế lớn. Lúc này, đám phụ huynh lần lượt đi vào, rất nhanh liền đến lượt đỗ địch an phụ huynh xin dừng bước. Một giáo vụ nhân viên ngăn trở vợ chồng Gray nói. Địch An, cố lên. Jun la cổ vũ đỗ địch An, nhưng đỗ địch An nhìn thế nào cũng cảm thấy vẻ cười cợt trong mắt nàng. Tiến vào gian phòng rộng rãi, chỉ thấy, ngồi bên trong là một nam một nữ hai vị trung niên giám khảo thân mặc áo choàng đen. Bên trên áo choàng thì theo một đồ án phức tạp mà hoa lệ bằng tơ lụa vàng kim. Bọn họ nhìn thấy Đỗ Địch An, mỉm cười nói, hài tử, tới. Đỗ Địch An tiến về phía trước, hỏi ngươi một vấn đề, Ngươi có một cái nồi, một lần chỉ có thể nấu hai con cá. Nấu một con cần một phút đồng hồ. Xin hỏi nấu ba con cá nhanh nhất cần bao nhiêu phút? Nữ trung niên bên trái mỉm cười nói. Ba phút. Đỗ địch an không chút nghĩ ngợi đáp. Hai vị giám khảo hơi kinh ngạc. Vấn đề này không khó, nhưng cho dù là một đứa trẻ hơi chút thông minh, cũng cần suy nghĩ một phen mới có thể đưa ra đáp án. Mà đỗ địch an gần như không cần cân nhắc mà trực tiếp nói ra đáp án. Hơn nữa là đáp án chính xác. Người đã thông qua, hài tử, ngươi rất thông minh. Nam trung niên ngồi bên phải lộ vẻ tươi cười, nói, cầm cái này đến bên cạnh tiến hành kiểm tra sức khỏe đi, nếu như kiểm tra sức khỏe không có vấn đề, ngươi có thể chính thức nhập học học viện luật pháp. Nói xong, hắn đưa cho Đỗ Địch An một tờ giấy nhỏ trên đó viết mấy chữ. Còn có kiểm tra sức khỏe. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Thật là khó. Ta trả lời 4 phút lại còn nói ta sai rồi, chẳng lẽ không phải 4 phút sao? hai bên mặt cá đều phải nấu nha, khẳng định phải 4 phút. Cái này mà cũng là câu hỏi sao, tại sao phải nấu cá, ta lại không thích ăn cá, hơn nữa nấu cá thì có liên quan gì luật pháp. Đúng vậy, phụ thân ta chính là đầu bếp đấy, nấu ba con cá chỉ cần một phút đồng hồ là đủ, bọn họ còn không tin, hư. Đỗ địch An mới đi ra liền nghe, đến mấy đứa trẻ con vừa khảo hạch xong tỏ vẻ không vui oán trách khảo đề. Khóe miệng hắn giật giật mấy cái coi như không có nghe thấy, quay người trở lại bên cạnh vợ chồng Gray. Thế nào, Ray mặt mày hớn hở nói, hắn cũng nghe những đứa trẻ kia nghị luận, mặc dù không rõ khảo đề là gì nhưng cũng biết không phải dễ thông qua như vậy. Đỗ Địch An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, thông qua, lất nữa phải đi kiểm tra sức khỏe. Nụ cười động lại trên khuôn mặt Ray, bất quá vừa nghĩ tới Đỗ Địch An thông minh hơn những đứa trẻ khác, thì mặt mày hớn hở. Kiểm tra sức khỏe chính là kiểm tra giá trị phóng xạ trong cơ thể ngươi, với màu da của Địch An khẳng định giá trị phóng xạ không cao, hẳn là không có vấn đề gì. Jun La tựa hồ biết một chút, cười nói. Trong lòng Đỗ Địch An hơi động, từ khi đạn hạt nhân bộc phát toàn cầu, thế giới khắp nơi đều là bức xạ hạt nhân, biển mây xám trên bầu trời, cũng tích tụ vô số bụi phóng xạ cho nên mới xuất hiện mưa tai. Đối với thế giới này thì nước mưa là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là chí mạng, bị xối nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Bất quá, hắn ra khỏi kho đông lạnh cũng mới có mấy tháng mà thôi, giá trị phóng xạ trong cơ thể hẳn là sẽ không cao bao nhiêu. Chỉ là, Hắn rất ngạc nhiên rằng những người này dùng cái gì để kiểm tra giá trị phóng xạ, chẳng lẽ là dụng cụ? Thế nhưng nơi này ngay cả thời đại hơi nước cũng chưa tiến vào, làm sao có thể biết đến điện? Lúc này, Jun La mang theo hắn đi đến trước một gian phòng viết kiểm tra sức khỏe, bên trong không có người xếp hàng, dù sao có thể thông qua để khảo hạch cũng không nhiều, ngồi bên trong là một nữ trung niên, nhìn thấy tờ giấy nhỏ trong tay Đỗ Địch An, cười nói: "Đến đây đi." Đỗ Địch An theo lời tiến vào, đánh giá nơi này, cũng không nhìn thấy dụng cụ gì, ngược lại là có một loạt ống thủy tinh giống như nhiệt kế. Nữ trung niên cầm lấy tờ giấy trong tay hắn nhìn thoáng qua, xác nhận là thật liền, từ trên kệ ống thủy tinh bên cạnh lấy ra một ống thủy tinh sạch sẽ, phía trên có khắc độ, kim tiêm nhắm ngay tay nhỏ Đỗ Địch An cười tủm tỉm nói, hai tử đừng sợ, sẽ không đau. Đỗ Địch An không nghĩ tới dụng cụ kiểm tra giá trị phóng xạ lại là ống thủy tinh nhỏ này. Ba một tiếng, kim tiêm đâm vào ngón tay Đỗ Địch An, rất nhanh máu tươi đỏ thẫm thẩm thấu vào trong ống thủy tinh lúc này đỗ địch an mới chú ý tới bên trong mặt khắc độ có một dây đỏ nhỏ bằng sợi tóc đang dần dần tăng lên dừng tại gạch thấp nhất trên mặt khắc độ nữ trung niên nhìn chăm chú một hồi xác nhận không có hoa mắt không khỏi kinh ngạc mà nhìn đỗ địch an lúc này mới chú ý tới màu da đỗ địch an trắng hơn những đứa trẻ khác cho dù là cùng bé gái cùng tuổi cũng không có làn da trắng tuyết như thế nàng chợt lộ vẻ hiểu rõ hướng vợ chồng Gray đứng bên cạnh cảm khái nói, giá trị phóng xạ thấp như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là khó tin, đoán chừng chỉ có, trong khu buôn bán mới có thể xuất hiện đứa trẻ có thân thể khỏe mạnh như vậy. Jun La hiển nhiên cũng biết bức xạ kế, vẻ mặt cũng tràn đầy chấn kinh, nhưng lập tức khôi phục bình thường, nói với chồng đang tỏ vẻ mờ mịt, đây là bức xạ kế chuyên môn trắc nghiệm giá trị phóng xạ trong cơ thể người, giá trị phóng xạ trong người địch an khá thấp, thậm chí còn thấp hơn so với chúng ta, đoán chừng có thể so với đám trẻ tầng lớp quý tộc đi. Ray cũng biết tầm quan trọng của giá trị phóng xạ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nghe Junla nói có thể so với đám trẻ con quý tộc, để hắn có chút vui vẻ, vuốt ve mái tóc Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên bức xạ kế, bỗng nhiên cảm giác nó có chút vặn vẹo, hình như hình như là vật sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Ban đêm trong ngày Đỗ Địch An báo danh, một nơi nào đó trong khu buôn bán gian phòng xa hoa như được nạm đầy kim cương, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng, nhìn thân ảnh to lớn đang xem xét tư liệu trên bàn công tác liền cung kính nói, đại nhân, đây là tình huống kiểm tra hôm nay trong khu dân cư, có 27 người hợp cách. Thân ảnh to lớn kia không có ngẩng đầu, chỉ là khẽ ư. Bóng đen nửa quỳ trên mặt đất thấy thế liền cung kính nắm tay che ngực, lại một lần lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy nữa, chỉ để lại một tờ giấy viết ở trên bàn làm việc làm xong công việc trong tay, ánh mắt thân ảnh to lớn kia mới rơi vào tờ giấy, lông mày rậm như lưỡi đao hơi nhíu, tiện tay mở ra nhìn lướt qua, xác thực đều đạt đến tuyến hợp lệ, khi hắn vừa muốn buông xuống thì bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chút vào giá trị kiểm chắc dưới chót, 0.8. Thân ảnh to lớn nhìn chăm chú con số này hồi lâu liền thu tờ giấy lại, đứng dậy vươn tay lấy áo khoác cùng mũ treo trên giá treo quần áo ngay cửa ra vào, mặc vào, đẩy cửa ra. Trong đại sảnh, trung niên quản gia hơi mập nhìn chủ nhân, kinh ngạc nói: "Lão gia, đã trễ như vậy người muốn ra ngoài?" "Ừm." Thân ảnh to lớn phân phó, chuẩn bị xe. Tại 300 năm trước, thiên tai giáng lâm thế gian, tổ tiên của chúng ta anh dũng phấn đấu, dựa vào vô tận trí tuệ cùng lực lượng để sinh tồn trong nghịch cảnh, đồng thời kiến tạo lên bức tường siêu việt vĩ đại để ngăn cách tai nại bên ngoài, trở thành nơi trú ẩn cho con cháu đời sau. Bức tường siêu việt chính là thần thánh mà vĩ đại, là tuyệt đối không thể khinh nhờn, có biết không? một lão giả dâu bạc đứng trên giảng đài trang nghiêm nói. Đừng nhìn hắn đã dâu rìa tuyết trắng, kỳ thật tuổi tác vừa mới 60 nhưng ở chỗ này đã được xem là trường thọ. Đỗ Địch An lắng nghe, ba ngày sau khi hắn báo danh liền chính thức khai giảng, hôm nay là buổi học đầu tiên của hắn. Lão giả này không có vừa lên lớp liền ngay lập tức giảng giải tri thức luật pháp, mà là giới thiệu sơ lược về một chút sự tình mà mọi người đều biết, tựa hồ mục đích chỉ là tới làm quen cùng bọn nhỏ, củng cố tín ngưỡng trong lòng bọn nhỏ liên quan tới bức tường via, chỉ cần không phải cô Nhi thì gần, như mỗi một đứa bé từ nhỏ đã nghe cha mẹ của mình nói qua vô số lần. Những đứa trẻ khác nghe đến buồn bực ngán ngẩm, nhưng ngại lần đầu nhìn thấy lão nhân dâu bạc, sợ bị la cho nên không dám lỗ mãng. Đỗ Địch An lại nghe say sưa ngon lành, những này đúng là thứ hắn cần hiểu rõ nhất ngay lúc này, thấy lão già này hình như đã nói chán rồi, không có ý muốn đi sâu vào vấn đề, không khỏi nhấc tay hỏi, lão sư, người nói thiên tai chính là cái gì? Lão giả Dâu Bạc cùng những đứa trẻ khác sững sờ, một là không nghĩ tới Đỗ Địch An lớn mật như thế, dám chủ động đặt câu hỏi, hai là không nghĩ tới dạng thường thức mọi người đều biết thế, mà còn có người không hiểu rõ. Lão giả gặp vẻ mặt Đỗ Địch An thành thật cùng chờ mong, không đành lòng đả kích nhiệt tình của đứa nhỏ này, chỉ là trong lòng oán thầm chẳng lẽ cha mẹ đứa nhỏ này chưa nói với hắn sao? Ngoài miệng lại mỉm cười hồi đáp, thiên tai có rất nhiều, núi lửa bộc phát, hồng thủy ngầm chiếm, địa chấn phân liệt, Đỗ Địch An khẽ giật mình, chưa từ bỏ ý định mà nói, cũng chỉ những thứ này thôi sao? Lão giả có chút im lặng, nói, những tai nạn này đã rất đáng sợ, ngươi không có nghe cha mẹ ngươi nói qua sao? Chỉ riêng núi lửa bộc phát đã khiến vô số người chết đi, ngươi thấy mây đen trên trời không? Đây chính là núi lửa bộc phát tạo thành. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày không nói gì nữa, đáy lòng lại thở dài, bởi vì hắn biết tai nạn 300 năm trước căn bản cũng không phải là thiên tai đơn giản như vậy, mặc dù lão giả này nói tới đủ loại tai nạn nhưng đều là do đạn hạt nhân bạo tạc đưa tới. Hắn sở dĩ biết rõ còn cố hỏi, cũng vì muốn nhìn một chút những người may mắn còn sống sót kia lưu lại tin tức gì. Rất hiển nhiên đến thế hệ này, cũng không biết nguyên nhân chân chính cùng nội tình của trận tai nạn năm đó. Có lẽ, những tin tức đáng sợ này đã bị những kẻ thống trị phong tỏa. Lão sư, mẹ ta nói bên ngoài bức tường là rất nguy hiểm, đi ra sẽ chết là thật sao? Một đứa trẻ mập mạp gặp Đỗ Địch An đặt câu hỏi cũng cả gan nhấc tay hỏi theo lão giả thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, không sai, bên ngoài bức tường là nơi dừng chân của ma quỷ cùng ôn dịch, một khi ra ngoài liền sẽ không về được nữa, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này học tập, có thể ăn được cơm và rau quả, tất cả đều là nhờ có công của bức tường, cho nên các ngươi phải tôn kính nó, cũng phải tôn kính những người xây dựng lên nó, đây là nghề nghiệp vĩ đại không thua kém gì y sinh cùng thủ kỳ giả. Tất cả mọi người biết thủ kỳ giả chỉ chính là những người học tập luật pháp, giống như Đỗ Địch An, cùng những đứa trẻ học tập luật pháp ở đây đều gọi là thực tập thủ kỳ giả nếu như tốt nghiệp và có thể thông qua sở thẩm phán khảo hạch liền có thể trở thành một thần quan đây là tồn tại phi thường thần thánh bọn họ giống như quý tộc cao quý chẳng những có thể tự do xuất nhập khu buôn bán cùng khu dân cư còn có thể tiến vào tường trong ma quỷ cùng ôn dịch đám trẻ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cho dù còn nhỏ nhưng cũng biết hai thứ này có bao nhiêu đáng sợ đỗ địch an đáy lòng lại có một tia hiếu kỳ ma quỷ cái gì hắn tự nhiên không tin đạn hạt nhân tẩy lễ toàn cầu dẫn đến chín thành chín sinh vật điều diệt tuyệt đây chỉ dọa bọn nhỏ mà thôi đương nhiên đối tượng bị dọa có lẽ không chỉ là trẻ nhỏ mà cũng bao quát người lớn điều này làm cho hắn thực sự rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài bức tường đã trở thành bộ dáng gì có phải khắp nơi đều là vết tàn do đạn hạt hạt nhân bạo tạc lưu lại hay không hay là bởi vì không người khai thác nên đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy đã đến giờ tan học đi dâu bạc lão giả nhìn đồng hồ cát nói ra đám trẻ nhỏ lập tức hoan hô Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cổng xuất hiện hai thanh thiếu niên mặc chế phục giáp da màu đen, không coi ai ra gì đi vào, trong phòng học. Lão đầu dâu bạc vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới bọn họ trên vai có đeo huân chương hình đầu ưng màu đen, khuôn mặt lập tức niềm nở tiến ra đón. Hai vị đại nhân tới chính là mang những đứa trẻ kia rời đi sao? Đỗ địch an nghe vậy lỗ tai dựng thẳng lên, có chút cảnh giác cùng nghi hoặc. Một người trẻ tuổi hơi gầy khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, cẩn thận nói, hiện tại điểm danh, bị ta đọc chúng tên thì đứng lên, nghe hiểu không? Ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, không có chút nào bởi vì đối tượng là trẻ nhỏ mà ra vẻ hiền lành. Đám trẻ nhỏ lập tức bị chấn trụ, khẩn trương lên. Lão Di Dâu Bạc bận bịu chấn an nói, chớ khẩn trương, hai vị đại nhân này đều là thủ vệ binh, được bọn họ đọc chúng tên chính là có hy vọng gia nhập công chức, đây là đại hỷ sự. Công chức, Đỗ Địch An từng nghe Jun La nói qua, đơn giản mà nói, tương đương với công chức thời đại trước, cả một đời không cần sầu muộn vì sinh kế, chính là nghề nghiệp mà rất nhiều bình dân tha thiết ước mơ. Nhưng mà Đỗ Địch An chú ý tới huân chương trên vai hai người này, lúc hắn từ khu dân nghèo tiến vào khu dân cư, nhưng trên người thủ vệ binh cũng không có nhìn thấy kiểu huân chương này, chế thức giáp da cũng có chỗ khác biệt, hơn nữa chỉ là một người thủ vệ binh không có đạo lý, để một người dạy học chuyên nghiệp kính sợ như thế. Lạc khắc, người tuổi trẻ mặc giáp da đen quát khẽ, Đứa trẻ gầy yếu ngồi trên Đỗ Địch An bị dọa đến dùng mình một cái, yếu ớt nói, "Có." "Đứng lên." Người tuổi trẻ mặc giáp da đen quát. Đứa trẻ gầy yếu kia bị dọa đến lập tức nhảy lên. "Ma ta." "Vâng." Một bé gái vội vàng đứng lên. "Mini." "Kali." Từng đứa trẻ bị điểm danh đứng lên, người tuổi trẻ quát khẽ nói, "Đỗ Địch An." Đỗ Địch An hơi hơi híp mắt, chậm rãi đứng lên. Đám trẻ bị điểm trúng tên hết thảy có 8 người, kể cả hắn tám người các ngươi đi theo chúng ta. Người tuổi trẻ hơi gầy hơi đánh giá Đỗ Địch An một chút mới lạnh nhạt nói, liền quay người cùng đồng bạn rời khỏi phòng học. Lão đầu dâu bạc trông thấy bọn trẻ Đỗ Địch An ngây ngốc tại chỗ không có động tác, vội vàng nói, còn không mau đi, đây chính là vận may của các ngươi, người khác muốn đều không có. Nghe được hắn, mấy đứa trẻ hai mắt nhìn nhau, một đứa bé cao lớn đứng ra cả gan dẫn đầu đi theo, những người còn lại mới lục tục ngo ngoe đuổi theo. Đỗ Địch An đi ở phía sau sau cùng, Bất Động Thanh sắc quan sát đến những đứa trẻ được tuyển chọn này, cùng với những đứa trẻ không được chọn chúng, hắn muốn thông qua so sánh để tìm tới nguyên nhân mình bị chọn chúng, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, hình như không có điểm khác nhau, chí ít thì từ màu da, ngoại hình cũng không nhìn ra sự khác biệt. Bên ngoài không có, như vậy chính chính là nội tại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước khi nhập học cần kiểm tra sức khỏe, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ chỉ có điểm này khả nghi nhất. Trong lúc hắn đang suy tư thì đám người đã đi tới sân tập ngoài học viện luật pháp. Vừa đến nơi này, Đỗ Địch An liền thấy một cỗ xe ngựa màu đen dừng ở trước cổng học viện, bánh xe khảm nạm mấy cây đinh sắt to lớn phá lệ rắn chắc. Mà ngựa kéo xe càng là kinh người, thân cao gần 3 mét, toàn thân là trang bị giáp sắt, dường như một con mãnh thú đứng ở nơi đó. Không chỉ mỗi Đỗ Địch An giật minh, những đứa trẻ khác càng trợn mắt hốc mồm. Tới, lên xe. Người tuổi trẻ hơi gầy kia tích chữ như vàng mà nói. Bọn trẻ nhất thời do dự không tiến, đứa bé cao đi ở trước nhất rất tự giác gánh vác trách nhiệm dê đầu đàn lấy can đảm nói, xin hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Người tuổi trẻ hơi gầy lạnh lùng nhìn hắn, nói, kêu ngươi lên xe thì lên xe đi. Ánh mắt lạnh lẽo khiến đứa bé cao giật cả mình, lông tơ đều dựng ngược lên, sắc mặt trắng bệch không dám hỏi nhiều, cẩn thận từng ly từng tí né qua cự mã leo lên xe ngựa. Những đứa trẻ khác thấy thế cũng câm như hến, ngoan ngoãn mà đi theo sau. Chiếc xe ngựa này cực kỳ rộng rãi, chứa đựng tám đứa trẻ vẫn là dư xài. Đỗ Địch An ngồi ở trong góc, sát bên người là đứa trẻ mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn lặng lặng nhìn qua thanh niên mặc giáp đen lái xa phía trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình nhất định phải nhanh chóng làm ra vài món đồ bỏ mệnh, thế giới này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, mặc dù có luật pháp, nhưng hiển nhiên vẫn một ít tồn tại là có thể không nhìn luật pháp. Còn về hai chữ nhân quyền này, với nông nô cùng quý tộc trong xã hội phong kiến, hai chữ nhân quyền này tuyệt không bao gồm bình đẳng cùng tự do. Xe ngựa lao nhanh rời khỏi học viện luật pháp tốc độ nhanh vô cùng, công trình kiến trúc hai bên đường phi tốc lui lại, cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An liền thấy được một bức tường cao, trên tường có khắc một chữ to, trong mấy tháng sinh sống trong nhà Jun Đỗ Địch An được Jun dạy không ít chữ, cái chữ này hắn biết, chính là chữ bần đại biểu cho nghèo khó. Đỗ Địch An nhận ra, đây là bức tường từ khu dân cư thông hướng khu buôn bán, chẳng lẽ chiếc xe ngựa này muốn mang bọn họ đi khu buôn bán? Những đứa trẻ khác hiển nhiên cũng nhận ra điểm ấy, lại liên tưởng đến lời của lão đầu dâu bạc, sự khẩn trương trong lòng lập tức bị thay thế bởi kinh hỷ, từng khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Cho dù là một đứa bé, cũng khát vọng có thể tiến vào tầng lớp quý tộc cùng phú hào ở lại khu buôn bán, được tận mắt nhìn phong cảnh bên trong. Đỗ Địch An không có cảm thấy ngoài ý muốn, có thể trực tiếp dẫn người ra khỏi học viện luật pháp đã nói lên năng lực của những người này là cực lớn, chỉ là không biết mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì, là tốt hay là xấu. Rất nhanh, xe ngựa lao vùn vụt mang Đỗ Địch An lao qua kiến trúc âm nhạc, Nhìn thấy tòa kiến trúc này, Đỗ Địch An không khỏi nghĩ tới lời nói đầy chất vấn của bé gái kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù hắn nghĩ tới mình sớm muộn gì, cũng sẽ bước vào mảnh cấm địa đối với bình dân này, nhưng không nghĩ tới chỉ mới ngắn ngủi một tháng đã trở lại. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đi tới trước một cổ bảo, người tuổi trẻ hơi gầy nhảy xuống mở cửa xe quát về phía đám trẻ nhỏ, xuống xe. Bọn nhỏ đều trung thực ngoan ngoãn đi xuống. Đỗ Địch An vẫn là người cuối cùng, chỉ là ngay lúc hắn vừa muốn xuống xe, người trẻ tuổi hơi gầy bỗng nhiên nói, ngươi không cần xuống. Nói xong, hắn trở lại vị trí kéo xe, roi ra quật xuống, xe ngựa một lần nữa lao nhanh mà đi. Chỉ để lại bảy đứa trẻ ngay tại chỗ cùng vẻ mặt mờ mịt. Đỗ địch an sắc mặt hơi đổi, trái tim đập nhanh hẳn lên, sốc lên màn xe phía sau mà nhìn lại, chỉ thấy trước khi bóng người bảy đứa trẻ kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Bỗng nhiên có một trung niên mặc tây trang đen từ trong pháo đài cổ đi ra, đi tới trước mặt những đứa trẻ kia, xe ngựa đi qua một chỗ ngoặt tầm mắt cũng bị ngăn chặn đỗ địch an mới thu hồi ánh mắt một người ngồi trong chiếc xe ngựa trống rỗng tâm tư nhanh chóng xoay chuyển chạy trốn phản kháng hiển nhiên lấy thế lực của đối phương mình chỉ có tùy ý chờ bị làm thịt rất nhanh xe ngựa dừng ở trước một trang viên đây là một nơi cực kỳ bát ngát bên ngoài là hàng rào gỗ sơn trắng bên trong là từng thảm cỏ xanh được tu bổ cực kỳ vuông vức giờ phút này có mấy người làm vườn đang vẩy nước trên bãi cỏ cửa xe mở ra người trẻ tuổi hơi gầy nhìn qua đỗ định an ngồi trong xe khuôn mặt vẫn lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười nói nhóc con cũng rất chấn định nha đỗ định an nhìn thấy nụ cười của hắn liền giật mình một cái khẩn trương trong lòng cũng chậm rãi buông lỏng trực tiếp hỏi là bởi vì giá trị phóng xạ sao người tuổi trẻ hơi gầy kia tựa hồ đã biến thành người khác khuôn mặt mỉm cười nói còn thật cơ chí không sai bọn họ đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn coi như thông qua huấn luyện cũng chỉ có thể là một thập hoang giả dạ mà ngươi có hy vọng gia nhập vào thú liệt giả chúng ta. Thập hoang giả, thú liệt giả. Đỗ Địch An nghe được hai cái danh từ này, trong lòng hơi động, thấy đối phương hình như trở nên dễ nói chuyện, liền hỏi, cái gì là thập hoang giả? Trước xuống lại nói, người trẻ tuổi hơi gầy đưa tay ôm Đỗ Địch An xuống xe ngựa, nắm tay dắt hắn đi về hướng trang viên, vừa đi vừa nói, thập hoang giả là phụ trách khai thác ở khu vực an toàn bên ngoài bức tường, tìm xem những tài nguyên có thể sử dụng. Bên ngoài bức tường Đỗ Địch An giật mình, không ngờ lại là công tác bên ngoài bức tường. Hiển nhiên là lão đầu dâu bạc cũng biết chuyện này, trước đó còn nói cái gì mà bên ngoài bức tường đều là ma quỷ cùng ôn dịch, ngàn vạn không thể đi ra ngoài, kết quả chỉ chớp mắt đã chắp tay đưa tiễn bọn họ ra ngoài, còn nói cái gì may mắn may mắn con khỉ khô. Mặc dù hắn không tin ma quỷ gì, thế nhưng là không hề nghi ngờ bên ngoài bức tường là cực kỳ nguy hiểm, chí ít là phóng xạ trong không khí sẽ cao hơn bên trong bức tường nhiều, chờ một chút, phóng xạ, Đỗ Địch An đột nhiên như thể hồ quán đỉnh hiểu rõ ra, khó trách lại dùng giá trị phóng xạ để phân chia thập hoang giả cùng thú liệt giả, hơn phân nửa là hoàn cảnh bên ngoài bức tường cực kỳ ác liệt, phóng xạ cực cao cho nên, nếu người có thể nội phóng xạ quá cao đi ra bên ngoài sẽ rất dễ đạt tới bão hòa, cho nên chỉ có thể lựa chọn người có giá trị phóng xạ thấp. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn không khỏi hút một miệng khí lạnh, cái gọi là kiểm tra sức khỏe thật tế chính là âm thâm bí mật nhằm vào đám người bình dân. Vậy thú liệt giả thì sao? đỗ địch an không khỏi hỏi chẳng lẽ là đi vào khu vực nguy hiểm bên ngoài bức tường bên ngoài có nguy hiểm gì à nói đến đây trong đầu không khỏi hiện ra từng bóng người kinh khủng sắc mặt trở nên tái nhạt cũng may màu da hắn vốn là trắng nõn thật không có quá mức dễ thấy người cũng là thông minh người tuổi trẻ hơi gầy cười một tiếng nói ở bên ngoài bức tường finau một người thanh niên khác đứng bên cạnh nhíu mày nói còn không có xác nhận thân phận của hắn đừng nói quá nhiều Người thanh niên gọi là Phino sững sờ, nhún vai nói, không sao cả, giá trị phóng xạ của hắn là 0.8, chỉ cần không cao hơn một thì cơ bản đã thỏa quang minh thể chất. Trước khi không có kiểm chắc thì đừng kết luận. Một người thanh niên khác cao mày nói. Phino nghĩ nghĩ, cúi đầu hướng Đỗ Địch An nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có thể chờ ngươi thông qua kiểm chắc sẽ nói cho ngươi biết, bất quá đến lúc đó sẽ có người giảng giải cho ngươi những thứ này. Đỗ Địch An nghe bọn họ đối thoại, có chút ngơ ngẩn, quang minh thể chất, đây là cái gì? Chờ một chút ngươi liền biết." Finou cười thần bí nói. Lúc này, ba người tiến vào trong trang viên, mấy người làm vườn đang vẩy nước nhìn thấy hai người Finou liền gật đầu cung kính hành lễ. Đi qua con đường nhỏ lót đá trắng, ba người tới trước một tòa thành, cánh cửa lớn cao hơn 10 mét chậm rãi mở ra, nâu nắm tay Đỗ Địch An đi vào trong một tòa tháp cao, thuận theo bậc thang uốn lượn tiến vào một cái trong phòng u ám ở tầng cao nhất. Dọc theo con đường này nhìn đến rất nhiều người hầu những người này nhìn thấy hai người phi nâu đều cung kính gọi đại nhân đỗ địch an đánh giá gian phòng u ám này vậy mà không có cửa sổ cửa thông gió duy nhất cũng bị rèm đen che khuất có lẽ là đã lâu không nhìn thấy ánh nắng không khí trong phòng tương đối rét lạnh giống như nhiệt độ thời kỳ đầu mùa mưa tai trong phòng một thiết bị kim loại đặt cô lập phía trên được một mảnh vải đen che phủ phi nâu tiến vào sốc màn che lên lộ ra một thủy tinh cầu bóng loáng hàn khí màu trắng từ dưới thủy tinh cầu bốc lên thì ra bên dưới là một khối băng đến, nhóc con. Phi nâu từ, trong giáp da đen lấy ra một thanh đao nhỏ sắc bén quay đầu nhìn Đỗ Địch An nói, tới. Đỗ Địch An thấy trên mặt hắn y nguyên treo lấy nụ cười, không có sát ý lúc này mới chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên trông thấy trong cái thủy tinh cầu gần, như trong suốt này lại có một con tiểu côn trùng cực kỳ trong suốt, nếu không nhìn kỹ gần như khó mà trông thấy. Đây là quang minh trùng, ưa thích sinh tồn trong hoàn cảnh rét lạnh. Phi nâu mỉm cười nói. Nếu ngươi thật sự là quang minh thể chất, nó sẽ không ăn máu của ngươi. Nói xong, nắm đỗ địch an tay nhỏ đưa lên trên thủy tinh cầu. Ngay đỉnh chóp vừa lúc có một lỗ tròn nhỏ, cái thủy tinh cầu này trên thực tế là một cái vật chứa. Lưỡi đao vạch một cái, đỗ địch an cảm giác ngón tay hơi đau. Một nhỏ máu tươi từ vân tay rơi xuống, vừa lúc rơi vào bên trong lỗ tròn. Lúc này, con tiểu côn trùng quang minh trùng kia ghé vào trong thủy tinh cầu ngủ say, cũng bị quấy dày từ trong mộng đẹp tỉnh lại, khẽ ngừng đầu nhìn về giọt máu tươi, hình như đang ngửi, sau một khắc bò về phía máu tươi. Thấy cảnh này, Phino biến sắc, một người thanh niên khác cũng nhăn mày lại. Đỗ Địch An nghĩ đến điều Phino nói trước đó, trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ thấy con quang minh trùng nhanh chóng bò tới trước máu tươi, ngay sau đó, thân thể của nó dường như bọt biển hút thu máu tươi, thân thể trong suốt cũng xuất hiện có một vệt đỏ ửng, chỉ là vệt đỏ ửng này rất nhanh liền dần dần biến mất, khôi phục lại như lúc ban đầu. Không có khả năng. Phino cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là quá lâu chưa được ăn, quá đói. Lưỡi đao trong tay hắn vạch một cái, cắt vỡ ngón tay mình nhỏ một giọt máu xuống. Nhưng mà con quang minh trùng kia lại nhìn cũng không nhìn một chút, bò về dưới đáy thủy tinh cầu lạnh buốt, cuộn mình. Phi sắc mặt âm trầm, không nói một lời cầm đỗ địch an tay nhanh chóng vạch một cái, máu tưới vừa nhỏ vào thủy tinh cầu thì con quang minh trùng lập tức bò qua hút vào. Thật sự không phải. Phi nhụt chí buông lỏng đỗ địch an tay nhỏ, cũng thu hồi tiểu đao. Một người thanh niên khác nhìn đỗ địch an một chút, lạnh lùng nói, xem ra trước kia gia đình ngươi rất không tệ. Lúc này Đỗ Địch An đã biết đại khái nguyên do, quang minh thể chất trong miệng Phi Nâu chẳng qua là kháng thể miễn dịch phóng xạ trong thể cao hơn so với người bình thường một chút, cho nên hàm lượng phóng xạ trong cơ thể thấp hơn người thường. Loại thể chất này chính là đám người tự xưng là thú liệt giả muốn tìm, nhưng mình lại không phải như thế, chỉ là bởi vì hắn vừa từ trong kho đông lạnh đi ra, thời gian tiếp xúc với thế giới này quá ngắn nên hàm lượng phóng xạ trong cơ thể không cao. Nghe người thanh niên khác nói, Đỗ Địch An lập tức hiểu ý của hắn, trong lòng âm thầm nghiêm nghị xem ra những người này đã từng điều tra mình biết mình cùng vợ chồng Junla chỉ là quan hệ nhận nuôi hơn phân nửa cũng biết mình không sống trong mai sơn cô nhi viên bao lâu sở dĩ nói như vậy chính là nghĩ lầm cho rằng mình là đứa trẻ bị quý tộc hoặc là gia đình phú hào vứt bỏ chỉ có những gia tộc ăn uống đều là đồ vật đã được trải qua kiểm tra lặp đi lặp lại phóng xạ trong đó cực kỳ thấp không nghĩ tới chỉ là một đứa trẻ nhà giàu bị vứt bỏ làm ta mừng hụt vẻ mặt nâu tràn đầy thất vọng thở dài nói nhưng Đỗ Địch An không có thất vọng, một khi trở thành thú liệt giả liền phải đi những khu vực nguy hiểm kia, mặc dù không biết có nguy hiểm gì, nhưng tốt nhất là không phải là những nguy hiểm như trong tưởng tượng của hắn. Một người thanh niên khác nhìn Đỗ Địch An, thanh âm lạnh như băng nói, "Nhóc con, chuyện nơi đây, ngươi tuyệt không thể nói ra, có biết không, bao quát ba chữ thú liệt giả này. Đây chính là quyền hạn áp chế sao?" Đỗ Địch An gật gật đầu, nói, "Ta sẽ kín miệng như bưng." Thanh niên này thấy hắn nghe lời như thế, sự lạnh lẽo trong mắt cũng hơi nhạt một chút lạnh hừ một tiếng hướng phi nâu nói còn tốt tên miệng rộng ngươi không có loạn nói quá nhiều nếu không chỉ có thể xử lý thằng nhóc này nghe nói như thế đỗ địch an lạnh cả tim sinh mệnh của mình vậy mà trong lúc vô tình suýt nữa chôn vùi đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ đối với lời nói lãnh khốc của thanh niên này ở trong mắt đối phương không có chút tôn trọng nào đối với sinh mệnh chẳng qua rất nhanh hắn liền chán nản ở cái thế giới này có lẽ thật là mệnh như cỏ rác đi nghĩ tới đây hắn càng phát giác mình nên nhanh chóng chế tạo một hai đồ vật bỏ mệnh, nếu không ngay cả chết cũng không biết vì sao chết, xuống địa ngục càng không có mặt mũi đối mặt, với cha mẹ đã một lần nữa ban tặng cho mình sinh mệnh. Hiện tại còn chưa thể chế tạo súng ống, chẳng qua thuốc nổ vẫn có thể. Trong lòng của hắn âm thầm hiện lên một chút suy nghĩ. Hai người phi nâu không chút mảy may nào biết ngay trong đầu đứa trẻ, đang đứng bên cạnh bọn họ vừa hiện lên vũ khí kinh khủng như thế nào. Ai? Phi nâu vẫn không xóa đi vẻ tiếc nuối trên mặt được, hướng đỗ địch an nói, Đi thôi, nhóc con. Thái độ hắn đã không còn thân thiện nhiệt tình như lúc trước. Đi đâu? Còn cần hỏi sao? Đi địa phương ngươi nên đi, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ cho ta. Không cho phép nói với bất kỳ ai về chúng ta, kể cả cha mẹ ngươi, nếu bị chúng ta phát hiện ngươi tiết lộ bí mật mà nói, cũng chỉ có thể trách ngươi quá nấm mốc đi. Vậy còn kẻ săn thú thì sao? Khi rời đi, Phi Nâu lái xe một mình, không đi đến chỗ những thập hoang giả mà Đỗ Địch An đã thấy trước đó, mà đi thẳng vào khu dân cư. Đậu ở dưới bức tường cao để đỗ địch an xuống xe và tự mình đi bộ trở lại. Ta không phải đi chỗ thập hoang giả dạ sao? Đỗ địch an có chút nghi ngờ nói. Phi nâu nhảy trở lại xe ngựa, không nhịn được nói. Chúng ta đã kiểm chắc ngươi, không cần phải đến đó để kiểm chắc nữa. Đợi qua vài ngày sẽ có người đưa ngươi đi. Nói xong, dây ngựa rung lên, chiếc xe ngựa đen lao đi nhanh chóng. Đỗ địch an khẽ cao mày, quay người đi về hướng nhà vợ chồng run lia. May mắn trước đó hắn đã từng theo xe ngựa của gia tộc Navy trở lại một lần nên nhớ rõ tuyến đường, nếu không hắn sẽ bị lạc. Khi hắn trở lại 108 đường Lâm Khang thì cả người mệt mỏi cùng thờ hồn hển, mồ hôi nhễ nhãi, nhãi và đôi chân đau nhức. Mặc dù vợ chồng Jun Lia sống trong bức tường cao này không xa, chỉ có 7 hay 8 dặm, nhưng cơ thể hắn vẫn còn không phục hồi lại sau di chứng kho đông lạnh, thể lực yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi bình thường. Trước cửa nhà, vợ chồng Jun Lia đứng đó nhìn xung quanh. Khi họ thấy Đỗ Địch An xuất hiện từ góc phố, đôi mắt lập tức sáng lên tiến lên chào đón hắn. Ray nói, tại sao không ai đưa ngươi về? Chính ngươi tự mình trở về sao? lia lườm chồng mình một cái nói, trở về rồi nói sau. Ray tỉnh ngộ lại, ngay lập tức tiến lên dìu cơ thể yếu đuối đỗ địch an cùng trở về nhà. Sau khi đóng cửa, hắn lấy một chiếc khăn vải để đỗ địch an lau mồ hôi, lo lắng nói, con ngoan không sao chứ, những người kia không làm gì ngươi a. À. Khi đỗ địch an thấy phản ứng của họ, liền biết hơn phân nửa là bọn họ đã biết gì đó, hỏi các ngươi đã biết hết rồi sao? Ở trên đã đến để thông báo cho chúng ta, nói rằng ngươi đủ điều kiện để gia nhập thủ vệ binh. Ray nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Địch An, nghi ngờ nói, ngươi không thông qua kiểm chắc sao? Đỗ Địch An thầm nghĩ, xem ra thân phận của thập hoang giả cũng cần được giữ bí mật. Hắn nói, đã thông qua, sẽ có người đến mang ta đi báo tin sau vài ngày. Chẳng qua ta không muốn đi thì có thể cự tuyệt chuyện này sao? Nếu hắn có thể lựa chọn, hắn vẫn nguyện ý học luật pháp trước chờ nắm giữ nhiều thứ hơn rồi đi ra ngoài cự bích nhìn xem phong cảnh ở đó. Ray thở dài, cười nói, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn đi mà không được sao? Thằng nhóc ngươi vậy mà muốn từ chối, ngươi có thể trở thành thủ vệ binh thì đời này, không cần lo ăn mặc hay sinh lão bệnh tử. Mỗi ngày đều đứng đứng gác liền có một mức lương lớn, lại không ai dám bắt nạt ngươi, thật tốt biết bao. Jun La hiền lành nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi vẫn muốn học luật pháp sao? Đỗ Địch An nghiêm túc gật đầu, ta đã giúp ngươi hỏi qua, Jun La cười nói, đến lúc tập huấn, ngươi có thể học luật pháp, hơn nữa không chỉ học luật pháp, mà còn cả y học, địa chất, may vá, một trường học toàn diện. Trường học, Đỗ Địch An khẽ giật mình. Nhiều người không phân rõ sự khác biệt giữa học viện cùng trường học. Nói tóm lại, học viện là chuyên ngành, chẳng hạn như học viện luật pháp, học viện may, mà trường học lại do nhiều học viện tạo thành. Có rất nhiều thứ để học. Học luật pháp có cái gì tốt? Chỉ cần người làm thủ vệ binh thì cái gì cũng không cần lo. Ray buồn bực nói. Jun la vỗ vai Đỗ Địch An, mỉm cười động viên, cố lên, ta nghe nói học việc còn có đào thải học sinh, ngươi phải cố gắng học tập đừng bị khai trừ. Đỗ Địch An buông lỏng, học tập toàn diện sao? Đây chính xác là những gì hắn muốn. Gì? Đỗ Địch An nắm lấy cơ hội hướng Jun Lia nói, ta muốn mượn một ít tiền tiêu vặt, về sau khẳng định sẽ trả lại cho ngươi. Khẽ giật mình, Jun La mỉm cười nói, bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi nhưng mượn rồi cũng không cần trả lại, đều là người một nhà, Đúng. Gray mỉm cười. Sống ở đây đã lâu như vậy rồi, Đỗ Địch An cũng nên đổi cách xưng hô. Đỗ Địch An giả vờ không hiểu hắn nói gì, thầm tính toán, nói, khoảng 100 đồng tệ đi. Nhiều như vậy. Hai người run la hơi sững sở, 100 đồng tệ gần như bằng với chi phí sinh hoạt nửa tháng của bọn họ. Gray nói, người muốn mua cái gì, cần nhiều như vậy sao? Đỗ Địch An đã suy nghĩ ra một lý do từ sớm, hắn nói, ta muốn mua một chút đồ ăn rồi trở về Mai Sơn Cô Nhi viện thăm đồng bạn nói xong liền thầm nói, ta mượn của các ngươi thì sau này nhất định sẽ hồi báo. Jun la mỉm cười nói, cũng phải, cho ngươi. Sau đó nàng lấy ra một đống đồng tệ xanh từ trong ví của mình, đếm vừa đủ 100 chẵn đưa cho Đỗ Địch An. Kể từ khi kỹ thuật in ra đời từ 10 năm trước, Ngân hàng Tinh Hải, dưới sự quản lý của cự bích siêu đã phát hành một lượng lớn tiền giấy. Chỉ trong vài năm nó đã thay thế tiền tệ và lưu thông trong mọi hộ gia đình ở khu dân cư. Dần dần mọi người cũng quen với giao dịch bằng tiền giấy, cảm ơn. Đỗ Địch An lập tức nhận lấy, không có đếm mà nhét thẳng vào trong túi của hắn. Gray thấy thế cũng không nói gì thêm, vẫy tay để Jun La đi làm cơm tối. Sáng hôm sau, Đỗ Địch An thức dậy đúng giờ, ăn sáng tắm rửa xong, chào vợ chồng Jun La rồi đi thẳng ra ngoài. Mặc dù hắn không biết khi nào thập hoang giả dạ sẽ cử người đến đón, nhưng trong vài ngày tới hắn không phải đến học viện luật pháp để học tập. Lưu Huỳnh, Đỗ Địch An nhớ mang máng cách làm thuốc nổ, đó là một lần vào ngày lễ, tỷ tỷ, của hắn trong lúc làm cho hắn một cây pháo trúc đã từng nói cho hắn cách làm, nhưng ngoại trừ Lưu Huỳnh còn cần gì thì hắn không biết, dù sao lúc ấy còn nhỏ, hắn không có hứng thú đối với những thứ này. Đỗ Địch An không trực tiếp đi mua Lưu Huỳnh, mà thay, vào đó gọi một chiếc xe ngựa tiến về khu dân nghèo để lấy lại thứ của mình. Chẳng mấy chốc, sau khi vào khu dân nghèo, Đỗ Địch An đi thẳng về phía Mai Sơn Cô Nhi Viện, tại cách đó bốn con đường liền quẹo vào một con đường hư hại, mùi phân thối cùng mùi côn trùng chết dọc đường khiến hắn khẽ cao mày, không lâu sau hắn đi đến một bãi rác khổng lồ. Bãi rác khu dân nghèo, nơi này mới thực sự là một bãi rác. Ở nơi này, người không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị sử dụng. Muốn ở trong đó đào bảo thì chẳng khác gì người si nói mộng. Cho nên ngay cả những người nghèo cũng sẽ không đến đây, bởi vì tất cả các vật phẩm bị vứt bỏ ở đây đã bị hủy hoại từ lâu. Đỗ Địch An đứng từ xa, cũng có thể ngửi thấy mùi hôi nồng đậm hỗn hợp từ phân và nước tiểu. Nhiều người nghèo hoặc người đi ngang qua tiện đường giải quyết bài tiết ở đây có bảy tám bãi rác đen xì lớn thì như một ngọn đồi. Đỗ địch an như xe nhẹ đường quen. Hắn đi vào trước một bãi rác rồi nhìn nhìn chung quanh. Sau khi xác nhận gần đây không có ai, liền ngồi xuống sốc lên một miếng vải đen xì dính đầy rác rưởi cùng chất nhầy. Dưới miếng vải đen này, để lộ một cái lỗ nhỏ vừa đủ để chứa cơ thể gầy gò của hắn. Đây tự nhiên không phải là trùng hợp, mà là khoảng trống mà hắn tự mình gỡ ra. Đỗ địch an cởi bỏ áo khoác trên người đặt ở một bãi đất hơi khô bên cạnh, cánh tay trần trụi lại một lần bò lên đống rác rưởi này cũng may trong đống rác nơi này không có sắt thép hay thủy tinh dù sao sắt thép là có thể tái chế không có dân nghèo nào xa xỉ tới mức vứt bỏ còn về thủy tinh thì dân nghèo càng không dùng nổi mùi thối gây mũi không ngừng ăn mòn đại não đỗ địch an để dạ dày hắn quay cùng lên bàn tay thỉnh thoảng sẽ đụng chạm đến vật thể mềm ẩm ướt trong bóng đêm không cách nào tưởng tượng thứ đó sẽ là một đống phân hay phải chăng là thi thể chuột hư thối ở chỗ này cho dù là một tên dân nghèo lôi thôi cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Đỗ Địch An cắn thật chặt răng, sau khi bò lên 7-8 mét, rốt cục đụng chạm đến một vật thể cứng rắn, đúng là hắn kho đông lạnh. Hắn thuận theo vỏ ngoài sờ soạn, rất nhanh tìm đến một cái nút, nhấn xuống dưới. Đang xác minh vân tay âm thanh máy móc lạnh như băng tử trong bóng tối vang lên. Rất nhanh, két một tiếng kho đông lạnh mở ra, cửa khoang lật ra đẩy rác rưởi ra khỏi bốn phía, nhưng sau đó lại càng nhiều rác rưởi lại rơi xuống trong kho đông lạnh, gần như lấp đầy địa phương mình đã từng mình ngủ say. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phía trên cửa khoang, nơi đó có một hàng số màu đỏ, 300. Đây là số 5. Chính là con số này nói cho hắn biết mình thức tỉnh ở 300 năm sau. Sở dĩ dòng giã 300 năm cũng là, bởi vì kho đông lạnh được gắn ba đầu ống năng lượng, chỉ có thể cung ứng đông lạnh trong 300 năm, đây đã là cực hạn. Đỗ Địch An đưa tay vào bên trong, rất nhanh sờ đến một cái nút nhô ra, két một tiếng, trong khoang thuyền bắn ra một giá đỡ bằng hợp kim, một màn ảnh lớn chừng bàn tay xuất hiện lơ lửng trên đó quét hình tròng đen em thanh máy móc trước đó vang lên trong khoang thuyền màn ảnh lớn chừng bàn tay bắn ra quang mang ghi nhận tròng đen đỗ địch an lập tức kề sát con mắt vào xác minh thông qua em thanh máy móc vang lên lần nữa trên màn ảnh bắn ra hư ảnh không gian ba chiều chính là hai hạng mục để lựa chọn bắt đầu cùng thoát khỏi đỗ địch an có chút cắn răng lựa chọn bắt đầu lúc trước tai nạn bộc phát bị đông lạnh cũng không phải chỉ có một mình hắn mà còn có cái siêu cấp chip này có thể nói đây là tinh hoa văn minh của toàn bộ thời đại trước Bên trong chứa đựng tất cả khoa học kỹ thuật thời đại, trước cùng xã hội lịch sử các quốc gia, mặc dù đây đều là mang tính tư liệu cùng đồ án phối hợp nên nội dung không nhiều, nhưng mấy ngàn năm phát triển xã hội cùng phát triển khoa học kỹ thuật của toàn cầu các quốc gia đều chung vào một chỗ, cũng chí ít có hơn vạn gờ chứa đựng. Đỗ Địch An nghĩ đến lời nói sau cùng của phụ thân, nhớ kỹ, nhất định phải trùng kiến văn minh nhân loại. Hiển nhiên, có thể cân nhắc đến dùng kho đông lạnh để tránh thoát tai nạn thì cha của hắn cũng cân nhắc đến vấn đề sinh tồn của nhân loại sau khi tai nạn qua đi, đạn hạt nhân bộc phát toàn cầu tạo thành đả kích mang tính hủy diệt, văn minh đứt đoạn, mà cái siêu cấp chip này hàm chứa tất cả trí tuệ kết tinh của thời đại trước. Nguyên lý cơ bản về chế tạo thuốc nổ cùng súng ống tự nhiên cũng bao quát trong này. Thế giới này còn không có điện, may mắn trong kho đông lạnh còn thừa nguồn năng lượng, mặc dù không cách nào tiến hành nhân thể đông lạnh, nhưng ít ra có thể duy trì vận chuyển cơ bản của kho, dùng để học tập thì chí ít có thể sử dụng mấy tháng đi. Đỗ Địch An thoáng đánh giá, màn ảnh nhỏ trước mắt hao tổn lượng điện còn thấp hơn so với notebook, liên tục sử dụng trong 24 giờ cũng chưa hẳn phải nạp điện một lần. Bất quá Đỗ Địch An lại không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có thời gian thường xuyên đến nơi này quan sát, nếu không sẽ khiến vợ chồng Jun La hoài nghi. Chỉ có thể nắm chặt thời gian, trước tạm học tập như thế nào chế tác thuốc nổ cùng máy phát điện đi, thuận tiện nhìn xem công cụ thời đại hơi nước. Đỗ Địch An ghé vào bên cạnh kho đông lạnh kho, bắt đầu học tập nghiêm túc. Trung quanh tràn ngập hôi thối, mốc meo, cùng mùi hỗn hợp phân cùng nước tiểu khó ngửi. Hắn cố nén và dần dần cũng thích ứng, có lẽ tâm tư đã bị nội dung bên trong chip hấp dẫn, quá chú tâm đầu nhập vào đi. Lưu Huỳnh phân giải, cải tiến máy hơi nước. Trong động rác rưởi nhỏ hẹp tối đen, Đỗ Địch An tập trung tinh thần học tập, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Đỗ Địch An cũng không hoàn toàn nhập thần. Quan niệm thời gian của hắn phi thường khắc nghiệt, đến khoảng 4 giờ chiều lúc hoàng hôn, hắn vuốt vuốt đôi mắt hơi đau vì chừng lên thời gian dài, thối lui ra khỏi chương trình dạy học của siêu cấp chip, dòng dã một ngày không có ăn uống để hắn có cảm giác trong bụng như có lửa đang thiêu đốt. Lần sau không biết lúc nào có thể đến, bên ngoài kho đông lạnh theo thời gian sẽ bò đầy rêu xanh cùng nham thạch bụi, do núi lửa bộc phát, nhất định sẽ bị người xem như quái thạch bò ở nơi này. Lần trước trong lúc cửa máy mở ra khiến cho tầng nham thạch bên ngoài vỡ ra, nếu là có người nhìn thấy khẳng định sẽ chú ý tới bên trong là kim loại, nhất định phải mang siêu cấp chip đi. Đỗ Địch An đưa ra quyết định, Tiếp tục lưu siêu cấp chip tại nơi này quá nguy hiểm. Lúc trước hắn tại Mai Sơn cô nhi viện cũng không mang theo siêu cấp chip đó là, bởi vì trẻ con của cô nhi viện đều là, chăn lớn cùng ngủ khó tránh khỏi bị người chú ý tới. Mặc dù người khác không hiểu làm sao mở ra, cũng vô pháp mở ra, nhưng ít ra nhận ra cái dụng cụ mở chip là máy chiếu phim bằng kim loại. Bây giờ khác trước, không có nguồn điện di động thì máy chiếu phim không thể hoạt động, hắn chỉ có thể mang siêu cấp chip rời đi, chip nho nhỏ sẽ không khiến người chú ý cho dù gây nên chú ý cũng sẽ không có người hoài nghi dù sao bề ngoài chip tựa như một cái mảnh kim loại nhỏ đối với người ở khu dân cư mà nói thì nó căn bản không đáng chú ý két đỗ địch an mở khay đựng thẻ sau so máy chiếu phim ra lấy con chip to bằng mòng tay ra trong lòng có chút cảm thán lịch sử nhân loại mấy ngàn năm đều dung nạp trong con chip nho nhỏ này nếu là những người thống trị thế giới này biết được giá trị của nó không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào thận trọng thu hồi chip đỗ địch an lần nữa đóng kho đông lạnh lại trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ mong lần sau đến đây còn có thể gặp lại nó. Hắn khó khăn chờ mình bỏ ra khỏi đống rác, khoảng cách 7-8 mét ngắn ngủi lại giống như trải qua địa ngục tẩy lễ một lần, chờ đến khi leo ra ngoài thì mùi thối mới hơi hơi ít đi, không khí truyền vào trong lỗ mũi thật là tươi mát. Hắn hít sâu mấy hơi liền, nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý, áo khoác để trên đất cũng vẫn còn, lúc này không dừng lại thêm, vội nhặt lên áo khoác rời khỏi bãi rác. Ở cách bãi rác không xa có một cái chỗ chúng tích tụ nước mưa phóng xa mấy ngày qua, nước lắng động có chút thanh tịnh, Đỗ Địch An cũng lười quản cái gì phóng xạ không phóng xạ, vứt áo khoác xuống, bưng một ngụm nước động tưới lên rửa sạch cánh tay cùng ngực của mình. Dù sao bây giờ đã có siêu cấp chip, chỉ cần sớm chế tạo ra nguồn điện ổn định là, hắn có thể tìm ra biện pháp giảm giá trị phóng xạ trong cơ thể. Lúc trước hắn lục soát sơ qua thì bên trong chip có ghi chép, chỉ là thời gian có hạn nên hắn không có nhìn nhiều, dù sao bây giờ nhìn cũng vô dụng rất nhanh, cả người hắn đã được tẩy rửa hơi sạch sẽ một chút, chất sền sệt trên người cũng đã được lau chùi, chỉ là cánh tay trái còn dính mùi phân và nước tiểu để hắn buồn nôn một hồi. Quả thực là chết qua một lần. Tẩy rửa xong, Đỗ Địch An có cảm giác như được tân sinh vậy, bất quá hắn biết tóc cùng cơ thể mình vẫn y nguyên tản ra mùi hôi thối mãnh liệt, cái này chỉ có thể về nhà tắm một lần, nếu tiếp tục dùng chỗ nước động tẩy xong thì cũng sinh bệnh. Đỗ Địch An kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại trong khu dân cư tốn hao 5 đồng tệ bắt một một chiếc xe ngựa, ở dưới tường cao đi đến đường Lâm Khang. Thời điểm này đã quá muộn, không kịp đi mua sắm lưu huỳnh cùng hỏa tiêu. Hơn nữa mấy ngày nữa liền muốn đi tiến hành tập huấn thập hoang giả, dựa vào mực độ bảo mật của cái tổ chức này, cho thấy đồ vật đưa đến đó hơn phân nửa sẽ bị nghiêm mật kiểm tra. Mặc dù người trong thế giới này chỉ hiểu được lợi dụng lưu huỳnh để làm thuốc nhuộm cùng chế tác thuốc trừ sâu, nhưng dù sao lưu huỳnh cũng thuộc về độc vật nguy hiểm cấp thấp. Hiển nhiên vợ chồng Jun La đã chờ tới sốt ruột. Nhìn thấy Đỗ Địch An trở về, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là sau đó người được mùi hôi thối mãnh liệt đập vào mặt khiến Gray nhíu mày, kéo ra khoảng cách, trên người ngươi có mùi lạ gì, làm sao bẩn như thế? Đỗ Địch An ho nhẹ một tiếng, nói, bị ngã ở khu dân nghèo. Còn hỏi cái gì, còn không mau đi tắm một cái, ta đi nấu nước nóng cho ngươi. Jun La bịt lỗ mũi chạy xuống phòng bếp, Đỗ Địch An đi vào trong phòng tắm, nhét siêu cấp chip vào trong khe hở dưới sàn nhà. Chỉ chốc lát sau, Jun La liền bưng một chậu nước ấm tới, "Ngươi cần phải tẩy lớn một lần mới được, cần ta giúp không?" "Không cần." Đỗ Địch An vội vàng cự tuyệt. "Được, vậy chính ngươi từ từ tẩy, rửa sạch sẽ một chút." Jun La đặt nước ấm dưới mặt đất quay người đi ra. Đỗ Địch An nhìn bồn nước nhỏ một cái, trong lòng khẽ cười khổ, bỗng nhiên có chút hoài niệm được tắm gội ở thời đại trước, đáng tiếc ở cái thế giới này không cách nào hoàn toàn loại bỏ phóng xạ trong nước, chí ít trong khu dân cư chính là như thế. Điều này khiến hắn không khỏi khát vọng có thể sớm ngày bước chân vào khu buôn bán. Ba ngày sau, một cỗ xe ngựa cao to lao vùn vụt đến trước nhà vợ chồng Jun La, ngựa kéo xe cực kỳ trắng kiện, cao chừng 2 mét và trên thân là một bộ khôi giáp được chế tạo tinh xảo, toàn thân là một bộ lông đen hỗn tạp một chút lông màu nâu, hẳn là tạp dao. Xuống xe ngựa là một thanh niên mặc giáp da chế thức dáng người gầy gò, thế đứng thẳng tắp như thương, hắn nhìn bảng số phòng một chút, tiến lên gõ cửa. Vừa dùng ăn điểm tâm xong thì vợ chồng Jun La cùng Đỗ Địch An đã sớm, từ cửa sổ thấy được chiếc xe ngựa này, trong lòng không hẹn mà cùng nói thầm một tiếng tới rồi. Jun La lập tức đi mở cửa nhiệt tình nói, mời vào. Thanh niên mặc giáp ra chế thức gặp nàng tự hồ biết mục đích của mình, nhưng vẫn là lấy ra thân phận bài, chính là một huân chương đao kiếm giao nhau đại biểu cho thân phận thủ vệ binh. Hắn không có vào nhà mà nói, không được, thời gian rất gấp, lần này là đến mang con ngươi đi khu buôn bán huấn luyện quân sự, chắc hẳn các ngươi đã tiếp nhận thông tin từ phía trên, như vậy liền chuẩn bị một chút đi. Jun La không nghĩ tới hắn vội như vậy, vội nói, xin hỏi sĩ quan, đứa nhỏ này sẽ đi huấn luyện quân sự bao lâu? Thanh niên mặc giáp ra chế thức bình tĩnh nói, thời gian huấn luyện chính là 3 năm, ở trong 3 năm này, mỗi tháng có một ngày nghỉ có thể trở về đoàn tụ với các ngươi. Bất quá đề nghị của ta tốt nhất nên thừa dịp ngày nghỉ này để nghỉ ngơi thật tốt, có thể bổ sung một chút tri thức, nếu không muốn chống đỡ đến 3 năm sẽ rất khó. Jun La biến sắc nói, khổ cực như vậy. Nếu như bị đào thải sẽ như thế nào? Ngài yên tâm, coi như bị đào thải cũng có thể lăn lộn đến một chức vị nhỏ. Thanh niên mặc giáp ra chế thức lạnh nhạt nói. Ray nghe được bọn họ đối thoại thì đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại trông thấy Đỗ Địch An còn đang chậm rãi dùng cơm thì không khỏi cứng lại, nói, ngươi còn không mau đi chuẩn bị, đừng để vị quan quân đại nhân này đợi lâu. Đỗ Địch An thở dài, hắn ghét nhất lúc dùng cơm bị người quấy dày, nếu là trước kia đã sớm nổi nóng rồi. Thấy Gray đang chừng mắt nhìn, chỉ có thể buông đỡ xuống, vỗ vỗ tay trở lại gian phòng của mình, gói hai bộ quần áo đã được giặt sạch gói gọn vào ba lô bằng vài cây đay, đương nhiên trọng yếu nhất còn có siêu cấp chip đã nhét vào trong túi áo. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Đỗ Địch An đeo ba lô trên lưng đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc giáp da chế thức trước mắt, nói, "Đi thôi." Ánh mắt Jun La tỏ vẻ không nỡ, nói, "Mang theo đủ đồ rồi sao? Quần áo?" "Đều sắp xếp gọn." Đỗ Địch An phát tay biểu thị không cần lo lắng đi nơi đó phải cẩn thận, đừng đánh nhau với đứa trẻ khác, chỉ cần nhường nhịn một chút là được rồi. Đỗ địch an ấm lòng, mặc dù chuyện lần trước bị bán cho gia tộc Navy để hắn cảm thấy canh cánh trong lòng, nhưng hắn cũng nhìn ra được Jun La đối với mình là thật lòng thật ý, muốn trách cũng chỉ có thể trách tình cảm cuối cùng cũng đánh không lại hiện thực, bất quá dù sao cũng là quan hệ nhận nuôi, hắn đã rất biết ơn. Ta biết, ngươi cũng phải tự chiếu cố chính mình, hắc tử quý nên nhiệt độ rất cao cần mở nhiều cửa sổ thông gió tránh nhiễm ôn dịch. Đỗ địch an dặn dò. Jun La là người rất cảm tính, nghĩ đến lần này Đỗ Địch An từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại, hốc mắt không khỏi tích tụ nước mắt. Đi thôi. Thanh niên mặc giáp ra chế thức quay người nhảy lên xe ngựa, không hề có ý muốn sách ba lô Đỗ Địch An. Đỗ Địch An leo lên xe ngựa, nhìn qua hai người Jun La cùng Gray trước cửa phất phất tay, trong lòng cũng có một chút không nỡ, nhưng rất nhanh một tia tình cảm này đã bị hắn áp chế ở đáy lòng, bàn tay nắm chặt ba lô. Ánh mắt lạnh lẽo, trái tim mềm mại cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn cùng kiên cường xe ngựa lao vùn vụt, sau khi tiến vào khu buôn bán, lại vượt qua mười mấy con phố, dần dần tiến vào một đường vắng vẻ ít người. Tiếp tục đi lên không lâu thì một bức tường cao cực lớn ngăn trở trước xe ngựa, thanh niên mặc giáp ra chế thức lắc cưng ngựa một cái, xe ngựa thuận theo tường cao mà đi, cũng không lâu lắm liền đến đến trước một cánh cổng khoáng đạt, giữa song sắt cửa là một cái khóa cửa cực lớn, hai bên cổng phân biệt điêu khắc hai chiến sĩ cầm kiếm cùng cầm đao, phía dưới phân biệt khắc lấy hai chữ, trung thành cùng thủ hộ, xuống xe. Thanh niên mặc giáp da chế thức quát khẽ, Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa, lẳng lặng quan sát hoàn cảnh chung quanh. "Đi theo ta." Thanh niên mặc giáp da chế thức liếc mắt nhìn hắn, buông dây cương, cũng không sợ xe ngựa chạy đi, tự mình đi ở phía trước dẫn đường, từ một cái cửa nhỏ bên cạnh song sắt đi vào. Đằng sau cửa lớn chính là một võ đài lớn, thanh niên mặc giáp da chế thức mang Đỗ Địch An, đi vào một tháp cao phía sau võ đài, vừa đến nơi đây liền nghe đến tiếng khóc trầm thấp thanh niên mặc giáp da chế thức nhướng mày đẩy cửa gỗ ra chỉ thấy trong tháp có bảy tám đứa trẻ trạc tuổi đỗ địch an đứng đó giờ phút này một bé gái tóc quăn ôm đầu gối ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc thút thít mấy bé trai bên cạnh chân tay luống cuống mặt mũi tràn đầy xấu hổ thanh niên mặc giáp da chế thức lạnh lẽo nói chuyện gì xảy ra một bé trai trong đó bị giật mình sau khi nhìn thấy thanh niên mặc giáp da chế thức liền vội nói min mini nói nhớ nhà thanh niên mặc giáp da chế thức lạnh lùng nói Vậy sao? Hắn đi tới trước mặt cô bé này, ra lệnh cho người thời gian hai giây dừng tiếng khóc, đứng lên. Bé gái lập tức khiếp đảm, bị giọng nói lạnh như băng của hắn dọa đến nín khóc, run rẩy đứng lên nhưng nước mắt còn đảo quanh trong hốc mắt. Mặc dù ta không phải là huấn luyện viên của các ngươi, thế nhưng ta chán ghét khi thấy có người khóc suốt mướt ở trước mặt ta. Thanh niên mặc giáp ra chế thức lạnh lùng nói, chờ ta đưa các ngươi đến ký túc xá rồi các ngươi có thể thỏa thích khóc, nếu không về sau có muốn khóc cũng không còn sức để khóc mấy đứa nhỏ nghe thế sắc mặt tái nhợt không dám lên tiếng bé gái gọi là mini nắm chặt góc áo cúi đầu cố nén nước mắt thanh niên mặc giáp ra chế thức lừa mấy đứa nhỏ một chút cũng lười lại răn dậy đi đến một cái kệ tủ lôi một ngăn kéo ra từ bên trong cầm ra một chuỗi chìa khóa xoay người nói đi theo ta nói xong hắn liền rời khỏi đại sảnh đỗ địch an lập tức đuổi theo mấy đứa nhỏ cũng ôm lấy ba lô đi theo sau thuận theo lối nhỏ trong rừng cây mọi người đi tới trước một dãy lều gỗ thấp bé cũ nát thanh niên mặc giáp da chế thức tiến lên mở ra mấy gian phòng nói chính là nơi này tự mình chọn một phòng chống đi sáng mai bắt đầu đặc huấn nói xong tiện tay ném chìa khóa cho đỗ địch an đứng cách hắn không xa liền bỏ đi đỗ địch an bắt lấy ba thanh chìa khóa nhìn qua một hàng lều gỗ cũ nát này khẽ nhíu mày chỗ này vừa nhìn đã thấy là cố ý dựng lên cho bọn họ ở lại hoàn toàn không thể so sánh cùng những công trình kiến trúc phong cách hoa lệ và đặc biệt kiên cố khác cho dù là ở trong khu dân nghèo thì phòng ở nơi này cũng là tương đối thấp kém. Đây là để cho chúng ta thể nghiệm gian khổ sao. Đỗ Địch An biết, đặc huấn không phải từ sáng mai bắt đầu mà là từ giờ khác này đã bắt đầu. Hắn đi đến trước ba cửa phòng nhìn xem một chút, cách cục bên trong đều giống nhau. Mỗi một liều gỗ đều có bốn cái giường gỗ dùng rơm làm đệm chiếu, ván giường bị nấm mốc ăn mòn đến đen xì. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua rồi nhanh chân chiếm lấy một ván giường tương đối sạch sẽ, rồi thả ba lô của mình ở phía trên, lúc này những đứa nhỏ khác cũng lần lượt tới chọn giường chiếu khi thấy trong phòng đơn sơ là từng chiếc giường gỗ cũ nát thì từng người đều trợn mắt hóc mồm cho dù là đứa bé trai cũng ủy khuất miếu máo mà bé gái gọi là mini lại lần nữa ngồi xuống đất qua khóc đấy đỗ địch an xem xét liền biết mình càng nghĩ quá rồi hơn phân nửa là đám nhỏ này sẽ không bước vào trong gian phòng như thế này dù sao từ nhỏ đến lớn đều sống trong khu dân cư từ lúc nào lại thấy qua hoàn cảnh ác liệt như vậy lúc này hắn để chìa khóa hai gian phòng khác ở ngoài cửa, còn chìa khóa gian phòng mình ở thì giữ lại trong tay, sau đó đi đến cánh rừng vừa đi ngang qua khi nãy, không lâu sau đã nhặt được một chút lá rụng cùng cỏ xanh khô ráo. Sau khi trở lại phòng thì lau chùi mấy khối nấm mốc đen trên ván giường gỗ một phen, trong lòng âm thầm tiếc nuối, sớm biết như vậy đã mang đệm chăn trong nhà theo. Những đứa trẻ khác nhìn xem Đỗ Địch An, một mình bận bịu đến bận bịu đi liền ngừng tỏ vẻ buồn bã, mà ngây ngốc nhìn Đỗ Địch An, một lát sau, một đứa trẻ khá lớn tuổi trong đó khẽ cắn răng hướng mấy đứa trẻ khác nói, "Trước ở lại, tạm thời chịu đựng một chút khẳng định rồi sẽ khá hơn." Tuyệt vọng thường cần hy vọng cổ vũ, mấy đứa trẻ khác nhìn thấy có người có thể thích ứng, bỗng nhiên cũng cảm thấy không phải khó chịu như vậy, từng người một yên lặng chọn giường cho mình. Đứa trẻ lớn này chọn gian phòng Đỗ Địch An ở, tựa hồ hắn có chút hiếu kỳ Đỗ Địch An, chủ động hỏi, "Ta gọi Mích Can, ngươi tên gì?" "Đỗ Địch An." "Hình như ngươi không sợ bẩn." Trẻ con chính là thẳng thắn như vậy kỳ thật ta có bệnh thích sạch sẽ cường độ thấp. Đỗ Địch An nói ra, bệnh thích sạch sẽ là cái gì? Không có gì. Mích can gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói gì thêm. Hắn nhìn thấy trên ván giường gỗ có mấy khối nấm mốc, nghĩ đến biện pháp vừa nãy của Đỗ Địch An cũng liền rời phòng, từ bên ngoài mang về một chút cỏ xanh để lau chùi. Nhưng khối nấm ốc trên giường hắn lại quá lớn, chùi thế nào cũng là một mảnh đen xì. Hắn có chút chán nản, chỉ có thể tìm một chút lá cây đậy lại nấm mốc. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật phơi nắng một hồi sẽ tốt hơn nhiều. Mích can sững sờ, vỗ tay nói, đúng nha, suýt nữa quên mất. Lập tức bắt chuyện mấy đứa trẻ khác, cao giọng nói, tất cả mọi người chuyển ván giường ra bên ngoài phơi nắng một chút, tránh bị mục nát. Những đứa trẻ khác nghe xong lập tức làm theo. Mích can nhìn về phía đỗ địch an, ngươi không cần phơi sao, ta không mang nổi, ta tới giúp ngươi. Mích can lập tức nói, đỗ địch an chính là đang chờ câu nói này, mặc dù hắn có thể trực tiếp mở miệng, nhưng hắn từ nhỏ đã không thích mở miệng cầu người, nói, cảm ơn. Nói xong liền cùng Mích Can mang ván giường ra bên ngoài trên đất trống. Cũng không lâu lắm, lại một người thanh niên mặc giáp da chế thức dẫn một đám trẻ nhỏ đến đây. Người thanh niên mặc giáp da chế thức nhìn thấy trên bãi đất trống phơi đầy ván giường, thì hơi ngẩn người nhíu mày, nhưng không nói gì, giống như vị kia. Hắn cũng tùy tiện mở ra mấy gian phòng để đám trẻ kia tự mình chọn lựa, sau khi lưu lại chìa khóa liền rời đi đám trẻ kia tò mò nhìn đám người đỗ địch an cùng mích can sau đó lại nhìn giường chiếu trong gian phòng của mình từng đứa ngây người một lúc liền học theo hai người hợp tác mang ván giường ra phơi trên bãi đất trống đã chuẩn bị xong chỗ ở cho đám nhỏ chưa ra sunny đi đến cửa sổ trong tay cầm một ống kim loại nếu đỗ địch an ở chỗ này sẽ nhận ra đây là một kính viễn vọng kiểu cũ nàng kéo ra một chút nhìn về bãi đất trống cuối rừng cây thông qua ống nhòm nhìn thấy trên mặt đất là một loạt lều gỗ vừa được dựng lên không lâu hết thảy đều tuân theo phân phó của ngài, lần này hoàn cảnh chỗ ở cũng không thay đổi, hơn nữa sẽ đình chỉ cung ứng nước nóng cùng đệm chăn. Tòa Bèo cung kính nói, tin tưởng bọn hắn sẽ nhanh chóng thích ứng khó khăn, lần này ta có lòng tin mang ra 100 vị thập hoang giả. Ra Sani khẽ gật đầu, chợt thấy đám trẻ đang vận chuyển từng tấm ván giường gỗ đến bãi đất chống phơi nắng, thì cảm thấy nao nao, một lát sau nàng mới thu hồi kính viễn vọng, nói, ngươi cần phải quản giáo đám trẻ này thật tốt, bây giờ số lượng thông qua tập huấn mỗi năm đều đang giảm dần, chỉ có đề cao phương thức dạy bảo mới có thể bảo trì số lượng thập hoang giả, mặt khác, thủ vệ binh biên chế cũng đã tiếp cận bão hòa, tốt nhất hãy loại bỏ ý nghĩ rằng dù đào thải, cũng được làm thủ vệ binh trong đầu đám trẻ đi. To bèo cúi đầu nói, "Vâng." Đến trạng vạng tối, bọn nhỏ đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau chuyển ván giường về gian phòng từng người. Mick Can mở ba lô ra, từ bên trong móc ra một cái đệm chăn trải lên ván giường, lập tức để hai đứa trẻ khác cùng phòng hâm mộ không thôi hắn cười ha ha, có chút đắc ý vì mình dự kiến trước, thoải mái nằm xuống trò chuyện cùng đứa trẻ khác. Đỗ Địch An dùng một bộ quần áo đệm dưới thân, nhắm mắt lại, trong đầu ôn tập tri thức mình học được từ trong siêu cấp chip. Bất chi bất giác đã ngủ say, một lần nữa tỉnh lại đã là 5 giờ rạng sáng ngày thứ hai, bầu trời vẫn còn mờ đen, đánh thức Đỗ Địch An dậy chính là một tiếng kêu chói tai, chờ Đỗ Địch An cùng những đứa trẻ khác cùng đi ra bên ngoài mới nhìn thấy một cái đồ vật giống như là con chim cao nửa người đang ở trước lều gỗ dướn cổ kêu gào, thanh âm bén nhọn chói tai vô cùng, phẳng phất như có thể xuyên thấu màng nhĩ. Hoàn cảnh mới lạ trên mọi phương diện, cộng thêm nơi ở lại dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi như thế, đám trẻ phải nhịn đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ say. Giờ phút này nghe thấy tiếng tiếng kêu chói tai, cả đám đều cảm giác đầu đau như bị kim đâm, lần lượt ra khỏi phòng, nhìn xem bầu trời đen kịt cung nhiệt độ lạnh lẽo, có đứa trẻ ăn mặc thiếu không khỏi run rẩy. Lúc này, con quái điều kia kêu ba tiếng liền dừng lại, Nhìn thấy an tĩnh, có mấy đứa chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ. Đột nhiên một người đàn ông cường tráng cao 2 mét với mái tóc bù xù, bước vào bãi đất trống, gầm nhẹ, cho các người 3 phút đồng hồ, lập tức tập hợp trước mặt ta. Không ít đứa trẻ khẽ giật mình, ý thức được đã bắt đầu đặc huấn. Đỗ Địch An bị quấy dây đồng hồ sinh học khó tránh khỏi có chút đau đầu, hắn khắc chế cảm xúc rồi quay người trở về trong phòng chuẩn bị thêm một cái áo khoác, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, tùy tiện dùng nước giếng lạnh lẽo tẩy rửa miệng mặt rồi quay ra bãi đất trống. Lúc này khoảng cách thời gian người đàn ông cường tráng này ước định chỉ qua 2 phút rưỡi. Những đứa khác không kịp rửa mặt, chi mặc quần áo tử tế liền nhanh chóng tập hợp, muốn tạo ấn tượng tốt với vị huấn luyện viên này. Bất quá cũng có mấy đứa trẻ, dù đã qua 3 phút đồng hồ vẫn còn đang thay quần áo, nhất là không ít bé gái đang cầm một đống quần áo trên tay, do dự hôm nay nên mặc cái nào mới đẹp mắt. Người đàn ông cường tráng này cũng không có thúc giục mà lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng sau 5 phút, rốt cục toàn bộ tập hợp. Người đàn ông cường tráng nhìn đám người, bình tĩnh nói, "Phá lệ vì hôm nay là ngày đầu tiên, ta đặc biệt tự mình gọi các ngươi rời giường tập hợp, bắt đầu từ ngày mai, ta hy vọng trước khi ta tới có thể trông thấy tất cả mọi người đã đứng vững." "Vâng." Mấy bé trai gan lớn vang dội trả lời. Người đàn ông cường tráng khẽ gật đầu, "Rất tốt, hôm nay các ngươi đến chế 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người chạy quanh võ đài 5 vòng rồi trở lại." "Không ít người biến sắc, chúng nó đã thấy qua cái võ đài cực lớn kia, đừng nói là 5 vòng." Dù một vòng cũng có thể mệt chết không ít người. Lão sư, tại sao là tất cả mọi người a? À? Chúng ta không có vượt qua 3 phút, coi như đến trễ cũng chỉ đến trễ 2 phút đồng hồ, tại sao là 5 phút đồng hồ a? À? Mấy đứa bé trai nhịn không được nói. Người đàn ông cường trắng đạm mạc nói, "Đầu tiên, coi như tất cả các ngươi đều theo ta quy định trong vòng 3 phút tập hợp, cũng coi như đã đến trễ 3 phút, nên phải chạy 3 vòng. Tiếp theo, các ngươi chính là một tập thể, bất kỳ người nào tụt lại phía sau, thì những người khác có nghĩa vụ gánh chịu cùng đồng bạn của mình Lão sư, ta không phục Chắc chắn sẽ có người cản trở, ta cũng không phục Có mấy đứa bé trai lập tức tức giận nói Người đàn ông cường tráng liếm môi một cái Nói, không phục phải không? Căn bản không phải là câu hỏi, vừa mới dứt lời Một cước trắng kiện như chân voi đạp trúng bụng một bé trai nói không phục Lực lượng nặng nề đánh bé trai này bay ra ngoài Đụng chúng mấy đứa trẻ khác sụp đổ một mảng Người cũng không phục sao? người đàn ông cường tráng đi đến trước mặt một bé trai khác cũng nói không phục đồng dạng không phải câu hỏi mà vừa mới dứt lời là một cước đá ra bé trai này cũng bay ngược ra ngoài đẻ ngã ba bốn đứa trẻ khác người đàn ông cường tráng hừ một tiếng nói chỗ này chỉ có phục tùng ai không phục ta liền đánh tới ngươi phục nói thật cho các ngươi biết coi như ta đánh chết các ngươi cũng không có vấn đề gì nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh nói mấy lần trước đây có không ít người giống như các người bị ta đánh chết tươi ngay tại nơi này đáng tiếc các ngươi không được nhìn thấy, chỉ mong lần này, trong đám người các ngươi có thể ít đi mấy thứ rác rưởi làm bẩn tay ta. Toàn bộ đám trẻ nhìn hắn làm vẻ mặt tràn đầy dữ tợn nói lời hung ác, cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Có một vài bé gái bị dọa đến hai chân như nhũn ra, nước mắt đều nổi lên nhưng lại không dám khóc. Người đàn ông cường tráng nhìn thấy chàng diện đã được chấn trụ, hừ lạnh nói, còn chờ cái gì, trong vòng 10 phút không chạy xong thì không có bữa sáng. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười một tiếng, Lần này không có tuân theo tập thể, ai không chạy xong thì người đó không có ăn, ta cũng không hy vọng vài tên rác rưởi cá biệt kéo chân tất cả mọi người. Nghe nói như thế, không ít đứa trẻ có thể trạng to con nhẹ nhàng thở ra. Đỗ địch an lại thở dài, trong lòng âm thầm kêu khổ, không cần chạy hắn cũng biết mình khẳng định không cách nào đúng hạn chạy xong. Rất nhanh dưới sự dẫn đầu của vị huấn luyện viên này, tất cả mọi người đi bắt đầu chạy bộ quanh võ đài. Nhưng mà cái võ đài này thực sự quá lớn, cho dù là mấy đứa có thể trạng tốt nhất cũng không thể trong vòng 10 phút chạy xong, có đứa đến trễ 1-2 phút, có đến trễ 4-5 phút, tất cả đều đã mất đi bữa sáng hôm nay. Mà thành tích của Đỗ Địch An lại khiến tất cả mọi người hoảng sợ, không phải nhanh mà là chậm, hơn nữa, không phải chậm bình thường, cho dù là một vài bé gái gầy yếu cũng mất 20 phút là đã chạy xong, mà Đỗ Địch An lại cần dòng dã 30 phút. Cuối cùng, hắn lấy được thành tích vinh quang không thể tranh luận, danh hào đệ nhất đếm ngược, điều này cũng làm khiến cho Mick Can cùng hai đứa trẻ khác ở chung hắn, cũng phải trợn mắt hốc mồm, lập tức kéo dài khoảng cách với Đỗ Địch An, ra vẻ ta không quen biết người này. Mặc dù Đỗ Địch An tương đối chấn định, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt dị dạng cũng hơi hơi đỏ mặt, bất quá sau đó liền bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy sự tiến bộ của mình, di chứng kho đông lạnh kho đã dần dần yếu đi theo thời gian, nếu đổi lại là mấy tháng trước, đừng nói 30 phút chạy 5 vòng, liền xem như một buổi sáng hắn cũng chưa hẳn có thể chạy xong. Chỉ đi đường thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi, huống chi là chạy người đàn ông cường tráng nhìn thoáng qua đỗ địch an cũng không nói gì thêm điều này khiến đỗ địch an có chút ngoài ý muốn vốn cho là mình sẽ bị giết cả dọa khỉ trở thành tài liệu giảng dạy bị trào phúng vài câu nhưng không có nghĩ tới chuyện gì cũng không có tất cả mọi người tập hợp người đàn ông cường tráng chờ đỗ địch an chạy xong liền triệu tập tất cả mọi người tập hợp lần nữa lần này tất cả mọi người động tác đều nhanh nhẹn rất nhiều rất nhanh liền sắp xếp chỉnh tề trước tiên chính thức giới thiệu cùng các ngươi ta gọi là to bell người đàn ông cường tráng lạnh lùng nói cũng chính là huấn luyện viện phụ trách huấn luyện các ngươi trong tương lai ba năm tới quy củ của ta chỉ có một đó chính là phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì ta không hy vọng lại nghe được những lời chất vấn ngu xuẩn đương nhiên ta cũng không hy vọng những người được ta dạy dỗ đều là con dối chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh ngoài mệnh lệnh của ta hoan nghênh các ngươi đặt câu hỏi lão sư chúng ta ở chỗ này học cái gì là rèn luyện thân thể sao một bé trai lập tức đặt câu hỏi nói xong liền thấp thỏm nhìn hắn To Beo cười nhạt một tiếng, nói, ở chỗ này thì các ngươi chỉ cần học cách sinh tồn là có thể tốt nghiệp. Sinh tồn. Cả đám trẻ sững sờ. Đỗ địch an run người, như vậy xem ra chỉ cần tốt nghiệp là có thể trở thành thập hoang giả. Nhưng điều này chẳng phải nói rõ hoàn cảnh bên ngoài cự bích là, rất dễ dàng tử vong sao. Ở chỗ này, ta sẽ dạy các ngươi, như thế nào để sinh tồn trong hoàn cảnh không có bất cứ thứ gì cả. To Beo lạnh lùng nói, hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi tới, Ta phá lệ khai ân cho đám người các ngươi cơ hội nhận ban thưởng, chỉ cần trả lời chính xác vấn đề của ta liền có thể nhận được ban thưởng. Đám trẻ nghe xong hai mắt đều phát sáng lên. Vấn đề thứ nhất, tò bèo lạnh lùng thốt, làm sao mới có thể sống sót? Đám trẻ không không khỏi sững sờ, như thế nào sống sót? Bọn họ chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này, từ nhỏ đã được cha mẹ che chở, đến tuổi nhập học thì lựa chọn học viện mình thích, chờ thuận lợi tốt nghiệp liền đi công tác, đây là sớm đã xác định nhân sinh lộ tuyến của mình mà không cần phải suy nghĩ kiếm tiền. Một bé gái nhắc tay trả lời. Những đứa trẻ khác nghe xong lập tức ảo não bóp cổ tay thở dài. Đúng vậy, muốn sống sót đương nhiên là phải học cách kiếm tiền. Đáp án đơn giản như vậy mà để cho người khác dành trước. To beo y nguyên lạnh nhạt, phun ra hai chữ, sai lầm. Đám trẻ kinh ngạc, vậy mà không đúng. Tìm công tác sao? Một bé trai trả lời mang tính thăm dò. To beo liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sai lầm. Tiện đây nói luôn, mỗi người chỉ có cơ hội trả lời một lần. Cả đám trẻ hai mặt nhìn nhau. Không phải kiếm tiền, cũng không phải công tác. Lão sư, người nói sống sót là ở trong tình huống nào? Một bé gái màu da trắng nõn cao mày suy tư nói. To bèo nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, không có tình huống đặc biệt, chỉ cần sống tiếp. Nghe nói như thế, đám trẻ không khỏi sửng sốt. Đỗ địch an cũng khẽ nhíu mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động, dựa theo quan sát của hắn thì to beo hẳn là không cần phải cố lộng huyền hư mà đáp án trước đó không hề nghi ngờ cũng là chính xác nếu như nói sai lầm thì chỉ có thể là sai về lối suy nghĩ như vậy đáp án cũng chỉ còn lại có một là ăn hắn nhắc tay nói vừa nói xong đám trẻ chung quanh liền nhìn lại từng đứa trợn mắt hốc mồm lập tức có đứa cười khì khì một tiếng ăn ngươi còn có thể trả lời càng ngu ngốc hơn sao chính xác to beo lạnh lùng nói đám trẻ nhìn đám trẻ trợn mắt hốc mồm to beo cười lạnh đáp án đơn giản như vậy mà chỉ có một người trả lời chính xác suýt nữa ngay cả phần thường cũng không thể cho đi trong đầu của các ngươi ngoại trừ nước chẳng lẽ còn có phân cùng nước tiểu sao đám trẻ sắc mặt khó coi lại có chút không phục nhưng vừa rồi đã kiến thức qua sự hung ác to beo nên không có ai dám lên tiếng chất vấn đỗ địch an nhẹ nhàng thở ra lúc đầu ý nghĩ của hắn cũng giống những đứa trẻ khác đều cho rằng không thể nào là đáp án lại đơn giản đến gần như ngu ngốc như vậy không nghĩ tới hắn cực thắng. Tiếp theo là vấn đề thứ hai. To bèo lạnh lùng nói, như thế nào mới có thể ăn? Đám trẻ lại lần nữa kinh ngạc, cái này cũng là vấn đề. Kiếm tiền. Một thanh âm nói thật nhanh, chính là bé gái trước đó, lần này nàng vẫn lựa chọn câu trả lời như cũ. Những đứa trẻ khác giận muốn dậm chân, đáng chết, trước đó bị lỡ một lần, vậy mà một lần nữa lại bị giành trước. Sai lầm. To bèo y nguyên lạnh lùng thốt. Cô bé kia sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình vậy mà lại sai sao? Những đứa trẻ khác cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng mình còn có cơ hội, vội vàng nhấc tay giành đáp. Ta 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 biết, chính là làm việc. Hỏi mụ mụ nha. Dùng răng trên răng dưới nhai. Đứa trẻ cuối cùng nghĩ đến đáp án ngớ ngẩn trước đó của Đỗ Địch An, nghịch hướng mà suy, trả lời. To bèo không khỏi nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia trò phúng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng mông nhai đồ ăn sao? Bé trai này nghe xong lập tức đỏ cả mặt, tất cả đều sai lầm một đám rác rưởi Tòa bèo lạnh lùng nói đỗ địch an cũng là nghĩ tới những thứ đáp án này vậy mà tất cả đều sai thì không khỏi rơi vào suy tư hồi tưởng đến phương thức suy nghĩ lúc trước của mình bước đầu tiên để sống tiếp chính là ăn như vậy bước đầu tiên để ăn cơm tìm đồ ăn đỗ địch an lần nữa nhắc tay nói Tòa bèo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói chính xác đám trẻ lần nữa trợn tròn mắt chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy sao một vấn đề cuối cùng Tò bèo lãnh đạm nói, làm sao tìm được kiếm thức ăn. Lần này cả đám tự giác nhìn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An trông thấy những ánh mắt cổ quái nhìn mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lần này hắn sự thật không biết. Gặp Đỗ Địch An không có ý muốn trả lời, những đứa trẻ khác cũng riêng phần mình cúi đầu suy tư, một lát sau lại lần lượt có người nhấc tay trả lời. Đáp án cơ bản là giống như lúc trước, nhất là bé gái trả lời câu kiếm tiền, lần thứ ba vẫn trả lời là kiếm tiền tựa hồ nàng ôm chết ý nghĩ này nhưng đáp án cuối cùng vẫn sai lầm. Rất nhanh, một vòng qua đi nhưng gần như không có một người nào trả lời chính xác. To Beo nhìn quanh một vòng, nói, thế nào, không có người biết sao. Mấy đứa đứng bên cạnh Đỗ Địch An không khỏi nhìn về phía hắn, biết hắn vẫn chưa trả lời. Đỗ Địch An cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, thậm chí cảm giác To Beo cũng nhìn hắn một cái, tựa hồ đang chờ hắn trả lời, nhưng lần này hắn thật sự không biết, có thể nghĩ tới đáp án đều bị những người khác trả lời xem ra là không có. To Bèo gặp Đỗ Địch An không có ý muốn trả lời, liền không chờ đợi nữa, bình thản nói, bước đầu tiên để tìm thức ăn chính là phải học được cách phân rõ đồ ăn, hôm nay lớp đầu tiên chính là dạy các ngươi nhận biết đồ ăn. Đỗ Địch An nghe đến đó liền hiểu được mục đích của ba vấn đề trên. Thông qua trò chuyện cùng Mích Can tối hôm qua đã giúp hắn xác nhận suy đoán của mình, những đứa trẻ khác ở nơi này hoàn toàn không biết bọn họ, cũng không phải đến đây để tiến hành đặc huấn thủ vệ binh, mà là đặc huấn thập hoang giả, mà Đỗ Địch An, từ trong miệng Phi biết được thập hoang giả liền chính kẻ tìm kiếm tài nguyên, ở vùng hoang dã bên ngoài cự bích, đã như vậy thì tài nguyên tự thân mang theo nhất định sẽ không quá nhiều, cũng vì thế nhất định phải học được như thế nào để sinh tồn nơi hoang dã bên ngoài cự bích. Nhận biết đồ ăn chính là lớp đầu tiên của bọn họ. "Lão sư, phần thưởng của ta là cái gì?" Đỗ Địch An gặp To Beo chậm chạp không có tuyên bố, không khỏi nhấc tay hỏi. To Beo nhìn hắn một cái, nói, "Mỗi một vấn đề đều dùng bữa sáng để ban thưởng." chúc mừng ngươi đạt được hai bữa sáng bất quá hôm nay đã qua thời gian bữa sáng ngươi chỉ có thể chờ đến ngày mai mới có thể sử dụng chỉ là bữa sáng thôi đỗ địch an có chút ngạc nhiên nhưng lại không biết ở trong thời gian đặc huấn trong nửa tháng ngắn ngủi sau này hắn mới sâu sắc cảm nhận được hai bữa sáng là quý giá cỡ nào những đứa trẻ khác nghe được ban thưởng chỉ là bữa sáng lập tức cảm thấy tâm lý cân bằng một chút bây giờ đã nghỉ ngơi xong tiếp tục chạy mười vòng võ đài tò bèo bỗng nhiên quát khẽ nói đám trẻ không khỏi kinh ngạc rõ là mới vừa vặn chạy xong, bây giờ lại muốn chạy. Thời gian là nửa giờ, mỗi vượt quá 5 phút đồng hồ thì chạy thêm một vòng. To bèo lạnh lùng tuyên bố quy tắc. Lão sư, đừng. Lại chạy, ta sắp nôn. Vài đứa trẻ nhịn không được kêu rên, nhưng rất nhanh liền trở thành tấm gương bị đá bay ra ngoài, lập tức học ngoan ra sức chạy với tốc độ nhanh nhất. Khóe miệng đỗ địch an run rẩy, quy tắc này đối với hắn quả thực là vô tình. Bất quá hắn mơ hồ đoán được to beo là đang rèn luyện sức chịu đựng của bọn họ, dù sao dựa theo thuyết pháp của Tobel, nếu là học tập như thế nào để sống sót, như vậy thứ cần được rèn luyện sẽ không phải lực lượng cùng sức chiến đấu, mà là tốc độ cùng bền bỉ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng qua, ngoài việc mỗi ngày phải rèn luyện sức bền thì chính là khóa học giảng dạy sinh tồn. Khóa học chủ yếu được chia thành hai loại chính, đó là tìm kiếm thức ăn và thu thập tài nguyên. Đây cũng là năng lực cơ bản mà một thập hoang giả nhất định phải nắm giữ kiếm ăn lại chia nhỏ thành mấy môn học theo thứ tự là nguồn nước, nơi ẩn núp, thu hoạch đồ ăn, sinh tồn. Mỗi một loại đều bao hàm nội dung cực kỳ toàn diện. Đầu tiên là khóa học nguồn nước giảng dạy tìm kiếm nguồn nước trong những hoàn cảnh khác biệt. Những hoàn cảnh này tổng cộng được chia thành bốn loại: rừng cây, hoang mạc, vùng núi, đầm lầy. Tìm kiếm nguồn nước ở trong rừng cây là đơn giản nhất, nhưng trong rừng càng dễ ẩn dấu nguy hiểm. Như thế nào lẩn tránh những nguy hiểm này chính là nội dung của khóa học sinh tồn ngoại trừ tìm kiếm nguồn nước thì còn có lọc nguồn nước và kiểm tra chất lượng nguồn nước hiển nhiên thập hoang giả dạ chẳng những cần phải sống sót ở bên ngoài cự bích còn cần thu thập các loại nguồn nước khác nhau rồi mang về trong cự bích để tiến hành nghiên cứu toàn bộ cự bích siêu việt chính là nơi ẩn nấp kiên cố và an toàn nhất giống như kiếm ăn việc thu thập tài nguyên đồng dạng được chia nhỏ thành bốn môn học lớn lượng tri thức cực kỳ khổng lồ theo thứ tự là đào quáng thu thập thân thảo thăm dò địa chất tìm tòi bí mật bất luận một môn nào trong đây đều là một môn học riêng biệt. Nói cách khác, bất kỳ một môn học nào ở học viện đều cần tiến hành 3 năm học tập, chỉ có những người thông minh cùng chăm mới có thể tốt nghiệp. Mà ở chỗ này, thì nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi 3 năm phải học được toàn bộ. Chỉ có nắm giữ toàn bộ mới đạt tới yêu cầu to beo nói tới là, có thể sinh tồn. 3 tháng qua đối với Đỗ Địch An mà nói, gian nan nhất không phải 8 môn học kia mà, là mỗi ngày rèn luyện sức bền cùng khóa học đào quáng, mỗi một lần đều cố hết sức chết đi sống lại. Bất quá 3 tháng này hắn tiến bộ cũng là cực kỳ rõ ràng. Từ ngày đầu tiên thành tích là 30 phút 5 vòng, một tuần lễ sau liền đạt tới 20 phút 5 vòng, mà đến nửa tháng sau đã có thể đạt tới 15 phút 5 vòng. Thẳng đến một tháng sau, hắn mới thu hoạch được quyền lợi ăn điểm tâm thế nhưng vẫn là người chạy cuối cùng. Mà ban đầu lấy được ban thưởng hai bữa sáng, cũng đã bị hắn tại ngày thứ hai cùng ngày thứ 15 dùng xong. Tốc độ không ngừng siêu việt, không chỉ đơn thuần là vì di chứng kho đông lạnh kho đang dần dần tiêu trừ, chủ yếu nhất chính là ý chí tự thân, để hắn một lần lại một lần mệt đến sắp hôn mê, nhưng cuối cùng vẫn có thể kiên trì vượt qua. Trong tháng thứ hai, di chứng kho đông lạnh triệt để tiêu trừ, trước đây nếu cứ dựa theo bình thường mà nói, thì cần thời gian 3-4 tháng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng một tháng này rèn luyện siêu cường độ đã tăng nhanh quá trình này, từ khi di chứng kho đông lạnh triệt để tiêu trừ, thì tốc độ của hắn lập tức tăng lên một cách kinh người. Huấn luyện sức bền hàng ngày đã vững vàng đạt tới 10 vị trí đầu. Đến tháng thứ ba, hắn đã là nhiều lần nằm trong ba vị trí đầu. Tiến bộ kinh người như thế để những đứa trẻ khác không thể không lo mắt mà nhìn, nhất là Mích Can cùng hai đứa trẻ ở trung phòng, với Đỗ Địch An đã cho hắn một cái danh hiệu, gọi là Châu Điên. Luật Pháp, chương 2, Pháp quy phạm tác dụng. Trong tiệm sách An Tĩnh, Đỗ Địch An đứng trước kệ sách luật pháp, trong tay bưng lấy một cuốn cơ sở luật pháp học lặng lặng mà đọc, từ tháng thứ ba bắt đầu về sau. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra 10 phút đồng hồ đến đồ thư quán học tập luật pháp, đây là thời gian rảnh rỗi mà hắn có thể tranh thủ nhất địch an tại sao ngươi lại xem sách luật pháp lão sư đã nói hôm nay có một đợt kiểm tra kêu cho chúng ta tranh thủ ôn tập nếu là thất bại sẽ bị đào thải đó ở bên cạnh là kệ sách địa chất mick can nhìn thấy đỗ địch an lại chạy đến đọc sách luật pháp liền không hiểu hỏi đỗ địch an là một thủ thế suỵt nhìn không chớp mắt tiếp tục chuyên chú xem cơ sở luật pháp học trong tay rất nhanh 10 phút trôi qua mặc dù vừa vặn mới đọc một nửa nhưng hắn vẫn đóng sách lại trả về kệ quay người đi đến kệ sách thân thảo thuần thục rút ra một bản thư tịch tên là thực vật toàn thư sau đó mở ra nhanh chóng ôn tập một lần xác nhận không có lọt mất cái gì liền tiện tay đưa vào giá sách quay người rời đi địch an mích can vội vàng đuổi kịp hô người nói để kiểm tra ngày hôm nay sẽ là cái gì không biết đỗ địch an nói chỉ mong đừng là địa chất thăm dò ta còn chưa kịp học môn này con mắt ma khải mích can đột nhiên xoay chuyển cười hắc hắc nói nếu không như vậy đi nếu như đụng tới cái ta biết thì ta tới giúp ngươi nếu như là ngươi biết, ngươi tới giúp ta, thế nào? Đỗ địch an tức giận nói, chút mánh khóe như vậy thì đừng nghĩ gian lận. Thử một chút nha, len lén là được. Mích can làm vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn bị đào thải. Lão sư không phải đã nói đào thải sẽ mất đi tư cách làm thủ vệ binh sao. Hơn nữa tự mình sẽ phải giao nạp phí tổn đặc huấn trong khoảng thời gian này. Nhà ta nhưng không đủ sức chi trả phí tổn đắt đỏ như vậy. Đỗ địch an nhún vai biểu thị bất lực. Xác thực, tại ngày thứ ba đặc huấn to beo đã nói lời nói này, nhưng Đỗ Địch An đã sớm biết lần này, tập huấn trên danh nghĩa là chọn lựa thủ vệ binh, nhưng trên thực tế lại là huấn luyện thập hoang giả, cho nên người bị đào thải hơn phân nửa vẫn sẽ trở thành thủ vệ binh, mà to beo lời nói này cũng trở thành dấu đầu lòi đuôi, xác nhận Đỗ Địch An suy đoán. Đương nhiên, đối những đứa trẻ khác mà nói thì đây không thể nghi ngờ là một tin dữ. Cũng chính là lời nói này, để không ít đứa trẻ đã sớm muốn từ bỏ lại cắn răng kiên trì. Rất nhanh, hai người đã đi tới võ đại trước thời gian quy định nơi này đã tụ tập không ít người đang nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ đang suy đoán để mục lần này đến tột cùng sẽ là cái gì. Cũng không lâu lắm, to beo đúng giờ xuất hiện, trước khi hắn xuất hiện thì tất cả mọi người đã đứng thật chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Đây đương nhiên là vì không ít người trải qua thể nghiệm thống khổ bị đá bụng, mà học được. Bất quá, lần này to beo không phải xuất hiện một mình, theo bên người là một dáng người thướt tha thon thả cao gầy, chính là một cô gái tuổi chừng 20, màu da lúa mì, trên mặt sớm đã mất đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là tràn ngập mị cảm thành thục khiêu gợi lại không mất đi khi tức thanh xuân vốn có trên mặt nàng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt để không ít con trai mười mấy tuổi có chút há mồm ngây người trên thực tế hiện tượng trưởng thành sớm không phải chỉ thế giới này mới có cho dù là ở thời đại trước trẻ con mười mấy tuổi đã biết được nhiều tri thức hơn so với suy nghĩ của cha mẹ mà ở thế giới này thì mười ba tuổi chính là tuổi tác hôn nhân hợp pháp đến hai mươi tuổi còn không có lập gia đình đã là tuổi ế rồi dù sao trong môi trường phóng xạ như thế Đại đa số người có thể sống đến 60 tuổi đã là rất không dễ dàng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mấy đứa lớn tuổi, to beo cười lạnh nhất quán hạ thấp giọng điệu nói, ba tháng huấn luyện này, đám rác rưởi các ngươi đã miễn cưỡng có tư cách trở thành thủ vệ binh. Từ hôm nay trở đi, mỗi qua 6 tháng sẽ tiến hành một lần kiểm tra tổng hợp, chỉ cần là kẻ thất bại đều sẽ bị đào thải. Trên mặt đám trẻ tức thì lộ ra vẻ khẩn trương như có như không. Đỗ Địch An cũng ý thức được cuộc thi lần này, tuyệt không đơn giản chỉ là kiểm tra tri thức, rất nhanh, lời nói tiếp theo của To Bell đã xác nhận ý nghĩ của hắn. Khảo hạch lần này rất đơn giản. Đợi lát nữa huấn luyện viên Tris sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Các ngươi chỉ cần ở nơi đó sinh tồn 10 ngày là coi như hợp cách. Sinh tồn 10 ngày. Đám trẻ khẽ giật mình, mặc dù To Bell nói rất đơn giản. Nhưng 3 tháng ở chung tất cả mọi người đã sớm biết hắn nói tới đơn giản chính là khái niệm gì. Ai cũng không ngờ khảo hạch lần này vậy mà không phải cái loại kiểm tra trên giấy mực như trong ấn tượng của bọn họ, mà là thực tiễn hiển nhiên muốn sinh tồn 10 ngày, thì nhất định phải nắm giữ toàn bộ 4 môn học kiếm ăn. Rất nhanh, có người đã nhìn ra được. Chỉ cần có nguồn nước, con người có thể tuyệt thực cực hạn là 7 ngày đến 15 ngày. Nếu là ý chí cực kỳ ương ngạnh thì có thể sống đến một tháng cũng được. Nói cách khác, thì bọn họ chỉ cần nghĩ biện pháp tìm được nguồn nước liền có hy vọng thông qua. Nếu là lại may mắn tìm được một chút đồ ăn, muốn trèo chống 10 ngày tuyệt không có vấn đề. Nghĩ như vậy, rất nhiều người cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, đáy lòng cũng không quá lạc quan, dựa theo tác phong của To Beo Tuyệt sẽ không cho khảo nghiệm đơn giản như vậy. Bọn nhỏ, tất cả đi theo ta đi. Lúc này, cô gái tên là Tris đứng bên cạnh To Beo mỉm cười nói, tỷ tỷ mang các ngươi đi một chỗ chơi vui, bảo đảm cho các ngươi sẽ rất thích. Vài đứa trẻ lớn tuổi nghe nàng nói vậy trong mắt bắn ra ánh sáng. Xếp hàng, Tris mỉm cười, quay người đi phía trước dẫn đường. Đám trẻ núi đuôi nhau xếp thành một đội ngũ thật dài, dưới sự dẫn đầu của Tris, không lâu sau bọn họ đã đi đến bên cạnh võ đài. Nơi này có mấy chục chiếc xe ngựa to màu đen đậu chờ, mỗi một cỗ xe ngựa đều giống xe ngựa trước kia chở Đỗ Địch An tới đây, thùng xe có thể dung nạp 7-8 người trưởng thành, nếu là trẻ con thì 10 đứa vẫn dư xài. Đều lên xe đi, Tris hé miệng mỉm cười nói. Những người kéo xe ngựa đều là thanh niên mặc giáp da chế thức, Đỗ Địch An còn nhìn thấy người thanh niên đã từng chở hắn đến đây. Địch An, tới đây, mc can đứng trước một chiếc xe ngựa gọi đỗ địch an đỗ địch an nhìn thoáng qua rồi đi tới trong xe ngựa ngoại trừ mc can thì hai đứa trẻ ở phòng với hắn cũng có mặt hiển nhiên là mc can có ý định mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong khảo nghiệm sắp tới dù sao người cùng phòng là đáng tin cậy nhất rèm che bị khóa rồi mc can chuẩn bị vén rèm vài hướng ra phía ngoài nhìn lập tức phát giác được điểm ấy đỗ địch an đột nhiên có cảm giác không ổn chẳng lẽ sân bãi dùng để khảo nghiệm lần này chính là bên ngoài cự bích sao xe ngựa lay động rất nhỏ, gót sắt đạp ở trên mặt đất vang lên âm thanh cộc cộc. Đỗ Địch An nhắm mắt yên lặng nghe cùng tính toán, từ khi rời võ đài đến nay đã có 20 phút, ngay từ đầu còn có thể từ ngoài xe ngựa nghe được tiếng người nói chuyện bên đường, về sau âm thanh ầm ý dần dần an tĩnh lại, hiển nhiên xe ngựa đã tiến vào địa phương vắng vẻ, trên đường đi yên tĩnh im mắng. Yên tĩnh như thế kéo dài nửa giờ sau, xe ngựa dần dần chậm lại. Chờ đến khi triệt để dừng hẳn, Đỗ Địch An mới từ từ mở mắt, ngón tay hơi động nhẹ nhẹ tính toán, xe chuyển hướng 28 lần, trên đường có 3 lần dừng lại ngắn ngủi hẳn là cần thông qua kiểm tra, lộ tuyến hẳn là hướng tây. Trong đầu hắn nhớ đi nhớ nhớ lại lộ tuyến trước đó, tốc độ xe ngựa này rất nhanh cho nên lúc chuyển hướng rất dễ nhận ra được, hơn nữa còn có thể cảm nhận được là trái hay là dễ phải. Nếu như giờ phút này vị Chris kia biết, trong đầu Đỗ Địch An đang suy nghĩ gì tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm, mặc dù muốn được như vậy cũng không khó, chỉ cần để ý thì những đứa trẻ khác cũng có thể làm được. Nhưng mà từ tiến vào xe ngựa Hoàn cảnh chật hẹp tối đen tạo thành áp bách tâm lý, hơn nữa còn có áp lực lần đầu khảo nghiệm, để đám trẻ khó khó bình tĩnh cùng lo lắng, làm gì còn có tâm tư lưu ý những điều này, đây tuyệt đối là một loại tỉnh táo đáng sợ gần như tàn khốc. Trọng yếu nhất chính là loại tỉnh táo như vậy lại xuất hiện trên người một đứa trẻ. Két một tiếng, xe ngựa bị kéo dừng, Đỗ Địch An lập tức biết lần này không phải thông qua kiểm tra mà là đã đến mục đích. Đám trẻ nhanh chóng đi xuống xe ngựa, nghiêm túc nhìn về địa phương mà mình cần phải sinh tồn trong 10 ngày sắp tới. Sau một khắc, cả đám đều ngây dại, trước mắt lại là một mảnh hoang mạc, không sai, là hoang mạc chỉ có cát và cát. Tại trong hoang mạc sinh tồn 10 ngày, đám trẻ đều muốn phun máu. Đỗ Địch An từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn thấy mảnh hoang mạc khô nóng mênh mông như thế không khỏi thở một hơi thật dài, quả nhiên, To Beo nói đơn giản vĩnh viễn không thể nào là đơn giản như vậy. Bọn nhỏ, Tris vỗ vỗ tay hấp dẫn chú ý mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, tiếp đó, các ngươi liền muốn ở chỗ này sinh tồn, nếu người nào không kiên trì nổi chỉ cần trên mặt đất vẽ ra một chữ X liền sẽ được cứu viện. Đương nhiên, một khi đưa ra cứu viện cũng mang ý nghĩa bị đào thải, đồng dạng cũng mang ý nghĩa gia đình các ngươi nhất định phải gánh vác phí tổn. Trong đoạn thời gian đặc huấn này, ta tin tưởng các ngươi đại khái đã rõ ràng khoản phí tổn này, nếu như không muốn nhà mình táng ra bại sản liền cố lên nha. Nói đến đây, nàng nháy nháy mắt nói, chúc các ngươi may mắn, thuận tiện nói luôn đây là lần khảo nghiệm đầu tiên, cũng là đơn giản nhất nói xong nàng quay người nhảy lên một thất ngựa đen cao gần 3 mét, con ngựa đen này lông đen thuần, cùng một chủng loại với ngựa kéo xe cho kẻ săn thú mà Đỗ Địch An từng nhìn thấy. Hiển nhiên đây cũng là đại biểu cho thân phận của Tris, rất có thể nàng chính là một kẻ săn thú. Đỗ Địch An hít hít mắt lẳng lặng nhìn Tris phất roi phi ngựa mà đi, xe ngựa còn lại cũng thay đổi phương hướng duy trì đội hình lao nhanh rời đi, giấy lên đầy trời cát bụi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đám trẻ. Trong lúc nhất thời, hoang mạc to như vậy mà chỉ còn lại hơn 300 đứa trẻ. Cái này, phải làm sao để sống? Đây quả thực là mưu sát. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Sau khi bọn người Tris rời đi, bọn nhỏ lập tức tức giận kêu lên. Các vị, các vị, một đứa trẻ cao lớn khỏe mạnh đứng trong đám người lớn tiếng nói. Chúng ta muốn đoàn kết lại, trước tìm nguồn nước, chỉ cần tìm được nguồn nước liền có thể sống sót, đoàn kết mới là lực lượng. Hiển nhiên đứa nhỏ này thích ứng rất nhanh. Những đứa trẻ khác nghe hắn nói vậy cũng không tiếp tục oán giận, có người nghe theo hắn, có thì bắt đầu tự hỏi nên như thế nào để sống sót ở nơi này. Trong 10 ngày sắp tới, 3 tháng đặc huấn vừa qua, tất cả mọi người sớm đã học được đừng nên giảng đạo lý với to beo, bởi vì ngươi dùng miệng nhưng đối phương lại dùng nắm đấm. Địch An, chúng ta cùng chung một chỗ với họ đi. Mích Can nói với Đỗ Địch An, từ ngày đầu tiên phơi ván giường về sau, càng ở chung hắn cũng dần dần thói quen trưng cầu ý kiến Đỗ Địch An, trong phòng bọn họ, mặc dù hắn chính người có sức kêu gọi nhất, nhưng có uy tín nhất thì không nghi ngờ chính là Đỗ Địch An. Không, bốn người chúng ta cùng một chỗ là được. Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Mích Can ngạc nhiên nói, vì cái gì? Hai đứa trẻ khác cũng tỏ vẻ không hiểu, đoàn kết lực lượng lớn. Đây là tuyệt đối chân lý, mà trong khóa học cũng nói thế. Trong hoàn cảnh ác liệt thì cần phải đoàn kết mới có hy vọng sống sót. Bất quá, ba tháng qua Đỗ Địch An, tạo nên uy tín để bọn họ không có ngay lập tức đưa ra lời chất vấn. Nhiều người tìm nguồn nước sẽ dễ dàng hơn, nhưng nơi này là hoang mạc, không phải rừng cây cùng đầm lầy, nguồn nước ở chỗ này khan hiếm, coi như tìm được cũng chỉ có thể cung ứng nhu cầu một bộ phận mà thôi, cuối cùng tất nhiên sẽ bởi vì phân phối tài nguyên không đồng đều mà tan rã. Đỗ Địch An nói thẳng, Mích Can cùng hai đứa trẻ khác khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Đi thôi, đã lãng phí không ít thời gian. Đỗ Địch An nhìn một chút, chọn một phương hướng rồi dẫn đầu đi trước. Mích Can cùng hai đứa trẻ khác lít nhìn nhau, lập tức đuổi theo Đỗ Địch An. Lúc này, những đứa trẻ khác cũng lần lượt phân thành từng tiểu đoàn thể, đại đa số đều tương tự đám người Đỗ Địch An, lấy người ở chung một gian phòng tạo thành một đoàn đội nhỏ, cũng có hai ba tiểu đoàn đội tạo thành đoàn đội cỡ chung, còn lại một ít người do dự bất định thì là gia nhập vào đoàn đội của người lúc đầu đã đưa ra ý tưởng, đoàn kết hình thành một đại đoàn đội gần trăm người. Trên hoang mạc, hơn 300 người như bầy kiến dần dần phân tán ra, vì cái gì đi bên này, nắng gắt đến như vậy. Mick Can đưa tay che ở mặt, nắng gắt đến mở không mắt nổi, mới đi không đến nửa giờ mà hắn đã mồ hôi đầm đìa, cả người khô nóng. Hình như có rất ít người chọn cùng phương hướng với chúng ta. Một đứa trẻ gầy yếu mái tóc xù quan sát chung quanh nói ra, hắn gọi là Sam, là một trong bốn người cùng phòng, tuy tính cách trầm muộn nhưng phi thường chịu khó. Ngoại trừ Đỗ Địch An thì hắn chính là người duy nhất trong phòng ngủ biết xếp chăn đệm. Coi như tránh phải cạnh tranh cũng không cần chuốc khổ chọn hướng mặt trời. Mích Can cười khổ nói. Đỗ Địch An thấp giọng nói, khí hậu ban ngày cùng nhiệt độ ban đêm ở hoang mạc có sự tương phản lớn, mặc dù bây giờ là hắc tử quý, một trong ba mùa có thời gian dài nhất cũng là một mùa có nhiệt độ cao nhất, nhưng đến ban đêm nhiệt độ không khí nơi này sẽ hạ, xuống thấp tiếp cận nhiệt độ mùa hắc tuyết quý. Bây giờ là buổi chiều, phương hướng chúng ta đi chính là hướng Tây, bây giờ mặt trời tỏa nhiệt thiêu đốt nơi này, nhưng đến ban đêm, hạt cát ở hướng này lại ấm áp hơn nhiều so với những phương hướng khác. Ba người nghe Đỗ Địch An nghiêm trang giảng giải liền kinh ngạc. Vẻ mặt Mích Can đau khổ nói, liền xem như cân nhắc đến vấn đề giữ ấm ban đêm, cũng không cần bây giờ chịu nắng phơi đi. Như vậy rất dễ dàng thiếu nước, được không bù mất? Lại nói, làm sao ngươi biết nhiệt độ không khí ban đêm ở hoang mạc sẽ giảm xuống? Ta cảm giác chân sắp muốn cháy rồi, nhiệt độ không khí nơi này làm sao có thể giảm xuống? Sam cùng một đứa trẻ khác gọi là Ray cũng rất tò mò. Địa phương nóng như vậy, ban đêm sẽ lạnh sao? Đến ban đêm liền sẽ biết. Đỗ Địch An không có giải thích hiệu quả hút nóng giải nhiệt của hạt cát, phần tri thức này trong khóa học không có dạy, nói ra khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, mà coi như kiên nhẫn giải thích thì bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Nhất định có thể tìm được nguồn nước, điều duy nhất chúng ta cần phải chú ý chính là tuyệt đối không thể sinh bệnh. Đỗ Địch An ngưng trọng khuyên bảo ba người Mích Can. Nghe hắn chắc chắn như thế, Mích Can cùng Sam, Reba người hơi kinh ngạc, bất quá bọn họ sớm đã tin phục Đỗ Địch An, cũng không có chất vấn mà chỉ là vô cùng hiếu kỳ, trong hoang mạc khắp nơi đều là hạt cát, làm sao Đỗ Địch An dám khẳng định nhất định có thể tìm tới nguồn nước. Cũng không lâu lắm, bốn người Đỗ Địch An đã hoàn toàn đi sâu vào trong hoang mạc, hoàn toàn tách biệt cùng đội ngũ khác, điều này khiến Mịch, Sam, Reba người không khỏi khẩn trương tâm thần bất ổn, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục tin tưởng Đỗ Địch An, dù sao thì Đỗ Địch An cũng chưa bao giờ để bọn họ thất vọng, còn nhớ rõ trong khóa học dạy làm sao để tìm nguồn nước trong hoang mạc a. Đỗ Địch An ngừng lại nhìn xung quanh rồi nói: Mick, Sam, Reba người liếc nhau. Mick Can nói, ta nhớ được, đầu tiên phải tìm được mặt cắt ẩm ướt, một mực đào xuống dưới thường thường sẽ có thể đào ra nước. Đỗ địch An đưa tay chỉ về một chỗ ở phía trước, nơi đó có một đồi cát nhô ra, một bên không bị ánh nắng phơi đến, hơn nữa bởi vì ở góc độ này, cho dù là buổi sáng mặt trời ở phía đông cũng không thể chiếu tới nơi này, chỉ có ở giữa trưa sẽ bị chiếu dọi một đoạn thời gian ngắn, tới đó thử xem. Hắn dẫn đầu đi tới đưa tay sờ lên mặt cát nơi này, quả nhiên mười phần ẩm ướt. Mick, Sam, Reba người thấy thế không khỏi mừng rỡ, ngồi xổm xuống chuẩn bị đào. Đỗ địch an khoát tay nói, trước bọc tay lại, đừng để bị hòn đá trong cát quẹt chúng bị thương. Nói xong, hắn xé mở một mảnh vải ngay ống tay áo quấn chặt lấy hai tay của mình, rồi mới ngồi xổm xuống bắt đầu đào cát. Mick can cười nói, vẫn là người nghĩ chu đáo. Ba người cũng học theo, xé vải bọc lấy hai tay, ngồi xuống đào cát không thể không nói, ba tháng huấn luyện sức bền để bốn đứa bé thể lực tăng mạnh, đi dưới mặt trời nắng gắt 4 năm dặm đường nhưng giờ phút này, vẫn có dư lực đào cát, chỉ là, đây cũng là một lần đánh bạc, nếu không có đào ra nước bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, thể lực còn lại rất có thể không cách nào trèo trống đến khi bọn họ tìm, đến địa phương kế tiếp có khả năng tồn tại nguồn nước. Cho nên, cho dù là Đỗ Địch An lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương, nhất là sau khi bới hơn nửa thước sâu y nguyên không có đụng chạm, đến mặt cắt ẩm ướt, lòng người bốn trong điều hơi trầm xuống bỏ đi, đổi một chỗ khác. Đỗ địch an quả quyết dừng lại, cứ theo khuynh hướng, như thế ít nhất phải tiếp tục đào một mét sâu mới có thể đụng, đến mặt cắt ẩm ướt, mà muốn tìm được nguồn nước thì ít nhất phải đào ba mét sâu. Đây là tình huống lạc quan nhất, chỉ có thể nói nơi này không được. Đã đào lâu như vậy, cứ như vậy bỏ qua sao? Mích can khó có thể tin nói. Đỗ địch an trầm mặt nói, không thể đặt cược hy vọng trong một lần, đi theo ta, tiếp tục đi tới, Nói xong, không lưu luyến nữa mà quay người dậm chân tiếp tục đi về hướng phía trước. Mích can cùng Ray không muốn bỏ. Đào nửa ngày cứ như vậy bỏ dở nửa chừng thực sự có chút không cam lòng. Sam đứng lên nói, đi thôi, địch an nói rất đúng, không thể đem hy vọng cược trong một lần. Nói xong, quay người đi theo đỗ địch an. Mích can cùng Ray thở dài, chỉ có thể phủi phủi cát trên đầu gối rồi đi theo. Nhưng mà, khi thượng đế đóng một cánh cửa với ngươi thì lại một cánh cửa đồng thời, cũng sẽ vì ngươi thả ra một con chó, bốn người đỗ địch an vừa rời đi không lâu thì Reddy tại sao cùng đột nhiên dùng sức hét lên một tiếng nhảy cao nửa thước vẻ mặt kinh sợ vội vàng chạy về phía đỗ địch an đỗ địch an cùng mích can sam ba người quay đầu một chút thế là bị dọa đến quát to một tiếng chỉ thấy dưới mặt cắt lại chui ra một con rắn dài gần hai thước toàn thân màu vàng nâu lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ánh sáng băng lãnh ở một nơi nắng nóng trói trang như thế nhưng ba người chỉ cảm thấy rét run chạy Đỗ Địch An lấy lại tinh thần sớm nhất, hét lớn một tiếng rồi xoay người chạy. Mick, Sam hai người kịp phản ứng, vội vàng kêu to đuổi theo. Bịch một tiếng, đột nhiên Mick Can chạy quá nhanh, hai chân chạm nhau bổ nhào vào trên mặt cát. Đỗ Địch An chạy ở phía trước nghe động tĩnh phía sau, không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy Mick Can ngã nhào trên đất, mà ở phía sau hắn tầm 10 mét là đầu Hoàng Lân xà kia uốn éo thân bò đến, tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, quay người phóng về phía Mick Can. Sam cùng rê sững sờ, cũng chú ý tới Mích can té ngã không khỏi biến sắc, lại nhìn đầu hoàng lân xà vặn vẹo mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhất thời do dự bất định. Đúng lúc này, Đỗ Địch An đã vọt tới trước mặt Mích can nắm cánh tay của hắn, gầm thét lên, đứng lên. Mích can mượn lực bỏ lên, nhìn lại con hoàng lân xà kia chỉ còn cách 2-3 mét, chỉ cần nhảy lên một cái là có thể đánh tới, bị dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng lui lại, nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng tốc độ bật nhảy của rắn. Sư một tiếng, Hoàng Lân xà bỗng nhiên bật nhảy về hướng Mích Can, miệng mở lớn lộ ra răng nanh bén nhọn. Đúng lúc này, một đạo bóng xám hiện lên đánh trúng Hoàng Lân xà rớt trên mặt cát. "Chạy!" Đỗ Địch An gầm thét lên. Mích Can lấy lại tinh thần, vội vàng phi nước đại. Đỗ Địch An quay đầu nhìn Hoàng Lân xà uốn éo đuổi theo liền xoay người chạy vội, đồng thời nắm chặt áo khoác đã xoắn thành một sợi dây thừng thô, lúc trước đều là nhờ áo khoác mới có thể đánh lui Hoàng Lân xà. "Sư!" Đỗ Địch An rất nhanh đã vượt qua Mích Can chạy tới phía trước nhất, thành tích huấn luyện sức bền của hắn chính là đứng đầu trong phòng. Chạy được vài trăm mét Đỗ Địch An mới quay đầu nhìn, lại trông thấy người chạy sau cùng là Mích Can, còn Hoàng Lân Xà đã mất tung tích, hẳn là biết lần này đi săn thất bại cho nên nó quả quyết từ bỏ. Dù sao động vật sống sót dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, thường thường ưa thích phương thức đi săn một kích tất chúng, nếu tiêu hao thể lực để đuổi bắt con mồi, thì không thể nghi ngờ là phương pháp đi săn ngu xuẩn nhất. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng chạy, không có đuổi theo. Mick Can cùng Sam, Ray ba người sững sờ, lúc này mới chú ý tới không thấy Hoàng Lân xà đuổi theo đằng sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, mấy người chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt dã rời sông lên đầu, toàn thân bùn rùn, cổ họng khô nứt, vừa khát vừa nóng. Làm ta sợ muốn chết. Rê vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết ta. Sam ngụm lớn thở dốc nói. Mick Can còn chưa tỉnh hồn, Nghe được hai người nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, hắn cắn răng hướng Đỗ Địch An nói, "Địch An, lần này ngươi cứu mạng ta, về sau có cái gì? Ít nói chuyện." Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiết kiệm thể lực, mọi người đừng ngừng lại, rất có thể con rắn kia đang chui dưới mặt cát tiếp tục đuổi theo, nơi này còn không có thoát ly phạm vi đi săn của nó, hơn nữa thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nguồn nước, nếu không đêm nay sẽ rất khó chịu đựng được." Nói xong, hắn tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Mick Can nhìn qua bóng lưng của hắn, cắn răng đi theo. Ray cùng Sam liếc nhau, nghĩ lại tới lúc trước mình do dự nhu nhược liền hổ thẹn cúi đầu, không hề nói gì, yên lặng đi theo sau Đỗ Địch An. Mấy người thuận đường cát tiếp tục đi về phía tây, trên đường đi tất cả đều là hạt cát cùng mặt đất khô cạn, điều này khiến Mick, Sam, Ray ba người không khỏi hoài nghi có phải chọn nhầm phương hướng hay không, nếu giờ thay đổi phương hướng có phải sẽ có thể tìm tới nguồn nước. Bất quá, dưới sự kiên trì của Đỗ Địch An, cuối cùng vẫn không có đổi phương hướng, đến hoàng hôn mấy người đã mệt mỏi hấp hối toàn thân mồ hôi đầm đìa khuôn mặt bị phơi đến đỏ bừng tốc độ đã giảm xuống bằng một phần mười lúc mới đi tới hoang mạc gần như là dùng tốc độ rùa bò tiến lên tìm được một nhiên phía trước vang lên âm thanh của đỗ địch an mick sam ray vốn có sắc mặt chết lặng như hành thi nghe nói như thế lại giống như lập tức sống lại khoái mắt khô cạn bắn ra hy vọng ở đâu mick can vội vàng nói đỗ địch an đưa tay chỉ phía trước có một mảnh đồi cát nhỏ mà ở cách đó không xa có một ít cỏ xanh khô ráo cùng cây xương rồng. Đây đều là thực vật rất thường gặp trên hoang mạc. Thực vật, lại là thực vật. Mick, Sam, Reba người nhất thời hưng phấn lên. Trên mặt đỗ địch An cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, bắt đầu đào đi, dưới thực vật tất có nguồn nước. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến đến đám cỏ xanh phía trước mặt đào lên, cũng dặn dò, cẩn thận một chút, nơi này có khả năng ẩn núp những vật khác. Mick Can ba người nghe nói như thế, vẻ mặt hưng phấn lập tức mắt lạnh, Khẩn trương nhìn ngó xung quanh, cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An đào ra mặt cát ẩm ướt, lại tiếp tục bới nửa mét, rốt cục cũng trông thấy nguồn nước, chỉ là nguồn nước này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn hòa với hạt cát, như vậy làm sao lấy a? À? Mịch Can ba người trợn tròn mắt, Đỗ Địch An không nói gì, giật tung chiếc áo khoác vừa nãy dùng để quật bay Hoàng Lân xả ra, nhảy xuống bốc một đoàn nước hòa với hạt cát bỏ vào bên trong áo khoác, sau đó vặn áo khoác, dùng miệng tiếp ở phía dưới. Rất nhanh, từng giọt từng giọt nước thẩm thấu từ trong áo khoác không ngừng chảy xuống. Khát khô đến chưa, đơn giản chắc lọc nước như thế nhưng quả thực mỹ vị đến cực điểm. Uống liền mấy ngụm đỗ địch an liền không tiếp tục uống mà dùng nước làm ướt bờ môi. Sau đó leo lên nói, các ngươi đừng một lần uống quá nhiều, chỉ cần bổ sung cơ thể tiêu hao là được. Trong mắt ba người mít can lộ ra vẻ bội phục, học phương pháp đỗ địch an bỏ nước hòa với hạt cát vào trong áo khoác của mình, rồi chắt lọc. Cây cỏ này hẳn là có thể ăn. Đỗ Địch An nắm đám cỏ xanh rút ra, nhìn qua sợi cỏ dính đầy đất ẩm, dùng tay bóp sạch đất ẩm còn dính, bẻ ra trông thấy bên trong không có chảy ra chất lỏng có màu, lập tức dùng miệng cắn một cây nhẹ nhàng nhai, vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng, tuy hơi không quen nhưng hắn tỉ mỉ nhấm nuốt một hồi liền nuốt xuống. Ba người Mích Can thấy Đỗ Địch An nhai đến say sưa ngon lành, cũng bẻ gãy sợi cỏ bắt đầu ăn. Thật đắng, thật khó ăn. Rê cùng Sam cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nhai nhai nuốt xuống. Đỗ Địch An nhìn sắc trời một chút, nói, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi, các ngươi nhặt chút củi khô để ban đêm nhóm lửa. Mặt khác, lúc trời tối bốn người chúng ta muốn thay nhau canh gác, hôm nay ai trực đầu tiên thì bây giờ đi ngủ trước để bổ sung chút tinh thần. Mích Can nói ra, đêm nay để ta trực đi, nếu ngươi đi ngủ chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Đỗ Địch An gật đầu nói, vậy ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ready tìm củi khô, Sam cùng ta dựng nơi ẩn núp cùng tìm lấy một ít hòn đá. Theo sắp xếp của hắn, mấy người bắt đầu công việc lu bù lên, rìa ngoài hoang mạc, có một quán rượu lẻ loi trơ trọi. Dưới sự ăn mòn của bão cát, quán rượu đã tàn phá nghiêm trọng, cửa sổ cùng cửa chính đều dùng vài tấm ván gỗ tu bổ nhiều lần. Giờ phút này, một nam một nữ hai đang ngồi trong quán uống bia lúa mi ướp lạnh. Người nói xem, trong 360 người này có bao nhiêu người có thể sống qua đêm nay? Tris dùng trùy thủ nhẹ nhàng gảy vụn băng trong chén, cười mỉm nói. To beo cười nhạt một tiếng, nói, tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Thật sao? Tris nhướng mày, chế nhạo nói, nếu không chúng ta đánh cược. Đánh cược như thế nào? To bèo hứng thú. Cược 10 ngày sau có bao nhiêu người có thể lưu lại? Tris hít mắt nói, ta cược 200 người. To bèo cười một tiếng, nói, vậy ta liền cược 300 người. Ồ, oh. Tris liếc mắt nhìn hắn, hình như ngươi rất có lòng tin đối với học sinh của mình. Bất quá, lần này ngươi nhất định phải thua. To beo uống cạn chén bia, lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết? Ha ha ha! Mù bàn tay che đôi môi, Chris cười khẽ, nói, chẳng lẽ ngươi không biết mảnh hoang mạc này? Tại 10 năm trước là lãnh địa của gia tộc Ryan, năm đó chính là một trong sáu nơi phồn hoa nhất trong khu buôn bán. Đáng tiếc lại bị luyện kim thuật sĩ tà ác phá hủy. Chẳng những gia tộc Ryan bị hủy diệt, mảnh thổ địa này cũng chịu ảnh hưởng, bởi lực lượng của luyện kim thuật sĩ tà ác kia mà hoàn toàn hoang mạc hóa, rồi trở thành cấm địa. Tòa bèo lạnh nhạt nói, điểm này sao? Tại 10 năm trước ta đã biết, bởi vì lúc ấy ta ngay tại trận. Tris cười khanh khách một tiếng, nói, nhưng người không biết, mặc dù vị luyện kim thuật sĩ tà ác kia bị quang minh giáo đình tru sát, nhưng bây giờ những luyện kim thuật sĩ khác lại cho rằng trong hoang mạc này, vẫn y nguyên tồn tại lực lượng mà vị luyện kim thuật sĩ tà ác kia lưu lại, cả đám lặng lẽ tụ tập ở chỗ này, nhưng thật tình không biết hành động của bọn họ đã sớm bị quang minh giáo đình nắm bắt. Tòa bèo đột nhiên hơi đổi sắc mặt, ngươi có ý gì? lần này quang minh giáo đình chuẩn bị tiêu trừ luyện kim thuật sĩ nơi này bất quá bọn họ hành động kín đáo nếu là mạo muội phái quang minh kỵ sĩ tới sẽ khó tránh khỏi khiến bọn họ hoài nghi cho nên nếu theo thường ngày dùng nơi này xem như là khu vực khảo hạch thập hoang giả, mượn những đứa trẻ này làm mồi nhừ để dẫn dụ bọn họ ra tin tưởng những tên luyện kim thuật sĩ kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy tris cười tủm tỉm nói con người to beo co rụt lại bỗng nhiên đập tay vào trên quầy lạnh giọng nói, ngươi dùng học sinh của ta làm mồi nhử. Tris có chút nhún vai, ta không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa chúng ta cũng là người quen biết cũ nên ta rất hiểu rõ tính cách của ngươi. Lần an bài này là do phía trên quyết định mà chúng ta chỉ có thể phục tùng. Tò bèo tức giận nói, nhưng cũng không thể để một đám trẻ con làm mồi nhử, biết rõ nơi này có luyện kim thuật sĩ ẩn núp, mà còn để một đám trẻ con tới để dẫn dụ bọn họ. Đây chính là quang minh giáo đình sao. Tris biến sắc, trầm giọng nói, tự mình vọng nghị quang minh giáo đình chính là tội lớn, ngươi cũng không nên khinh suất. Lại nói, nếu có thể bắt được đám luyện kim thuật sĩ này, cũng sẽ ghi lại một bút công huân cho những hài tử này, dù tương lai bọn họ có bị đào thải vẫn có tư cách gia nhập biên chế thủ vệ binh, hoặc là trở thành thập hoang giả, khoản công huân này đối bọn họ chính là tài phú quý báu, bình thường muốn lập được công huân cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, nói như vậy thì ta còn phải cảm ơn bọn họ rồi. To beo cười lạnh nói. Tris bất đắc dĩ nói, mặc kệ ngươi cảm ơn hay không thì đây là sự thật. Lại nói nếu năm nay thay đổi địa phương khảo hạch thì khác nào đánh rắn động cỏ. Đám luyện kim thuật sĩ này có giao thiệp rộng vô cùng, trong quân đội chúng ta cũng có chôn giấu cơ sở ngầm của bọn họ. Đám hài tử này mặc dù còn non lắm, nhưng 3 năm sau tốt nghiệp, mặc kệ là gia nhập thủ vệ binh hay là thập hoang giả, cũng có thể sẽ phải đối mặt với luyện kim thuật sĩ. Khi đó bọn họ sẽ là những chiến sĩ xông lên đầu tiên tuyến, không có người nào có thể che chở. Đối bọn họ mà nói thì lần này cũng là một lần kinh nghiệm quý báu. Tòa bèo khẽ nhíu mày hừ lạnh một tiếng, đưa chén gỗ cho lão đầu phía sau quầy, nói: Lão la, lại đến một chén. Nhìn ngươi nóng như vậy, cho ngươi nhiều đá lạnh một tí. Lão đầu sau quầy cười nói. Tòa bèo cứng lại, buồn bực không nói gì. Ban đêm kéo đến, theo mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí trên hoang mạc lập tức hạ thấp xuống, hiệu quả giữ ấm của hạt cát rất kém, nhiệt lượng nhanh chóng phát tán ra. Lúc này, Đỗ Địch An cùng Sam đã dùng mấy cái hòn đá dựng tốt một cái hố lửa củi đốt là thực vật khô. Mà phương pháp châm lửa tự nhiên là phương pháp nguyên thủy nhất, đánh lửa. Thật đói. Rê sờ sờ bụng nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhắm mắt tựa ở cạnh đống lửa, nói, nhịn một chút đi. Mười ngày này chẳng mấy chốc sẽ qua đi, mặt khác nếu nói chuyện sẽ đói càng nhanh. Rê cười khổ một tiếng, cũng nhắm mắt lại. Mích Can ngồi tại bên cạnh đống lửa, cười nói, đều đi ngủ đi, ngủ liền không đói bụng. Lại đói lại lạnh, thật khó sống. Sam nắm quần áo thật chặt, dựa sát vào đống lửa một chút. Mick Can mỉm cười, thỉnh thoảng nhặt củi lên ném vào trong hố lửa. Hắn nhớ kỹ Đỗ Địch An đã phân phó luôn phải gìn giữ ánh lửa, để tránh dã thú tới gần. Đêm dài, nhiệt độ không khí thấp hơn, thỉnh thoảng một trận gió thổi đến. Mặc dù ngồi ở bên cạnh đống lửa nhưng Mick Can vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy. Hai chân có chút run run để thân thể sản sinh nhiệt lượng, nhưng mà càng run run hắn bỗng nhiên cảm thấy mắc tiểu. Hắn nhìn ba người Đỗ Địch An đã ngủ say bèn đứng dậy đi qua một bên, cởi quần vừa muốn đi tiểu nhưng đột nhiên trong bóng tối có một bàn tay gầy guộc duỗi ra bóp cổ họng của hắn con người Mikkan can co lại trái tim nhảy lên mãnh liệt sợ hãi để hắn gần như muốn trừng rách hốc mắt chỉ thấy một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn từ trong bóng tối hiện ra đôi mắt thâm trầm nhìn hắn âm thanh khàn khàn nhỏ giọng nói ngoan đừng kêu tóc gáy toàn thân Mikkan can đều dựng lên muốn kêu cứu mạng nhưng hắn vừa mở rộng miệng thì cổ họng lại bị bóp đến gần như vỡ vụn muốn kêu cũng kêu không được chỉ có thể phát ra âm thanh cạc cạc như vải vóc bị xé ra. Trong lúc sợ hãi cực độ như thế trong đầu hắn bồng nhiện hiện ra khuôn mặt đỗ địch an, luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối, con mắt bỗng nhiên mở ra, bàn chân ra sức đá về phía sau. Gót chân phải đá trúng hạt cát mềm mại dưới chân bắn tung tóe đến bên cạnh đống lửa. Chưa đủ. Khoảng cách còn chưa đủ. Mích can trở nên tuyệt vọng. Mà lúc này, chủ nhân của bàn tay khô gầy kia cũng chú ý tới mích can cầu cứu, trong con ngươi âm lãnh sệt qua một đường lạnh lẽo, một bàn tay khác nâng lên trong bóng đêm Mích Can mượn ánh lửa yếu ớt thấy rõ ràng, đó chính là một cây chủy thủ. Sư, thẳng tắp đâm tới, bành một tiếng, ngay thời khắc đại não Mích Can hoàn toàn trống rỗng, thì một khối đá ném bay tới nệ ở trên cây chủy thủ. Cùng lúc đó, đỗ địch an giống to lên, có địch nhân đứng dậy, theo tiếng giống của hắn, Rê cùng Sam lập tức bừng tỉnh nắm tảng đá sau đầu lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đỗ Địch An gắt gao nhìn chằm chằm thân hình gầy gò lại gù lưng trong bóng tối kia, từ trước đến nay hắn không có ngủ sâu, nhất là dưới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đối với việc để Mick Can Gác đêm cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác có mấy hạt hạt cát tung tóe lên mặt, lập tức thức tỉnh vừa mở mắt ra liền nhìn chỗ Mick Can ngồi, nhưng người đã không thấy đâu, chờ hắn quay đầu nhìn liền bắt gặp một màn hú hồn, lập tức không chút nghĩ ngợi nhặt một tảng đá bên cạnh đống lửa đập tới, không nghĩ tới vừa vặn đánh chúng. Đáng chết! thân thể gầy còng xuống kia chính là một lão giả, cả người được bao phủ trong áo khoác đen, chủy thủ trên tay phải rơi xuống mặt đất, cổ tay run nhè nhẹ, kịch liệt đau đớn, để đáy lòng của hắn tuôn ra lửa giận đẩy Mích Can đang không ngừng giãy giụa, qua một bên, từ trong ngực lấy ra một cái bình màu xanh lục rồi mở miệng bình ra, sương mù xanh lục lượn lờ bay lên, hắn nhắm ngay hướng mấy người Đỗ Địch An rồi dụng miệng thổi. Sương mù xanh lục lập tức bay tới. Đỗ Địch An biến sắc vội vàng che mũi, vừa muốn nhắc nhở Rê, Sam thì sương mù xanh lục đã bay tới phụ cận, không cách nào mở miệng. Bịch một tiếng, Mích Can đứng gần lão giả lưng gù nhất bị sương mù xanh lục bao phủ chính diện, lập tức ngã xuống. Con người đỗ địch an co rụt lại, vội vàng ngã xuống giả chết. Lại là hai tiếng bịch bịch, đỗ địch an không cần nhìn. Cũng biết hơn phân nửa là Ray cùng Sam cũng đã hít phải sương mù xanh lục, chỉ là không biết đã hôn mê hay là chúng độc chết rồi. Trái tim của hắn đập mạnh phanh phanh, đáy lòng tràn ngập khẩn trương cùng nghi hoặc chẳng lẽ đây cũng là một trong khảo hạch. Nếu là như vậy, hắn tin tưởng ngoại trừ những đại đoàn thể kia, nhưng tiểu đoàn thể khác đều sẽ bị đào thải. Chẳng lẽ mục đích lần khảo hạch này chính là để mọi người đoàn kết? Tâm tư Đỗ Địch An nhanh chóng xoay chuyển, không khỏi hối hận, có lẽ ý tứ của phía trên căn bản không phải để bọn họ sinh tồn 10 ngày mà là nhìn xem bọn họ phải chăng có đoàn kết hay không? Tiểu quỷ đánh chết. Đúng lúc này, Đỗ Địch An nghe được tiếng bước chân của lão giả Lương Gù đi tới phía hắn, lập tức biết hắn chính là muốn báo thù mình ném đá công kích, trong lòng âm thầm kêu khổ lãng phí một bình thất hồn dược tề của ta, đáng chết. Chỉ nghe giọng nói thôi Đỗ Địch An cũng biết hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này trái tim thắt chặt, bàn tay lặng lẽ nắm một mảnh cát, chuẩn bị tùy thời mà động. Đúng lúc này, Đỗ Địch An cảm giác chân của mình bị một bàn tay gầy guộc bắt lấy, bàn tay hoàn hoàn không có cơ thịt, mắt cá chân hắn bị bóp cực kỳ đau nhức, hắn âm thầm cắn răng, chỉ chờ đối phương xoay người giết hắn sẽ lập tức ném mạnh nắm cát trong tay ra ngoài. Nhưng mà hình như lão giả lưng gù này không có ý muốn giết hắn, chỉ nắm một chân hắn kéo về phía trước đỗ địch an có cảm giác nặng nề không biết đối phương muốn đưa hắn đi nơi nào công kích hay là tiếp tục chờ cơ hội đỗ địch an chậm rãi mở mắt ra nhìn mượn nhờ đống lửa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chỉ thấy lão giả lưng gù kia đang quay lưng với mình tay kéo lấy hắn đi về bóng tối phía trước ánh mắt hắn lấp lóe nhưng rồi vẫn là từ bỏ ý nghĩ đánh lén dùng nắm cắt nện lên lưng đối phương chẳng mang đến tác dụng nào ngược lại sẽ mất đi cơ hội đánh lén duy nhất này mà giờ phút này hắn đã bị kéo ra xa 2 3 mét, không cách nào bắt được tảng đá bên cạnh hố lửa, cho dù có thể bắt được nhưng tảng đá bị lửa thiêu nóng hổi, cũng không có thời gian nhắm chuẩn, ném lung tung có thể nện chúng hay không chính là một chuyện. Không thể đi nơi ở của hắn. Đỗ Địch An biết giờ phút này mình gặp phải nguy hiểm cực lớn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân trước khi tiến vào trong hang ổ của đối phương, dù sao ai cũng không biết hang ổ của đối phương còn có bao nhiêu người, trước mắt một người hắn cũng không ứng phó nổi nếu là bị đưa vào hang ổ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho xâm lược. Lúc này, lão giả lưng gu kéo đỗ địch an đi đến địa phương trước đó, Mích can chuẩn bị đi tiểu, xoay người nhặt cây chủy thủy rơi trên mặt đất. Đỗ địch an thầm vui mừng, ánh mắt rơi xuống tảng đá khi nãy mình ném ở bên cạnh, lập tức lặng lẽ đưa tay sờ soạn, tảng đá giữ ấm bình thường. Mặc dù giờ phút này vẫn còn nóng hổi nhưng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, hắn bắt lấy tảng đá, nhìn qua cái ót lão giả lưng gu bỗng nhiên hóc bụng dùng sức dồn hết lực lượng nửa người trên hung hăng ném mạnh bành một tiếng tảng đá không có đập trúng sau gáy mà nện ở lưng gù của đối phương bởi vì đang nằm mặc dù khoảng cách rất gần nhưng vẫn lệch góc độ sắc mặt đỗ địch an khó coi lại không kịp ảo não mà vội vàng dùng bàn chân đạp một cái để thoát khỏi bàn tay của đối phương lão giả lưng gù bị tập kích từ phía sau đau nhức kêu một tiếng lào đào suýt nữa té ngã hắn quay đầu nhìn lại lập tức thấy đỗ địch an bò lên xoay người chạy hắn không nghĩ tới mình lại bị ăn thiệt đến hai lần bởi một đứa bé tức giận đến lồng ngực muốn nổ, giữ tợn nói, ta muốn giết ngươi. Bỗng nhiên hắn hất tay lên, một màn khó mà tin được xuất hiện, chỉ thấy từ trong ống tay áo rộng của hắn bắn ra một đạo bóng đen thật dài. Bành một tiếng, đánh trúng sau lưng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức ngã nhào xuống đất, trên sống lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức gần như muốn ngất đi, nhưng đáy lòng lại là một mảnh mờ mịt, lấy tốc độ của mình, hẳn là đối phương sẽ không đuổi theo nhanh như vậy, chẳng lẽ là ném đá. Hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên thích chặt hắn thấy được một màn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, chỉ thấy trong ống tay áo lão giả lưng gù kia vậy mà duỗi ra một con rắn độc xúc thể to chừng cánh tay trẻ sơ sinh dài 3-4 mét, chống phình ống tay áo của hắn, dưới ánh lửa chập trờn chiếu rọi, đỗ địch an thấy cực kỳ rõ ràng, phần gốc của xúc thể kia rõ ràng là nối liền với bả vai của đối phương. Đáng sợ nhất chính là, trên cánh tay khô giả của lão giả lưng gù kia vậy mà có từng đường mạch lạc đỏ. Như máu, tựa như là mạch máu nhô ra ngoài da thịt, tràn ngập quỷ dị cùng dữ tợn. Điều này khiến trong đầu Đỗ Địch An không khỏi hiện ra bốn chữ: Sinh hóa cải tạo. Sinh ra ở khoa học thế gia, Đỗ Địch An biết rõ sinh hóa cải tạo là thật sự tồn tại, chỉ là ở thời đại trước nó thuộc về cấm kỵ thí nghiệm, bất kỳ ai thí nghiệm sinh hóa thể đều là hành động trái pháp luật, chỉ có đệ nhị thế chiến từng xuất hiện qua, khi đó con người được cải tạo trở thành binh khí chiến tranh. Hắn nghe được những điều này trong lúc phụ thân cùng tỷ tỷ hắn nói chuyện phiếm với nhau, không có nghĩ đến lúc này, ở cái thời đại mà khoa học kỹ thuật còn chưa tiến vào thời đại hơi nước lại gặp được một màn khó mà tin được này ken két trong lúc đỗ địch an còn đang chấn kinh lão giả lưng gù bị đau hừ một tiếng xúc thể ở phần gốc cánh tay phải mạnh mẽ tăng trưởng mấy cm đoạn xúc thể vừa sinh ra còn dính rất nhiều dịch thể mà cánh tay phải lão giả lưng gù lại khô quát mấy phần lão giả lưng gù cắn răng nhìn chằm chặp đỗ địch an giữ tợn nói tiểu quỷ ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy ta sẽ mở cơ thể ngươi ra từng chút từng chút một biến ngươi trở thành vật thí nghiệm của ta. Nói xong, hắn nhanh chân đi tới chỗ đỗ địch an, mà xúc thể trên cánh tay của hắn thì vặn vẹo thuận theo ống tay áo chui, về bả vai tiến vào trong áo khoác rộng thùng thình, nếu không phải ống tay áo bị nứt vỡ, từ bên ngoài nhìn lại hoàn toàn không ra một chút khác thường. Sắc mặt đỗ địch an tái nhợt, giờ khác này hắn đã biết rồi, đây không phải là khảo nghiệm người nhặt rác mà là nguy hiểm chân chính, hắn muốn bò lên, thế nhưng phía sau lưng chuyển đến đau nhức kịch liệt khiến hắn không đứng dậy nổi. Hơn nữa lão giả lưng gù còn móc ra bình xương mù màu xanh lục trước đó, mặc dù hắn kiệt lực ngừng thở, nhưng một lúc sau vẫn ngửi được một chút, chỉ vẻn vẹn ngửi được một chút mùi vị khác thường, cũng đã cảm giác được tay chân như mềm nhũn ra. Còn muốn chạy, lão giả lưng gù giữ tợn mà nhìn hắn, bàn tay lớn vồ một cái, chụp tóc Đỗ Địch An kéo đi. Đỗ Địch An đau đến nắm chắc cổ tay của hắn, cũng không lâu lắm, lão giả lưng gù bỗng nhiên dừng lại, chung quanh là một vùng tăm tối, nhưng mượn ánh sáng yếu ớt của ngôi sao trên bầu trời, Đỗ Địch An lại trông thấy nơi này có một cái hố sâu. Lăn vào. Lão giả lưng gù rơi chân một cước đá trên người Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức té lộn xuống, dọc đường có vẻ như là bậc thang. Sau lưng, cổ tay, cánh tay bị đụng vô cùng đau nhức, ước chừng lộn 7-8 mét mới xuống tới đáy. Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn lại, lập tức trông thấy trước mắt có một ngọn đèn vàng yếu ớt. Nơi này là một mật thất dưới đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio lúc này lão giả lưng gù cũng thuận theo bậc thang dựng đứng kia bò xuống dưới đỗ địch an ngẩng đầu nhìn lại phía trên thang đứng là một tấm ván gỗ phong kín cửa hang hắn lập tức biết vì cái gì trong hoang mạc rộng lớn như thế lại gặp phải lão giả lưng gù này thì ra bọn hắn lựa chọn địa phương ẩn núp vừa lúc cách nơi này không xa hơn phân nửa là ban ngày bọn họ hoạt động ở chỗ này đã kinh động đến đối phương đáy lòng cười khổ một tiếng ngẫm lại cũng phải trong hoang mạc thực vật thưa thớt chỗ nào có thực vật cũng là nơi có nguồn nước phong phú nhất xác thực thích hợp làm nơi ẩn núp. Sau khi lão giả lương gù đi xuống cầu thang lại không để ý đến Đỗ Địch An, mà là nhanh chóng đi đến trước một cái bàn làm việc đặt cách đó không xa, từ bên trong ngăn kéo móc ra một cái bình nhỏ, bên trong bình là từng viên thuốc màu hồng sáng, hắn đổ ra mấy viên ăn vào, lại từ trong bình kim loại bên cạnh đổ ra ngụm nóng nước để uống. Đỗ Địch An đánh giá mật thất dưới đất này, lập tức nhìn thấy một chút đồ vật khiến sắc mặt hắn khó coi, chỉ thấy bên cạnh có mấy hộp tụ có một ít bình thủy tinh lớn, bên trong ngâm những thứ kinh khủng có bàn tay người có đầu nữ nhân còn có lá phổi cùng trái tim tiểu quỷ đừng nhìn nữa đợi lát nữa ta sẽ tìm một cái vật chứa thật lớn để chứa ngươi vào lão giả lưng gù chú ý tới ánh mắt đỗ địch an thâm trầm mà nói sắc mặt đỗ địch an khó coi nói ngươi chính là những tên đã bán linh hồn mình cho ma quỷ mà quang minh giáo đình đã nói tới lão giả lưng gù xùi cười một tiếng nói ma quỷ quang minh giáo đình cũng chỉ biết dùng tạo vật chủ cùng ma quỷ để lừa gạt người đời chờ hoàn thành thí nghiệm thì ta chính là tạo vật chủ thí nghiệm gì đỗ địch an hỏi hắn tự nhiên không phải thật sự muốn quan tâm cái này mà là muốn lợi dụng nói chuyện để tranh thủ chút thời gian chờ thể lực hơi khôi phục một chút lại nghĩ biện pháp thoát thân lão giả lưng gù cười lạnh nói nói ngươi cũng không hiểu đám ngu dân bị quang minh giáo đình nô dịch chờ ta nghỉ ngơi một chút liền đưa ngươi đi gặp quang minh thần trong lòng ngươi đừng nghĩ trốn đi trông thấy cái này không đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cung nỏ cỡ nhỏ. Đỗ địch an biến sắc, đáy lòng phát lạnh nhưng không hề từ bỏ. Cắn răng nói, cái gì là tạo vật chủ mà giết người còn muốn dùng loại vật này, thật buồn cười. Hừ, trí tuệ của tạo vật chủ sao ngươi có thể hiểu được. Lão giả lưng gù cười lạnh một tiếng, vĩ đại luyện kim thuật là bất hủ. Ngươi rất vinh hạnh vì có thể trở thành vật liệu thí nghiệm của ta. Luyện kim thuật. Đỗ địch an khẽ giật mình. Trong lúc quan sát siêu cấp chip, Hắn vừa mới bắt gặp một chút giới thiệu về luyện kim thuật, có thể nói đây là hình thức ban đầu của hóa học, bắt nguồn từ Ai Cập, chủ yếu là chuyển hóa kim loại thường thành hoàng kim, một khi có vị luyện kim thuật nào có thể làm được điều này, ngay lập tức sẽ trở thành quốc bảo, có thể hô phong hoán vũ. Mà mục đích cuối cùng nhất của luyện kim thuật chính là chế tạo ra hiền giả chi thạch, truyền thuyết đây là bảo vật có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Trong lịch sử từng có thật nhiều nhân vật vĩ đại đều dấn thân tu tập luyện kim thuật, bao quát nhà vật lý học nổi tiếng Newton cũng là một vị luyện kim thuật cuồng nhiệt. Ngươi chính là luyện kim thuật sĩ. Đỗ địch an kinh nghi bất định nhìn xem cái lão giả lương gù trước mắt, luyện kim thuật không phải chế tạo hoàng kim sao. Lão giả lương gù nhíu đôi mắt lại, nói, không nghĩ tới ngươi biết thật nhiều, bất quá luyện kim thuật chúng ta chia hai phái. Một phái chính là nghiên cứu cơ bản vật chất, chế tạo hiền giả chi thạch, đạt tới vĩnh sinh. Một phái khác chính là giống như ta, nghiên cứu sinh mệnh vật chất, chế tạo ra sinh mệnh trở thành tạo vật chủ. Đỗ Địch An lập tức hiểu ra vì cái gì cánh tay của lão lại biến thành như thế, hơn phân nửa là dùng thân thể của mình tiến hành thí nghiệm sinh mệnh cấu tạo, từ kết quả đến xem hiển nhiên là thí nghiệm thất bại, mặc dù xúc thể vạn vẹo trên cánh tay kia có thể nghe theo tín hiệu thần kinh, mà hành động nhưng mỗi lần đều sẽ trả một cái giá lớn, nếu không phải thế thì chỉ bằng vào lực lượng của biến dị xúc thể kia tuyệt đối là một đại sát khí, trong thời đại vũ khí lạnh này, có vẻ như lão giả lưng gù đã nghỉ ngơi tốt, hướng đỗ địch an lạnh lùng nói, qua bên kia nằm sấp xuống. Đang nói chuyện, bàn tay khô giả sờ lên cung nỏ cỡ nhỏ, tự hồ chỉ cần đỗ địch an cự tuyệt sẽ ngay lập tức xạ kích. Sắc mặt đỗ địch an biến đổi cắn răng đứng lên, vào thời khắc sinh tử tồn vong này, trong đầu lại gấp đến có chút dối bời, hắn hít một hơi sâu giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là mặc cho ai rơi vào hoàn cảnh âm trầm tuyệt vọng, như thế đều khó mà duy trì chấn định. Thân thể hắn khẽ run lấy tốc độ chậm nhất đi xê dịch, về phương hướng lão giả lưng gù chỉ, nơi đó chính là một cái bàn làm việc giống như bàn giải phẫu, bên trên có thật nhiều đao cụ dùng để cắt chém, có đao cụ còn dính vết máu không có rửa sạch. Đỗ Địch An chợt nghe thấy bên trái có động tĩnh chuyển đến, liếc mắt nhìn lại lập tức biến sắc, chỉ thấy bên trong một cái lồng sắt có mười mấy con đại xà đang vặn vẹo, trong đó còn có loại rắn giống như hoàng lân xà mà ban ngày từng thấy qua, hiển nhiên đây đều là vật liệu mà đối phương chụp tới để tiến hành thí nghiệm sinh mệnh cấu tạo lão giả lương ngù cũng không có thúc giục đỗ địch an chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn phẳng phất thợ săn đang lẳng lặng mà nhìn xem con mồi vùng vẫy trước khi chết khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đỗ địch an trở nên trắng bệt khóe miệng câu lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn lúc này đỗ địch an đã đi tới trước bàn làm việc nhìn thấy xiềng xích phía trên kia không tự trói mình lại lão giả lương ngù ra lệnh đỗ địch an nhìn qua mấy sợi xiềng xích cố định trên làm việc biết hơn phân nửa là đối phương thường dùng loại công cụ này để trói chặt những người bị bắt làm thí nghiệm ánh mắt hắn hơi chớp động nhưng vẫn cầm lấy một sợi xiềng xích quấn lên cổ tay mình khuôn mặt lão giả lương gù lộ ra một tia cười lạnh chuẩn bị chờ đỗ địch an tự trói chính mình xong liền đứng dậy cắt chém hắn đến chết bành ngay lúc đỗ địch an đang dùng xiềng xích quấn tay mình thì đột nhiên trầm người xuống co người rút vào dưới bàn làm việc cùng lúc đó hắn vung vẩy xiềng xích đánh về lồng sắt ở cách đó không xa một tiếng loảng xoảng mười mấy con đại xà đang ngủ say trong lồng lập tức bừng tỉnh không ngừng dãy ruộ vặn vẹo sắc mặt lão giả lưng gù trầm xuống lạnh giọng nói tiểu quỷ vốn muốn cho ngươi chết thống khoái một chút nhưng hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này chạy đi coi như phải một lần nữa hao tổn thân thể ta cũng sẽ bắt giữ ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đi ra ta lại tha thứ cho ngươi một lần cuối cùng đương nhiên đỗ địch an sẽ không tin hắn nói chuyện hoang đường nhấc chân hung hăng đá vào lồng sắt có bàn làm việc yểm hộ lão giả lưng gù đứng ở góc độ kia không cách nào bắn tới hắn một khi đối phương đến gần là hắn sẽ có cơ hội cùng đối phương đánh cận chiến. Mặc dù lão giả lương gù có biến dị xúc thể, cận chiến cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng cái đầu của hắn trung quy vẫn là đầu người, vẫn là điểm yêu chí mạng, đây chính là vốn liếng để đỗ địch an liều mạng. Loảng xoảng, lồng sắt chỉ là dùng khóa nhẹ buộc lại không có khóa kỹ, giờ khắc này đỗ địch an vừa đá vừa đạp. Lồng sắt lập tức mở ra, người mấy con đại xà từ trong lồng nhanh chóng bò ra, có con bò về hướng bóng tối, có con bò về phía lão lão giả lưng gù mà trong đó đại bộ phận còn lại là bò về phía đỗ địch an. Lão giả lừng gù cười lạnh, không biết sống chết. Sau một khắc, nụ cười của hắn lại bỗng nhiên cứng lại, chỉ thấy những cái kia đại xà bò về phía đỗ địch an, bỗng nhiên giống như hồi tâm chuyển ý, vặn mình ngoặt một cái bò về phía địa phương khác, trong đó có bốn năm con lại bò về phía hắn. Sao lại thế? Lão giả lưng gù mở to hai mắt, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn về một cái bàn bên cạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, lại dám trộm hùng hoàng, khó trách lại có gan mở lồng rắn. Đỗ Địch An một mực nắm chặt một bình bột hùng hoàng trong tay, giải lên khắp người, bình bột hùng hoàng này, hẳn là lão giả lương gù chuẩn bị trong lúc bắt những con đại xà, vừa rồi khi chú ý tới lồng rắn hắn liền nghĩ đến bột hùng hoàng. Dù sao, lão giả lương gù tuy có danh xưng là luyện kim thuật sĩ, nhưng trên bản chất chỉ là nhà khoa học về sinh vật ở thời đại này thôi. Hơn nữa, đã cao tuổi như thế, muốn tay không tất sắt bắt lấy những con đại xà là không thể nào, chỉ có thể dựa vào những vật khác. Kết quả như hắn sở liệu, rất nhanh liền thấy bình bột hùng hoàng, có lẽ là nơi này đã quá lâu không người đến, đối phương vẫn luôn sống một mình cho nên đồ vật trưng bày rất tùy ý, vừa lúc ngay tại địa phương hắn đi qua, thế là hắn vụng trộm lấy. Hừ, lão giả lưng gù hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cái áo khoác nâu treo trên tường mặc lên người. Lúc này, những con đại xà bò về phía hắn lập tức ngừng lại sau đó, uốn éo mình bò về bóng tối chung quanh. Thấy cảnh này, Đỗ Địch An lập tức biết hơn, phân nửa là trên cái áo choàng này có vẩy có bột hùng hoàng hẳn là đối phương chuyên môn mặc nó đi bắt đại xà tiểu tử người tốt nhất ngoan ngoãn đi ra ánh mắt lão giả âm trầm nhìn chằm chằm bàn làm việc ngón tay đè sát cung nỏ chỉ cần đỗ địch an vừa thò đầu ra lập tức bắn giết mặc dù đối phương chỉ là đứa bé nhưng liên tiếp xảy ra biến cố đã để hắn cảm nhận được uy hiếp sẽ không lại cho đỗ địch an bất cứ cơ hội nào Đỗ Địch An ngẩng đầu đánh giá chung quanh mật thất, biện pháp sống sót duy nhất trước mắt chính là chế phục vị tên luyện kim thuật sĩ này, mà muốn chế phục đối phương, chỉ dựa vào cây dao găm trong tay của chính mình còn chưa đủ. Không sai, trong tay hắn có một cây dao găm, đây là vừa rồi trong lúc ngồi xổm xuống, hắn thừa cơ từ lấy được trên bàn làm việc, đây cũng vũ khí duy nhất để hắn liều mạng cận chiến cùng đối phương. Đúng lúc này, Đỗ Địch An chợt thấy một quầy dựa vào tường, trên đó là chất đống một ít bình bình lọ lọ, Phía trên có dán nhãn hiệu, trong đó hai loại rõ ràng là lưu huỳnh cùng than củi. Đây là một trong những nguyên liệu chủ yếu để chế tạo hắc hỏa dược. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, trong lòng mừng rỡ vội vàng nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy hỏa tiêu, sắc mặt hơi đổi, không có nguyên liệu chủ yếu này, chỉ dựa vào lưu huỳnh cùng than củi là không cách nào chế tạo ra hắc hỏa dược. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác này tựa như một chân bước vào sinh môn nhưng lại bị đẩy trở về tiểu quỷ ta biết trong tay ngươi có dao găm chuẩn bị cùng ta liều mạng đúng không âm thanh lão giả lưng ngù vang lên lần nữa đỗ địch an cảm giác nặng nề xem ra đối phương đã lưu ý đến bàn làm việc bên trên thiếu một cây dao găm chỉ nghe hắn tiếp tục nói chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi ta trước ăn một chút gì để bồi bổ ngươi đói không nói xong hắn cười lạnh hai tiếng đỗ địch an nghe hắn nói chuyện lập tức cảm giác đói bụng cả ngày axit da dậy như đang thiêu đốt bất quá đáy lòng của hắn lại thoáng nhẹ nhàng thở ra chỉ ít mình còn có thời gian có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đúng lúc này một cỗ xương mù màu lục bay tới con người đỗ địch an co rụt lại vội che miệng cùng mũi hắn không nghĩ tới đối phương dám vật này ra trong mật thất nhỏ hẹp hiển nhiên đối phương có giải dược hoặc là có biện pháp ứng đối khác đỗ địch an bóp chặt mũi trái tim đập phanh phanh biết mình không còn nhiều thời gian lắm hắn không có vội vàng đứng lên liều mạng nói không chừng đối phương đã nhắm chuẩn vị trí của hắn chỉ cần hắn vừa đứng lên sẽ bị bắn trúng hắn hơi cắn chặt răng, tay phải nắm chặt dao găm, nhìn xem một bàn tay khác nắm một hùng hoàng, vừa mới chuẩn bị ném mạnh ra ngoài để dương đông kích tây, thì bỗng nhiên trong đầu hắn như có ánh sáng lóe lên. Tiểu quỷ, ta nhìn xem ngươi có thể chống cự bao lâu. Lão giả lưng gù đeo một cái mặt nạ màu xanh lục, chỉ lộ ra đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm bàn làm việc, ngón tay đặt trên cung nỏ tùy thời chuẩn bị xạ kích đỗ địch an. Đột nhiên, sư, một bóng đen từ sau bàn làm việc bay ra, lão giả lưng gù theo bản năng ngón tay nhấn một cái, két một tiếng, tên nỏ bắn ra, mũi tên ngắn nhỏ lao nhanh về trước nhưng không có bắn trúng bóng đen kia, mà là đóng ở bên trên tủ gỗ. Lúc này, bóng đen kia rơi xuống còng xuống lão giả bên chân, đúng là một hùng hoàng bình. Hắn biến sắc, gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy đỗ địch an từ dưới đất nhảy lên, nhưng không có vòng qua bàn làm việc nhào về phía hắn, mà là quay người nhảy đến quầy gỗ bên cạnh, hai tay lung tung bắt lấy bình bình lọ lọ đặt trên quầy vô tình đụng phải mấy bình rơi xuống đất đập nát, bột phấn rơi đầy đất. Lão giả lưng gù thấy thế giận dữ, những thứ này đều là hắn vất vả thu thập, đồng thời tỉ mỉ mài thành vật liệu thí nghiệm, vậy mà cứ thế bị rớt xuống đất, hắn cắn răng nhanh chóng bổ sung tên nỏ, nhắm chuẩn Đỗ Địch An. Nhưng mà trong thời gian chớp mắt hắn lắp một tên nỏ khác, thì Đỗ Địch An đã lần nữa lùi về dưới bàn làm việc. Đáng chết! Lão giả lưng gù phẫn nộ đến trong mắt như muốn phun lửa, mấy lần thất thủ để hắn sinh ra mấy phần kiêng kỵ đối với Đỗ Địch An, cũng không có giận dữ cầm nỏ tiến lên chính hắn cũng không tin hắn lại thật cảm nhận được sự uy hiếp trên người đứa trẻ này ta muốn xem xem ngươi có thể chống cự bao lâu lão giả lưng gù nhìn mật thất tràn ngập sương mù màu lục không tiêu tán ánh mắt âm hàn như xương bắt được đỗ địch an ôm một cái bình thủy tinh lớn bên trong là nửa bình bột lưu huỳnh lúc này hắn cảm giác được dưỡng khí trong phổi càng ngày càng ít cảm giác ngạt thở càng ngày càng mạnh vội nhìn nhanh nhìn chung quanh tìm kiếm đá đánh lửa nhưng mà đồ vật của ông lão mặc dù bày tán loạn khắp nơi, nhưng lại không thấy đá đánh lửa. Không có lửa. Không có lửa. Đỗ Địch An trở nên tuyệt vọng, thật vất vả nghĩ đến biện pháp nhưng không có lửa, đột nhiên hắn thấy cái bóng của mình, đó là ngọn đèn chiếu tới, trong chốc lát, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía ngọn đèn. Không nhiều không kém, vừa lúc bên cạnh bàn làm việc lão giả lưng gù đáng đứng. Ngọn đèn kia hiển nhiên là dùng để chiếu sáng mỗi khi đối phương làm việc, nằm không xa nổi tuyệt vọng lập tức tan thành mây khói, mà lúc này hắn cảm giác ngực bị kìm nén như muốn nổ tung, vội vàng cởi áo thắt vạt áo thành nút, sau đó đổ lưu huỳnh trong bình thủy tinh vào theo cổ áo, lập tức nhấc một áo tràn đầy bột lưu huỳnh lên cắn chặt răng, sinh tử thành bại ở một lần này, trong lòng gầm nhẹ ném áo văng ra ngoài. Sư, lão giả lương gù nhìn bóng đen lớn bay tới, theo bản năng lần nữa bóp cò, tên nỏ trong nháy mắt bắn ra chúng một góc áo. Tên nỏ sắc bén trong nháy mắt đinh áo lên phía trên tủ gỗ, mà phần nút rơi hướng lão giả lưng gù, hắn biến sắc sợ có bẫy trong đó vội vàng đưa tay chặn lại, bành một tiếng, phần nút bị cánh tay hắn ngăn, vừa lúc rơi vào cái bàn bên cạnh hắn. Bành một tiếng, ngọn đèn bị đánh lật ngọn lửa thuận theo chất dầu tràn ra bốc cháy, chất dầu chảy xuôi đến cái áo lập tức bốc cháy lên. Đỗ Địch An chờ nghe được âm thanh tên nỏ đính trên tủ gỗ liền ngẩng đầu lên, biết đối phương không thể bổ sung mũi tên thứ hai nhanh như vậy, vừa lúc nhìn thấy tay áo hắn đang bốc cháy liền biến sắc, vội vàng nằm xuống. Bành một tiếng nổ mãnh liệt như một tiếng sét vang lên, mấy ván gỗ trên đỉnh mật thất sụp đổ mấy khối, thật nhiều cát bụi đổ xuống. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy bàn làm việc phía trước bị một cỗ lực lớn hất đổ đụng vào người hắn, vừa lúc ngay dưới xương sườn của hắn đau đến nước mắt đều chảy ra suýt nữa ngất đi. Lúc này hắn sớm đã không thể duy trì nín thở, mặc dù cực lực gắng sức kiềm chế nhưng vẫn là hít vào một ngụm không khí, mùi tanh cùng mùi lưu hoàng tràn ngập, mùi tanh kia giống như mùi xương mù màu lục hắn ngửi được lúc trước, lập tức đầu óc mê muội một trận, tay chân bùn rùn. Lúc này, ngay chỗ sụp đổ trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi vào, rồi mang theo mùi lưu huỳnh cùng sương mù màu lục trong không khí ra ngoài, Đỗ Địch An sụi lơ nằm trên mặt đất, bàn tay nắm chặt lồng ngực chậm rãi hít từng tia không khí vào phổi, lúc trước lưu huỳnh bạo tạc cũng đẩy sương mù màu lục ra không ít, giờ phút này theo bụi lưu huỳnh mù bay bên ngoài, hương vị đã phai nhạt rất nhiều, hắn nằm sát mặt đất hít thở cũng không có lại ngửi được mùi tanh. Một lát sau, Đỗ Địch An cảm thấy miễn cưỡng có thể hành động, lập tức chậm rãi bò lên. Mật thất này đã bị tạc mở, ai cũng không biết lúc nào sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn cũng không muốn bị cát bụi chôn sống. Lúc trước bạo tạc đã thổi tắt tất cả ngọn đèn trong mật thất, giờ phút này mật thất tựa như một cái hố sâu trong hoang mạc, bên trong là một màu đen kịt. Đỗ Địch An hơi cắn răng, mượn nhờ ánh sao yếu ớt lục lọi đi về phương hướng lão giả lưng gù. Trên đường đi va va chạm chạm tủ gỗ cùng cái bàn. Hắn dựa vào ký ức lúc trước rất nhanh mò tới vị trí đối phương, đầu tiên là chạm đến cái bàn lật nghiêng hắn thuận theo cái bàn mò qua đột nhiên sờ đến một thứ gì đó ẩm ướt nhớp nhúa vừa cẩn thận cảm nhận sắc mặt liền trở nên khó coi bên trong ẩm ướt nhớp nhúa lại có vật cứng hình như là xương cốt mặc dù trong bóng đêm nhưng hắn lại phẳng phất như nhìn thấy bộ dáng chia năm xẻ bảy đáng sợ của đối phương chỉ cảm thấy cả người phát lạnh không nghĩ tới lưu huỳnh bạo tạc lại đáng sợ như thế phải biết hắn còn không có chế tạo thành hắc hỏa dược sở dĩ bạo tạc hoàn toàn là dựa theo nguyên lý bụi bạo tạc ta giết người. Đỗ địch an run rẩy, đây chính là một cái mạng, mặc dù hắn ở cái thế giới này nhìn thấy quá nhiều tàn phá cùng nghèo khó, nhìn thấy pháp luật vạn vẹo, nhưng tự mình giết người lại là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hình như, âm hồn đối phương đang ở bóng tối chung quanh dùng ánh mắt âm lãnh nhìn mình chầm chầm. Hắn run rẩy một cái, cắn răng, trong lòng nói thầm, ta chính là tự vệ, không thể trách ta, ta chỉ là tự vệ, không có phạm tội nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm trong lòng tràn ngập bi thương hắn tuân theo luật pháp sớm đã biến mất ở trên thế giới này coi như phạm tội thì sao ai có thể định tội hắn đây hắn cười mỉa một tiếng trong hố sâu là bóng tối đứng trong cái nơi mà ánh sao không chiếu tới này hắn đột nhiên cảm giác mình thật sự cô độc giống như bị toàn bộ thế giới quên lãng loại cảm giác cô đơn cô độc này dần dần khiến thân thể hắn đang run rẩy cũng từ từ thả lỏng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không có đáng sợ như vậy ngược lại có một loại nhàn nhạt, nhạt hờ hững hắn yên lặng nhìn xuống thi thể lão giả nơi hắc ám qua hồi lâu mới chậm rãi động đậy thân thể không phải rời đi mà là cúi người lục lọi trên mặt đất hắn đang tìm thanh cung nỏ kia lúc tìm tòi đỗ địch an lần nữa đụng chạm đến thân thể lão giả ẩm ướt nhớp nháp giống như là đùi lại như là cánh tay bị áo vải rách dưới bao lấy lần này mặc dù hắn vẫn có chút sợ hãi nhưng không có khẩn trương như lúc trước cố nén run rẩy thò tay vào trong áo sờ soạng bỗng nhiên từ bên trong sờ đến hai cái vật cứng nhô lên hắn nhéo nhéo cực kỳ cứng rắn hẳn là vật phẩm tùy thân của đối phương lập tức xé mở vải vóc lấy mấy thứ đồ kia ra xúc cảm lạnh buốt hắn giơ lên mượn ánh sao chiếu dọi miễn cưỡng thấy rõ đúng là dao đánh lửa trong lòng của hắn kinh hỷ lập tức dùng dao đánh lửa ma sát một ngòi lửa rất nhanh ánh lửa yếu ớt chiếu sáng hắc ám nhờ ánh lửa nên hắn lập tức thấy rõ sự vật trước mắt vừa xem xét không khỏi sắc mặt trắng bệch chỉ thấy bộ vị mình tìm tòi khi nãy rõ ràng là bả vai lão giả Giờ phút này, cánh tay kia dạn nước từ khuỷu tay, mà xương sườn chỗ ngực cũng bị nổ một mảnh cháy đen mơ hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trái tim đỗ địch an đập phanh phanh khẩn trương, sợ đối phương đốt nhiên ngồi dậy đánh tới. Sau khi xác nhận ngực đối phương không có chập trùng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt đất tìm được vài trang dây nhóm lửa, đồng thời ném mây khối vải vóc nổ tán loạn vào trong để thiêu đốt. Theo lấy ánh lửa lớn dần, Đỗ Địch An lập tức thấy rõ bộ dáng mật thất sau khi bạo tạc, các loại chiết xuất khí cụ trên bàn làm việc đều rơi trên mặt đất, gần như đều xuất hiện hư hao, còn có không ít đồ vật bị cát bụi đổ sụp bao phủ, hắn tập trung nhìn vào, lập tức tìm được thanh cung nỏ, chỉ là dây cung đã bị đứt, phần thân cũng gãy đoạn, hiển nhiên là không cách nào dùng được nữa. Đỗ Địch An cảm thấy đau lòng, chỉ có thể từ bỏ, ngay lúc hắn chuẩn bị một mồi lửa đốt cháy mọi thứ nơi này, chợt thấy có mấy quyển sách bên cạnh ánh lửa, trên trang bìa quyển trên cùng nhất có ghi lấy luyện kim sinh mệnh luận. Đỗ Địch An trong lòng hơi động tiến tới nhặt lên, ngoại trừ bia ngoài có ghi luyện kim sinh mệnh luận, phía dưới còn có mấy quyển, đều là thư tịch về luyện kim sinh mệnh, mà kẹp ở trong đó lại là một quyển sách nhỏ cỡ bàn tay, không có danh tự, hắn lật ra nhìn một chút, đúng là dùng bút lông ngỗng viết tay. Bản luyện kim chép tay. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, nhìn sơ lược nội dung, thì ra là luyện kim nhật ký của lão giả lưng gù. Cự Bích Lịch năm 287, Hắc Tuyết Quý. Hôm nay thí nghiệm tiến triển thuận lợi, quả nhiên muốn sáng tạo sinh mệnh vẫn phải dùng nhân loại làm vật thí nghiệm vật liệu hoàn mỹ cỡ nào đỗ địch an mở ra trong này có ghi chép quá trình thí nghiệm cùng một ít sự kiện khác hắn không có xem kỹ mà nhét bản luyện kim chép tay vào ngực còn mấy quyển luyện kim sinh mệnh luận cùng mấy quyển sách khác hắn chỉ lật xem qua loa mặc dù tên sách nghe như rất cao cấp nhưng cảm giác không khác mấy so với sơ cấp sinh vật học mặc dù hắn chưa từng học qua sinh vật học nhưng ít ra hắn là người mang tư tưởng hiện đại từ nhỏ đã nghe đến đủ loại thưởng thức nên đoán đại khái hắn không mang theo vì mấy quyển sách này quá dày không cách nào che giấu, dễ dàng bại lộ. Chỉ nhìn hành động của lão giả lưng gù này thôi cũng đoán được, hơn phân nửa là luyện kim thuật ở thế giới này không được hoanh nghênh lắm, nếu không hắn cũng sẽ không trốn đến vùng hoang mạc không người này, để vụng trộm làm thí nghiệm. Đỗ địch an xé thư tịch nhét vào trong đống lửa, lửa lớn bùng cháy lên, hắn nhét mấy quyển sách còn lại vào thi thể của lão giả kia, sau đó tìm tới ấm dầu rơi trên mặt đất, tưới dầu hỏa lên thi thể lão giả cùng các nơi trong mật thất, Giờ phút này hắn đã tỉnh táo rất nhiều, điều thứ nhất nghĩ tới chính là hủy thi diệt tích. Khi lửa lớn lan tràn đến gần người, thì Đỗ Địch an thuận theo cái thang lúc trước lăn xuống mà bò lên. Cái thang này ở cách vị trí bạo tác khá xa nên cũng không có bị chấn đoạn. Hắn phí sức đẩy tấm ván gỗ trên đỉnh đầu rồi bò ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua, từ cái lỗ hổng sụp đổ kia lờ mờ trông thấy ánh lửa chiếu ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một tia phiền muộn, thở dài xoay người thuận theo đường cũ chạy về. Lúc hắn trở lại địa phương lúc trước, đống lửa chỉ còn giải rác đống lửa, chung quanh lại không nhìn thấy đám người mít can. Đỗ địch an giật mình không mà nghỉ ngơi, mà kéo lấy thân thể mỏi mệt đi trên mặt cắt tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh nhìn thấy vết tích, lập tức thuận theo vết cát lún đuổi theo, lại trông thấy nơi xa một bóng đen đang di động, trong lòng hơi căng thẳng, lặng lẽ tiếp cận. Sau khi tới gần đỗ địch an mới nhìn rõ, đúng là rê tại kéo mít can cùng Sam. Hắn không có hôn mê. Đỗ địch an khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến từ trước đến giờ rê là kẻ có tính cách cẩn thận, hơn phân nửa cũng già chết như mình, chỉ là Rê giả chết trốn tránh qua một kiếp còn mình lại suýt nữa bỏ mạng. Nhìn thấy Rê khó khăn lôi kéo Sam cùng Mích Can đi về phía trước, trong lòng đỗ địch an hơi ấm, cuốn bản luyện kim chép tay ép vào ống quần, lại dùng dây vải trói chặt sau đó đi ra ngoài. Ai? Rê nghe được động tĩnh, bị dọa nhảy lên, buông lỏng Sam cùng Mích Can, khẩn trương xoay người nắm lấy hai nắm cát. Là ta. Đỗ địch an hiện thân đi ra. Rê nghe được âm thanh đỗ địch an thì giật nảy cả mình, nhịn không được kinh hỉ nói, ngươi trở về rồi. Ngươi không sao chứ, quái vật kia không có làm gì ngươi a à. Nghe nói như thế, Đỗ Địch An lập tức biết hơn, phân nửa là lúc trước vụng nơi vụng trộm nhìn thấy mình cùng lão giả kia chiến đấu, thấy bà vai biến dị của đối phương liền nói, không có việc gì, ta may mắn chạy mất, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi, miễn cho lại bị đuổi theo. Nói xong nắm lấy cánh tay Mích can, trông thấy hắn còn có hô hấp, lập tức biết sương mù màu lục kia không phải kịch độc, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt rê trắng nhợt, nhịn không được nhìn về phía sau Đỗ Địch An, phảng phất như có quái vật trong bóng tối đang nhìn chăm chú. Hắn run rẩy một cái nắm sam lên vội vàng nói, nhanh chạy, đừng bị đuổi kịp. Nói xong, nhanh chóng kéo sam chạy về phía trước. Đỗ Địch An kéo Mick Can đi theo sau, hiển nhiên địa phương có nguồn nước sung túc như nơi này là không thể chờ lâu. Mặc dù lão giả kia đã chết nhưng khó đảm bảo không có luyện kim thuật sĩ khác tới, đáy lòng thở dài, lại phải tiếp tục tìm kiếm nguồn nước, chỉ mong sao điểm nguồn nước kế tiếp sẽ không lại gặp gỡ những luyện kim thuật sĩ cự tuyệt luật pháp ước thúc này. Nửa giờ sau, bên trên mật thật lão giả lưng gù, mấy bóng đen xuất hiện, bên trong có một bóng đen dáng lùn móc ra dao đánh lửa, nhóm lửa xong lấy tay che ánh đèn phòng ngừa gió thổi tắt, mượn nhờ ánh lửa từ lỗ hồng nhìn xuống dưới, lập tức trông thấy bên mật thất là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều bị cháy đen. Đã bị giết. Một bóng đen dáng thướt tha hình như nhìn thấy cái gì, âm thanh như chuông bạc lại tràn ngập lạnh lẽo, nói, hủy thi diệt tích, thiêu hủy địa điểm xem ra là không muốn để cho chúng ta truy xét ra manh mối gì thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hơn phân nửa là tên ma quỷ xứ đồ kia làm những xúc sinh này người một nhà cũng không buông tha một bóng đen dáng vẻ khôi ngô âm trầm nói bóng đen dáng lùn nói những luyện kim thuật sĩ này đã sớm bán linh hồn cho ma quỷ vì đạt được lực lượng mà không tiếc hết thảy tương hỗ tàn sát cũng không tính là gì bất quá bọn họ hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đánh nhau ta nghĩ rất có thể là vì tranh đoạt thứ gì đó Đáng giận, nếu chúng ta tới sớm một chút là tốt rồi. Các ngươi nhìn, nơi này hình như bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy trong nháy mắt. Bóng đen dáng người thướt tha chỉ một nơi bị thiêu hủy trong mật thất cùng lỗ hổng, nói, xem ra những luyện kim thuật sĩ này lại lấy được lực lượng đáng sợ của ma quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.